vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 41. Cuối cùng hắn đã chủ động thừa nhận, trong xe phía sau truy đuổi, một người trong đó còn cầm điện thoại, giờ phút này mừng rỡ như điên, kích động nói, tôi vừa lúc muốn đưa quá trình truy kích Zono Taro đã ghi lại cho thủ lĩnh huyết thử, không ngờ lại chụp được Zono Taro chủ động thừa nhận tội ác của mình. Quả nhiên là vì nữ nhân mà giết chết Cáp Duy thiếu gia. Thật đáng chết, phía trước đã là đường chết, hắn trốn không thoát, con đường đen kịt, tiếng bánh xe ma sát mặt đất kịch liệt vang lên. Không còn đường đi nữa, đằng sau là lính đánh thuê huyết chiến sĩ. Bên cạnh bóng tối không xa, Giang Ánh Đào một mực đi theo Sở Trần, nhìn Sở Trần một đường thao tác, khiếp sợ không thôi. Cửu huyền linh nhân thuật, dĩ nhiên thật sự có hiệu quả thần kỳ như vậy. Giang Ánh Đào có thể tưởng tượng được, đêm nay qua đi, tập đoàn tài chính Kim Lăng cùng lính đánh thuê huyết chiến sĩ, thậm chí cùng Sa Quốc, tất đều đến tình trạng nước lửa không dung. Ai có thể nghĩ đến, đằng sau tất cả những điều này, đều là một cây ngân châm của Sở Trần đang khống chế. Đây là tận dụng tất cả a. Sở Trần mỉm cười, nhổ ngân châm trên giấy vàng linh nhân. Bên trong chiếc xe Jeep rách nát, Zono Taro khôi phục thần trí, cả người bị vây trong trạng thái hoang mang. Thậm chí trước tiên cũng không chú ý tới vết thương của mình, ngơ ngác nhìn khẩu súng trong tay mình. Đây là, Zono Taro nghe thấy tiếng súng phía sau, cả người giống như bị điện giật hân thể căng thẳng tê, ánh mắt toát ra hoảng sợ nồng đậm, không, không liên quan đến tôi. Zono Taro mạnh mẽ ném súng trong tay ra ngoài, nhưng lập tức, trong lúc bất chợt cảm giác lại mất đi cảm giác an toàn, vội vàng nhặt súng lên một lần nữa. Đừng giết tôi, chuyện không liên quan đến tôi à. Tôi, Zono Taro còn chưa kịp nói ra câu thứ ba, đã bị lính đánh thuê huyết chiến sĩ đuổi theo dùng đạn chặn lại. Trong nháy mắt đã bị đánh thành cái sàng. Người Nhật Bản thật sự không biết xấu hổ à, đến tình trạng này, hắn thế nhưng còn không biết xấu hổ nói chuyện không liên quan đến hắn. Thông báo cho Mạc Đức thiếu gia, hung thủ sát hại Cáp Duy thiếu gia đã bị giết ngay tại chỗ. Nếu Zono Taro đang ở nhà xưởng, đạo tặc Hỏa Yến nhất định cũng ở gần, tiếp tục toàn lực lục soát đạo tặc Hỏa Yến. Sau khi lính đánh thuê huyết chiến sĩ này rời đi, rừng cây nhỏ bên cạnh, hai người đi ra. Bọn họ còn muốn tiếp tục săn lùng đạo tặc Hỏa Yến. Giang Ánh Đào mở miệng, chú chung bọn họ sẽ không bại lộ chứ. Sở Trần có chút lo lắng, điều đó sẽ không xảy ra. Giang Ánh Đào nói, chú chung ở thành phố Riyadh là có thân phận hợp pháp, chỉ cần hai người chúng ta không có bại lộ, vậy thì sẽ không có việc gì. Sở Trần gật gật đầu, bên tai còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng còi xe cảnh sát chói tai. Truy bắt đạo tặc Hỏa Yến. Sở Trần khóe miệng khẽ nhếch, lấy bản lĩnh đạo tặc Hỏa Yến, nếu sẽ bị bắt giữ, đó mới là chuyện lạ. Nhiệm vụ coi như là hoàn thành thành công. Giang Ánh Đào nói, sáng sớm ngày mai chúng ta về nước đi. Ở nước ngoài, luôn có chút cảm giác không được tự nhiên. Vẫn không được, Sở Trần trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu nhìn bóng đêm xung quanh, nhưng cũng không nhất định. Anh cùng đạo tặc Hỏa Yến ước định thời gian động thủ, là tối mai. Nhưng, loại loạn cục đêm nay, hiển nhiên là thời cơ tốt nhất xuất thủ phá trận đối phó Triệu Huyền Phong. Giang Ánh Đào vẻ mặt nghi hoặc nhìn Sở Trần. Cô Đào, tôi đi rồi về. Sở Trần không có chần chờ, anh không biết nên liên lạc với đạo tặc Hỏa Yến như thế nào, chỉ có thể thử vận khí đến chỗ cùng đạo tặc Hỏa Yến gặp mặt. Anh muốn đi đâu? Giang Ánh Đào hô một tiếng theo bóng lưng Sở Trần. Bắt đạo tặc Hỏa Yến. Sở Trần đưa lưng về phía Giang Ánh Đào giơ tay lên, thân ảnh rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Ánh Đào giật mình, chợt díu một tiếng, miệng đàn ông, quỷ gạt người. Cô mới không tin Sở Trần dám đơn thương độc mã đi gặp đạo tặc Hỏa Yến. Nhà máy một mớ hỗn độn, tin tức Zono Taro bị đánh chết tại chỗ truyền ra ngoài, dẫn phát chấn động, dưới sự kích thích của máu tươi, lính đánh thuê huyết chiến sĩ càng thêm điên cuồng tìm kiếm tung tích của đạo tặc Hỏa Yến. Bọn họ thủy chung kiên định cho rằng, thực lực của đạo tặc Hỏa Yến mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng một mình đấu lại một nhóm lính đánh thuê vũ trang hạng nặng. Thành phố Riyadh, một khách sạn, một trong những cổ đông nhỏ của khách sạn đến từ một ông chủ của tập đoàn tài chính Kim Lăng, nhưng điều này ít được biết đến, vì vậy hắn đã sống sót sau cơn bão này. Võ Thiển Dũng, người phụ trách chính của tập đoàn tài chính Kim Lăng ở Sa Quốc, đã ẩn náu ở nơi này. Võ Thiển Dũng vốn đã ngủ thiếp đi bị thư ký lắc tỉnh, không hay rồi, Zono Taro bị lính đánh thuê huyết chiến sĩ giết tại chỗ, trước khi bị giết, Zono Taro còn thừa nhận sự thật mình ám sát Cáp Duy thiếu gia. Võ Thiển Dũng trực tiếp ngồi dậy kinh hãi, đồng tử mở to, chỉ chốc lát sau,
sau lưng cả người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Xong rồi, xong rồi, Võ Thiển Dũng bò dậy, lần đầu tiên trong đời cảm thấy thư ký mặc váy thú vị màu đen chướng mắt như vậy, đi ra, mau an bài một chút, tôi muốn ngày mai, không, trước khi bình minh, lập tức rời khỏi thành phố Riyadh. Hắn thậm chí không hỏi thư ký làm sao biết điều đó. Thư ký cầm điện thoại, trên video phát ra rõ ràng chính là lời nói của Jono Taro giận dữ gầm lên cáp suy thiếu ra cướp người phụ nữ của mình. Sắp xếp đi, nếu không sẽ mất mạng. Võ Thiển Dũng quá mức hiểu rõ năng lực của gia tộc Ngải Nhĩ Mạc Tháp ở thành phố Riyadh. Cái chết của Ngải Nhĩ Mạc Tháp đã gây ra sự chấn động toàn thành phố, bây giờ Jono Taro đã thừa nhận vụ ám sát cáp suy thiếu ra, điều này có nghĩa là, tiếp theo, tập đoàn tài chính Kim Lăng sẽ bị gia tộc Ngải Nhĩ Mạc Tháp điên cuồng trả thù. Hắn ở lại chỗ này, cùng chờ chết không có khác nhau. Jono Taro chết tiệt, hắn muốn giết chết tất cả chúng ta. Xu hướng phát triển của tập đoàn tài chính Kim Láng ở Sa Quốc tốt biết bao, giống như một chiếc xe phóng nhanh, tương lai rất tốt, nhưng Jono Taro, cái thứ chết tiệt này đã khiến chiếc xe chạy nhanh này mất phanh, chúng ta lập tức liền đâm vào núi. Nhanh chóng rời khỏi thành phố Riyadh, trận động đất lớn ở thành phố Riyadh, tòa nhà dân cư 6 tầng, sân thượng của tòa nhà. Lúc Sở Trần đi tới nơi này, sân thượng một mảnh yên tĩnh, nhìn xuống dưới lầu, thỉnh thoảng sẽ có xe quân đội gào thét mà qua. Xem ra, người quả thật muốn thừa dịp đêm nay động thủ. Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên phía sau Sở Trần. Sở Trần đột nhiên quay đầu lại, mặt nạ màu tím, cằm trắng nõn bóng loáng mê người, đôi mắt dưới bóng đêm vẫn có vẻ linh động như trước, giờ phút này không hề tránh kỵ cùng Sở Trần nhìn nhau. Đây không phải là hơi giống anh hùng Sở Kiến sao? Sở Trần cười với đạo tặc Hỏa Yến. Hai người đều không có lời nói dư thừa, thân thể lướt đi. Sở Trần đi theo phía sau đạo tặc Hỏa Yến, anh ý đồ thông qua thân pháp khinh công của đạo tặc Hỏa Yến để phán đoán thân phận đạo tặc Hỏa Yến. Nhưng mà, Sở Trần rất nhanh ngây ngẩn cả người. Công phu của đạo tặc Hỏa Yến giống như món thập cẩm của giới võ giả. Cô biết thuật cách không khống chế vật của phái Thiên Cơ, cô thi triển ra khinh công thân pháp, dĩ nhiên có mấy dấu vết khinh công thân pháp đại phái chính thống. Đây thực sự là một người kỳ lạ. Sở Trần đối với đạo tặc Hỏa Yến càng ngày càng tò mò. Sở Trần nhìn bóng lưng đạo tặc Hỏa Yến, có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Trong lòng anh tin chắc, đạo tặc Hỏa Yến nhất định là một vị tiền bối thực lực cường đại trong giới võ giả. Sở Trần phỏng chừng, thực lực của cô đã vô hạn gần kề khí tức cảnh, nằm ở sư cảnh giới viên mãn trong võ đạo Đại Tông. Triệu Huyền Phong nếu mà không phải là có đầu rụt cổ trong kỳ môn kim tỏa trận, cùng với đạo tặc Hỏa Yến không muốn lấy thân mạo hiểm, cô căn bản sẽ không tìm được Sở Trần đến hợp tác, phá kỳ môn kim tỏa trận. Thân ảnh đạo tặc Hỏa Yến chậm lại, phía trước đã là trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp. Tòa kỳ môn kim tỏa trận bên trong đã bị Triệu Huyền Phong mài giũa nhiều năm, nền móng vững chắc, biến hóa vô cùng, có thể nói là phòng thủ kiên cố, đây cũng là nguyên nhân Triệu Huyền Phong nửa bước không ra trận. Đạo tặc Hỏa Yến quay đầu lại, nhìn Sở Trần, nhưng, mấu chốt phá trận, cũng là nền móng. Nền móng là chìa khóa để mở khóa. Sở Trần nói, người Nam ta Bắc. Mỗi người tìm kiếm nền móng của tòa kim tỏa trận này, sau đó hủy diệt nó, nếu mà thời gian đủ, hoàn toàn không có vấn đề gì. Hai người đều là cao thủ trận pháp hạng nhất đương thời. Thân ảnh nhanh chóng lẻn vào trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp. Bên trong trang viên, tin tức Jono Taro giết đã truyền về. Cam địch thần sắc đại chấn, làm rất tốt, tiếp tục bắt người của tập đoàn tài chính Kim Lăng, bọn họ có thể sẽ biết nơi ở của đạo tặc Hỏa Yến. Triệu Huyền Phong không nói thêm gì. Tầm mắt khẽ híp lại. Bất kể là Jono Taro hay là đạo tặc Hỏa Yến, hứng thú của hắn cũng không lớn. Triệu Huyền Phong hiện tại muốn làm nhất chính là mang siêu tầm của Ngải Nhĩ Mạc Tháp về nước, tiếp theo, chính là thiếu chủ Cửu Huyền Môn, nếu như có thể tra được hành tung của thiếu chủ Cửu Huyền Môn trước khi về nước, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Trên thực tế, trong mắt Triệu Huyền Phong, cách nói Jono Taro có quan hệ với đạo tặc Hỏa Yến có chút hoang đường. Sau lưng Jono Taro là tập đoàn tài chính Kim Lăng, mà đồng bọn của đạo tặc Hỏa Yến là thiếu chủ Cửu Huyền Môn, với sự hiểu biết của Triệu Huyền Phong đối với Cửu Huyền Môn, không có khả năng hợp tác với tập đoàn tài chính Kim Lăng. Chỉ có điều, chân tướng cụ thể, Triệu Huyền Phong cũng không có hứng thú biết. Triệu Huyền Phong nhắm mắt dưỡng thần, bóng đêm dần dần tối, Mạc Đức cùng Cam Địch đều đã đi nghỉ ngơi, đại sảnh chỉ còn lại một mình Triệu Huyền Phong, hai mắt khẽ nhắm. Người của trang viên cũng sớm đã quen với vị Triệu sư phụ cao thâm khó lường này thường xuyên suy nghĩ vấn đề như vậy, không ai quấy rầy. Bỗng nhiên,
ánh mắt Triệu Huyền Phong mở ra. Kỳ môn kim tỏa trận, hắn 5 năm trước bố trí, dùng thời gian 5 năm vững chắc cải thiện, tất cả mọi thứ trong kim tỏa trận, Triệu Huyền Phong đều biết rõ như lòng bàn tay. Đồng dạng, mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ trong kim tỏa trận đều không thoát khỏi cảm giác của Triệu Huyền Phong. Có người xông vào trong kỳ môn kim tỏa trận. Không đúng, Triệu Huyền Phong đột nhiên đứng lên, là có người đang phá kỳ môn kim tỏa trận. Thân ảnh Triệu Huyền Phong lướt qua, đột nhiên vọt tới về phía nam của trang viên. Kỳ môn kim tỏa trận là cơ sở bảo vệ mạng của Triệu Huyền Phong ở nơi đất khách quê người, hắn đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn nó bị người hủy diệt. Đạo tặc Hỏa Yến, tầm mắt Triệu Huyền Phong lạnh lùng híp lại, trên đời này, người có thể phá kỳ môn kim tỏa trận của hắn cũng không nhiều. Liên tưởng đến thân phận thiếu chủ Cửu Huyền, Triệu Huyền Phong thậm chí hoài nghi thân phận thật sự của đạo tặc Hỏa Yến chính là người Cửu Huyền môn. Thân ảnh Triệu Huyền Phong đột nhiên ngừng lại, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn phát hiện hướng phía bắc, nền móng của kim tỏa trận cũng đang gặp phải phá hoại, hơn nữa, tốc độ phá hoại, thậm chí so với phía nam còn nhanh hơn. Chết tiệt, ánh mắt Triệu Huyền Phong bắt đầu sát khí. Hắn cơ hồ 100% có thể xác định, người tới nhất định là đạo tặc Hỏa Yến cùng thiếu chủ Cửu Huyền, Sở Trần. Ngoại trừ hai người này, hiện giờ thành phố Riyadh không có người thứ ba có thể phá hoại kỳ môn kim tỏa trận của hắn. Thật sự là không tốn công sức tự tìm đến. Khóe miệng Triệu Huyền Phong lạnh lùng nhếch lên, thiếu chủ Cửu Huyền, ta vừa lúc cũng muốn tìm ngươi. Triệu Huyền Phong trầm ngâm một hồi, vẫn là chạy tới về phía bắc. Hắn tuy rằng đối với kỳ môn kim tỏa trận của mình rất tự tin, thế nhưng, trận pháp này dù mạnh đến đâu cũng không thể chống chọi được với việc bị phá hoại. Nền móng của phía bắc đã nhanh chóng bị phá hủy trong một khoảng thời gian ngắn. Triệu Huyền Phong vừa chạy tới phía bắc, đồng thời khởi động lượng lớn cơ quan thuật trong kim tỏa trận, bao gồm mũi tên nhọn, độc vật, nọc độc, sương mù, ảo giác vân vân, khí tức bên trong kỳ môn kim tỏa trận thoáng cái liền trở nên lạnh như băng vài phần. Bên trong kỳ môn kim tỏa trận, đạo tặc Hỏa Yến cùng Sở Trần đều đồng thời cảm nhận được trận pháp biến hóa, thần sắc đều cảnh giác. Bọn họ đều rất rõ ràng, từ một khắc bắt đầu phá hoại nền móng kim tỏa trận, nhất định sẽ kinh động Triệu Huyền Phong. Hy vọng Triệu Huyền Phong đến phía nam. Sở Trần nhìn thoáng qua cái cây trước mặt, trong tay có chủy thủ, bổ vài cái, đại thụ sụp đổ. Cây đại thụ này cũng là một trong những nền móng quan trọng của kim tỏa trận. Một khắc đại thụ sụp đổ, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mặt Sở Trần. Đại ca, phía nam không tốt sao? Sở Trần âm thầm chửi bới một tiếng, xoay người rời đi. Anh cũng không muốn cứng chọi với cứng với trưởng môn Thiên Cơ. Sở Trần là thiên kiêu tuyệt đối của thế hệ trẻ trong giới võ giả, thực lực thậm chí vượt qua không ít tiền bối, nhưng cũng không bao gồm đạo tặc Hỏa Yến. Giang Khúc Phong cùng với trưởng môn Thiên Cơ gần như đã chạm tới đỉnh phong võ đạo tông sư. Đương nhiên, ở trong lòng Sở Trần, giá trị vũ lực của đạo tặc Hỏa Yến so với Giang Khúc Phong cùng Triệu Huyền Phong còn cao hơn một chút. Phía sau truyền đến thanh âm phá không vô cùng sắc bén, thân thể Sở Trần quỷ dị chợt lóe. Cửu Huyền bí thuật, Nghênh Phong Liễu Bộ, trong nháy mắt liền né tránh một kích này của Triệu Huyền Phong. Triệu Huyền Phong bất ngờ, nhìn Sở Trần, sát ý trong mắt lộ ra. Phái Thiên Cơ nhiều đời mục tiêu chính là thủ tiêu Cửu Huyền môn, trở thành kỳ môn đệ nhất phái. Sở Trần trước mắt vẻn vẹn chỉ một thân pháp đã bày ra thiên phú đáng sợ, thế hệ trẻ của Cửu Huyền môn như vậy, nhất định phải bóp chết trong quá trình trưởng thành. Triệu Huyền Phong lập tức đối với Sở Trần triển khai săn giết. Sở Trần lựa chọn rút lui ngay khi Triệu Huyền Phong xuất hiện, đêm nay nhiệm vụ chủ yếu của anh là phá hoại kỳ môn kim tỏa trận này, về phần Triệu Huyền Phong, đương nhiên có đạo tặc Hỏa Yến đi đối phó. Không có chút do dự nào, Sở Trần vọt về phía nam. Cứu mạng! Địa thế trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp phức tạp, rất nhiều bố trí đều xuất phát từ tay Triệu Huyền Phong, để lợi dụng cơ quan thuật tốt hơn, nhưng giờ phút này, cũng trở thành chỗ dựa để Sở Trần tránh né truy kích của Triệu Huyền Phong. Thân ảnh Sở Trần như khói đen chui vào một tòa gác xếp, không đợi Triệu Huyền Phong khởi động cơ quan thuật trong gác xếp kia, Sở Trần đã lao ra từ một hướng khác qua cửa sổ. Triệu Huyền Phong thần sắc âm trầm, thiếu chủ Cửu Huyền này so với tưởng tượng của hắn khó có thể đối phó. Nếu là tiên thiên võ giả bình thường, ở trong tay hắn ngay cả một chiêu cũng không qua được. Triệu Huyền Phong đuổi theo không rời, ngay khi thân ảnh Sở Trần xông về phía một mảnh cây cảnh trong trang viên, bên trong đại thụ hắc ám, đột ngột phát ra hai đạo tiếng vang sắc bén, hai cây gai nhọn dài hơn 2 mét, vừa nhanh vừa mạnh, phá không lao ra. Thân ảnh Sở Trần trong nháy mắt dừng lại, lúc vừa muốn tránh né, một đạo thân ảnh nhanh hơn, hai tay vỗ,
trực tiếp đập gai nhọn thế tới hung hăng kia. Song quỷ của Lục Âm môn gõ cửa, tàng thư các của Cửu Huyền môn cũng cất giấu tuyệt học võ công khắp thiên hạ. Vừa rồi một trưởng này của đạo tặc Hỏa Yến, thoạt nhìn giống như là tuyệt học của Lục Âm môn. Sở Trần đã quen không lạ, anh quả thực hoài nghi đạo tặc Hỏa Yến đã sớm trộm tới tay tuyệt học võ công của các đại môn phái. Đây là giao cho ngươi. Sở Trần xoay người đi, anh muốn tiếp tục phá kỳ môn kim tỏa trận này. Triệu Huyền Phong đã phục hồi tinh thần lại, nén giận xuất kích, muốn ngăn cản Sở Trần, lại bị đạo tặc Hỏa Yến ngăn lại. Ngươi là ai? Triệu Huyền Phong tức giận, hắn thật không ngờ, ngoại trừ đạo tặc Hỏa Yến ra, thiếu chủ Cửu Huyền ở thành phố Riyadh dĩ nhiên còn có trợ thủ. Triệu Huyền Phong khuôn mặt âm trầm, hắn cảm giác một đợt thao tác này của Cửu Huyền môn có chút khinh người quá đáng. Sau khi thăm dò đơn giản, Triệu Huyền Phong phát hiện, thực lực của người phụ nữ trước mắt này hoàn toàn không dưới đạo tặc Hỏa Yến. Một khi bị cô dây dưa kéo lại, kim tỏa trận sớm muộn gì cũng sẽ bị thiếu chủ Cửu Huyền Sở Trần phá hủy. Không thể trì hoãn, Triệu Huyền Phong rất rõ, trận chiến đấu này kéo dài càng lâu đối với hắn mà nói lại càng bất lợi. Mặc kệ ngươi là ai, ở trong kỳ môn kim tỏa trận, ta mới là thống trị. Thân ảnh Triệu Huyền Phong đột nhiên tiếp cận đạo tặc Hỏa Yến, quyền phong sắc bén bá đạo. Muốn dưới ảnh hưởng của kim tỏa trận đối với đạo tặc Hỏa Yến, đánh bất ngờ đối thủ, nhưng mà, đạo tặc Hỏa Yến thậm chí không có lui về phía sau, cô nhất định phải bảo đảm an toàn cho Sở Trần phía sau, lựa chọn cùng Triệu Huyền Phong cứng đối cứng. Trên thực lực tuyệt đối, đạo tặc Hỏa Yến áp đảo Triệu Huyền Phong, nếu không phải kỳ môn trận pháp này thỉnh thoảng sẽ quấy rầy cô muốn đánh bại Triệu Huyền Phong dễ như trở bàn tay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai chân đạo tặc Hỏa Yến vừa mới rơi xuống đất. Vị trí dẫm lên đột nhiên xảy ra nổ tung, trong tốc độ ánh sáng, thân thể đạo tặc Hỏa Yến nhảy lên, một tấm lưới khổng lồ rơi xuống từ bầu trời. Đồng thời, Triệu Huyền Phong thi triển thuật cách không khống chế vật, một bên lá cây lớn ào ào bị rút đi hơn phân nửa, hái lá phi hoa, từng mảnh lá hóa thành ám khí sắc bén, phong tỏa tất cả đường lui của đạo tặc Hỏa Yến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đạo tặc Hỏa Yến khóe miệng dương lên một chút. Hai tay giống như hư ảo, ánh mắt đột nhiên nở rộ ra quang mang linh động. Phiến lá bay đầy trời phát ra tiếng va chạm ma sát kịch liệt, trong đó một bộ phận phiến lá đảo ngược va chạm với nhau. Trong lòng Triệu Huyền Phong đột nhiên kinh hãi, gắt gao mỏ to đôi mắt, chấn động vô cùng. Không thể nào, Triệu Huyền Phong không thể tin được hình ảnh mình nhìn thấy. Thuật cách không khống chế vật, cô đương nhiên biết thuật cách không khống chế vật, hơn nữa còn cướp lấy một bộ phận khống chế của hắn đối với phiến lá. Điều này có nghĩa là, trình độ cách không khống chế vật của đối phương, không kém hắn chút nào. Âm âm, cùng lúc đó, kỳ môn kim tỏa thật sự xảy ra chấn động. Sở Trần lại nhổ xong một nền móng của kỳ môn kim tỏa trận, còn không quên khen ngợi đạo tặc Hỏa Yến, làm rất tốt. Khuôn mặt Triệu Huyền Phong âm trầm xuống. Hắn đã cảm giác được khí tức uy hiếp. Nếu như tùy ý cứ tiếp tục như vậy mà nói, một khi kỳ môn kim tỏa trận hoàn toàn bị hủy, tất cả nỗ lực của hắn đều sẽ bị hủy hoại. Đi chết đi, Triệu Huyền Phong không hề giữ lại, gầm gừ giận dữ gầm lên, sát khí bắn ra, bùa trong tay giống như mưa rơi, uy lực của bùa trong khoảnh khắc bộc phát. Lúc này, mặc dù là đạo tặc Hỏa Yến, cũng đang tránh né uy lực của bùa. Triệu Huyền Phong tìm đúng cơ hội, thân ảnh như điện, giết về phía Sở Trần. Sở Trần tránh thoát, dựa vào thân pháp tinh diệu vô cùng, nghênh phong liễu bộ. Vô cùng kỳ diệu, ngay khi Triệu Huyền Phong còn muốn truy kích Sở Trần. Phía sau đã truyền đến một cỗ lực mạnh mẽ, Triệu Huyền Phong cảm giác được trong lòng đột nhiên run lên, nhanh chóng trở về phòng ngự. 10 phút trôi qua, thần sắc Triệu Huyền Phong càng lúc càng âm trầm, trong lòng vô cùng lo lắng. Thiếu chủ Cửu Huyền này thật sự quá đáng hận, một đường vừa đi vừa nghỉ, trong vòng 10 phút ngắn ngủi, đã hủy diệt nền móng của kim tỏa trận gần như hơn phân nửa. Nhưng hắn bị người phụ nữ thần bí này quấn lấy, căn bản không có cách nào thoát ra đi đối phó Sở Trần. Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn bại. Triệu Huyền Phong đã nảy sinh ý định thoái lui. Chiến đấu giữa hai đại cường giả đã kinh động đến những người khác trong trang viên. Khi hai anh em mặc đức cam địch đi ra, xa xa thoáng nhìn thấy một màn này, trong lòng đều kinh hãi, vội vàng mở miệng hỏi Huyết Thứ có cách nào trợ giúp Triệu sư phụ không. Huyết Thứ nhìn thoáng qua, ánh mắt toát ra kinh hãi nồng đậm, một lúc lâu sau, lắc đầu, cho dù toàn bộ lính đánh thuê huyết chiến sĩ của trang viên cùng nhau lên. Cũng không thể khống chế được hướng đi của trận chiến đấu này. Hai anh em mặc đức cam địch nhìn nhau, sâu thẳm trong nội tâm đều chấn động. Khó trách cha khi còn sống tôn sùng văn Trung Quốc như vậy,
tôn kính vị Triệu Xu, phụ đến từ Trung Quốc này, công phu Trung Quốc thật sự quá cường đại. Bản lĩnh hái lá phi hoa cũng đủ khiến mọi người ở đây đều sợ hãi. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, một mảnh lá cây nho nhỏ, cũng có thể làm người ta tổn thương. Nhanh, đi ngăn một người khác lại. Triệu Huyền Phong thấy đông đảo lính đánh thuê huyết chiến sĩ bộ dạng xem kịch, tức giận không chỗ phát tiết, lúc này giống to. Huyết thử và đông đảo lính đánh thuê phục hồi tinh thần, rốt cục có người nhìn thấy Sở Trần. Biểu hiện của Sở Trần thật sự quá tầm thường, trong mắt đám lính đánh thuê này, Sở Trần chính là ở trang viên phá hư, khi thì bẻ gãy một nhánh cây, khi thì giẫm nứt một đóa hoa, khi thì ném một tảng đá sang một bên, người này là nhàn rỗi buồn chán a. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là, những hành động này của Sở Trần, đối với Triệu Huyền Phong mà nói, hoàn toàn là chí mạng. Trong đáy lòng Triệu Huyền Phong vẫn còn ôm một tâm tư, nền móng mấu chốt của kỳ môn kim tỏa trận ẩn giấu rất tốt, Sở Trần chưa chắc có thể tìm được. Nhưng bây giờ xem ra, Sở Trần rất khó tìm được. Lính đánh thuê huyết chiến sĩ đồng loạt xông lên, xông về phía Sở Trần. Dưới chân Sở Trần vừa vặn có một tảng đá thật lớn, ánh mắt liếc mắt nhìn lính đánh thuê huyết chiến sĩ từ bốn phương tám hướng xông lên, thậm chí còn có người chuẩn bị rút súng. Lòng bàn chân Sở Trần đột nhiên phát lực, tảng đá khổng lồ trực tiếp vỡ vụn ra, tạo thành từng khối mảnh vụn nhỏ, nhấc chân đảo qua, đá vụn dày đặc bay ra bốn phương tám hướng. Xèo, 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 từng lính đánh thuê huyết chiến sĩ theo tiếng ngã xuống. Trong lòng Mặc Đức đột nhiên chấn động, gương mặt Trung Quốc thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, lại cũng cường đại đáng sợ. Tại sao bọn họ lại xông vào trang viên vào ban đêm? Kho báu của trang viên không phải đã sớm bị đạo tặc Hỏa Yến dọn sạch rồi sao? Chẳng lẽ là trả thù? Hai anh em đồng thời nghĩ đến cái chết của cha cùng em trai, sắc mặt đều đột nhiên biến đổi, lập tức triệu tập lính đánh thuê huyết chiến sĩ trở về bên cạnh mình. Sở Trần lần nữa liên tục phá nền móng của kỳ môn kim tỏa trận. Oanh, Triệu Huyền Phong cũng chịu một quyền đạo tặc Hỏa Yến, thân ảnh loạng choạng lui về phía sau vài bước. Đạo tặc Hỏa Yến từ trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú vào Triệu Huyền Phong, người tham lam muốn kho báu của ngải nhĩ Mạc Tháp ta mặc kệ, người muốn giết chết em mô ta cũng không quan tâm, nhưng người hết lần này tới lần khác tự cho mình là thông minh, đẩy hành động giết người đoạt bảo cho ta Triệu Huyền Phong, thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Vừa dứt lời, khuôn mặt Triệu Huyền Phong đột nhiên biến đổi, người mới là đạo tặc Hỏa Yến. Đồng thời, Triệu Huyền Phong dùng tiếng xa quốc giống to, mau, cùng nhau lên, bắt đạo tặc Hỏa Yến. Chính là cô ta giết ngải nhĩ Mạc Tháp. Ánh mắt Mạc Đức cùng Cam Địch đều vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Triệu Huyền Phong. 5 năm qua, cha đối với anh em chúng tôi có một yêu cầu, chính là muốn chúng tôi phải học được tiếng Trung. Đôi mắt Mạc Đức đỏ lên, vô cùng phẫn nộ. Triệu Huyền Phong, cha chúng tôi dĩ nhiên là ông giết, ông là sói trắng, cha tôi đối xử chân thành với ông lại giết ông ấy. Súc sinh, Cam Địch cũng nắm chặt hai tay, hận không thể tự tay giết Triệu Huyền Phong. Triệu Huyền Phong nhíu mày một chút, hắn ngược lại không có giải thích, mà là nhanh chóng lui về phía sau một đoạn, huyết thứ, nổ súng. Không được nổ súng, Mặc Đức hét lên, ánh mắt huyết thứ biến ảo một chút, quyết đoán giơ tay lên, nổ súng, báo thù cho ngải nhĩ Mạc Tháp. Vừa dứt lời, huyết thứ dẫn đầu giơ tay lên, nổ súng về phía Triệu Huyền Phong, họng súng đen kịt lạnh lẽo phun ra ngọn lửa khủng bố, viên đạn tốc độ cao giống như ánh sáng xông về phía Triệu Huyền Phong. Tiếng súng vang lên, mệnh lệnh nổ súng của huyết thứ, khóe miệng hơi nhếch lên. Huyết thứ là người của hắn, chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình hắn. Dưới loại tình huống này, đừng nói là Mặc Đức cùng Cam Địch, cho dù là ngải nhĩ Mạc Tháp sống lại, lính đánh thuê huyết chiến sĩ cũng chỉ nghe mệnh lệnh của hắn. Nhưng mà, khi tiếng súng vang lên trong nháy mắt, cảm giác cảnh giác của võ giả dâng lên trong lòng, Triệu Huyền Phong có loại cảm giác bị nguy hiểm bao phủ, phản xạ có điều kiện lui về phía sau, khó khăn tránh thoát đạn của huyết thứ. Khuôn mặt huyết thứ khẽ biến, chợt tiếp tục điên cuồng nổ súng về phía Triệu Huyền Phong, lính đánh thuê huyết chiến sĩ còn lại cũng đều nhao nhao phản ứng lại, tiếng súng vang lên bốn phía. Đạo tặc Hỏa Yến vui vẻ nhìn thấy cục diện này, thân nhẹ như yến, phía sau lướt qua một khoảng cách, hứng thú nhìn hình ảnh trước mắt, lại lục đục. Nhưng, thực lực Triệu Huyền Phong trung quy vẫn là võ đạo tông sư hạng nhất, hơn nữa giờ phút này còn là ở trong kỳ môn kim tỏa trận của hắn, công hiệu lớn nhất của kim tỏa trận chính là phòng thủ. Sau một thời gian ngắn chật vật, Triệu Huyền Phong điều động phòng ngự của kỳ môn kim tỏa trận, ngăn trở đạn bốn phương tám hướng mà đến, trong ngón tay, bốn phương tám hướng, lá cây xoay tròn tốc độ cao, giết tới lính đánh thuê huyết chiến sĩ.
Một đám hung ác độc địa không được nuôi dưỡng. Đôi mắt Triệu Huyền Phong lửa giận bắt đầu khởi động. Ngay từ khi huyết thứ động thủ với hắn, Triệu Huyền Phong đã hiểu được ý tứ của hắn. Nó giống như cách hắn đối phó với ngải nhĩ mạc tháp. Huyết thứ thấy hắn gặp phải đạo tặc hỏa yến chặn lại như thế, hơn nữa còn có một lý do công khai đánh chết hắn, báo thù cho ngải nhĩ mạc tháp. Huyết thứ quyết đoán lựa chọn, giết chết Triệu Huyền Phong, kho báu của ngải nhĩ mạc tháp chính là của lính đánh thuê huyết chiến sĩ. Từng lính đánh thuê huyết chiến sĩ theo tiếng mà ngã xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, mặt đất lại đột nhiên xuất hiện một trận chấn động. Đạo tặc hỏa yến quay đầu lại liếc mắt nhìn Sở Trần một cái, môi đỏ tươi khẽ mím, kỳ môn thiên phú của đệ đệ này thật cao a. Kỳ môn kim tỏa trận, đã ở bên bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Đợt trợ công này của lính đánh thuê huyết chiến sĩ đã cho Sở Trần đủ thời gian. Triệu Huyền Phong gần như không khống chế được đại khai sát giới, không ít lính đánh thuê huyết chiến sĩ ngã xuống vũng máu, huyết thứ cũng vẫn chật vật lui về phía sau. Triệu Huyền Phong đỏ mắt, xông về phía Sở Trần. Hắn khổ tâm ẩn núp ở thành phố Riyadh Sa Quốc 5 năm, thứ nhất là vì tài phú, thứ hai là vì bồi dưỡng một cỗ lực lượng nước ngoài. Nhưng Sở Trần xuất hiện, tối nay, hai thứ này tựa hồ cách hắn càng ngày càng xa. Triệu Huyền Phong nghĩ đến lời sư huynh Triệu Trụ nói trong điện thoại, Sở Trần quả thực giống như khắc tinh của phái Thiên Cơ. Khắc tinh chết tiệt này, không chỉ cướp đi Thiên Cơ huyền đồ, còn khắc đến thành phố Riyadh. Trong đầu Triệu Huyền Phong chỉ còn lại một ý niệm cuối cùng, hắn muốn điều động lực lượng cuối cùng còn sót lại của kỳ môn kim tỏa trận, cắn giết thiếu chủ Cửu Huyền, nếu như có thể thành công, mặc dù không có tài phú của ngải nhĩ mạc tháp, mất đi lính đánh thuê huyết chiến sĩ, hắn cũng không thiệt thòi. Đạo tặc hỏa yến hiển nhiên dự đoán được động tác của Triệu Huyền Phong, kịp thời xuất hiện ở nửa đường Triệu Huyền Phong xông về Sở Trần. Trong tay áo Triệu Huyền Phong mũi tên lạnh đột nhiên bắn ra, quỷ bí vô cùng, đạo tặc hỏa yến thân ảnh như hoa nhanh chóng tránh né. Sở Trần ngẩng đầu, nhìn một màn này, tầm mắt nhẹ nhàng híp lại. Triệu Huyền Phong cách anh chưa tới 5 mét, đi chết đi, trong lòng bàn tay Triệu Huyền Phong đã cầm một thanh chủy thủ vô cùng sắc bén, đâm tới Sở Trần. Trong tốc độ ánh sáng, thân ảnh Sở Trần vừa động, mượn một gốc đại thụ làm nơi trú ẩn, vài cái lắc mình, chủy thủ của Triệu Huyền Phong cắm vào thân cây đại thụ to như thùng nước trực tiếp vỡ tan nổ tung. Đối mặt với sự dốc toàn lực của Triệu Huyền Phong, Sở Trần càng sẽ không lựa chọn cứng đối cứng, thân ảnh rất nhanh chuyển đến hướng đạo tặc hỏa yến. Chỉ còn một bước cuối cùng, Sở Trần cùng đạo tặc hỏa yến sóng vai đứng, đồng thời ý vị thâm trường nhìn thoáng qua đạo tặc hỏa yến. Tại thời điểm đạo tặc hỏa yến tránh né mũi tên lạnh trong tay áo Triệu Huyền Phong, Sở Trần tựa hồ đã biết đạo tặc hỏa yến là ai. Giao cho ta, đạo tặc hỏa yến cũng không chú ý tới ánh mắt Sở Trần dị thường, con ngươi nhìn chăm chú vào Triệu Huyền Phong, ngữ khí dị thường kiên định. Sở Trần xoay người trong nháy mắt, công kích của Triệu Huyền Phong đã tới. Đại đạo hỏa yến không có áp dụng sách lược phòng ngự nữa, phòng thủ tốt nhất chính là chủ động tấn công. Lúc này uy lực của kỳ môn kim tỏa trận đã bị suy yếu trên phạm vi lớn, Triệu Huyền Phong đã rất khó tạo thành uy hiếp đối với đạo tặc hỏa yến. Hơn 10 chiêu qua đi, xa xa truyền đến một tiếng ầm ầm vang vọng. Lần này triệt để nghiền nát một tia may mắn cuối cùng trong lòng Triệu Huyền Phong. Kỳ môn kim tỏa trận, phá. Cơ hồ cùng lúc đó, mũi tên lạnh trong tay áo Triệu Huyền Phong lại một lần nữa bắn ra. Lần này, ba mũi tên đồng loạt bắn ra. Triệu Huyền Phong căn bản không nhìn kết quả của ba mũi tên này, trực tiếp xoay người rời đi. Kỳ môn kim tỏa trận bị phá, hắn hoàn toàn mất đi vốn liếng đấu cùng đạo tặc hỏa yến. Mục đích của ba mũi tên lạnh chẳng qua là vì hắn tranh thủ thời gian chạy trốn mà thôi. Triệu Huyền Phong là một người thông minh. Thời điểm còn lại một tia cơ hội, hắn lựa chọn quyết đoán tấn công Sở Trần, nếu mà có thể giết Sở Trần, hắn liền được lợi. Nhưng khi kỳ môn kim tỏa trận bị phá trong nháy mắt, hắn cũng chạy rất quyết đoán. Giữ cho núi xanh không lo không có củi đốt. Leng keng, leng keng, leng keng, ba tiếng giòn tan đinh tai nhức óc. Đạo tặc hỏa yến trong tay dĩ nhiên là một thanh đoản kiếm tinh xảo, thân kiếm xuyên thấu, giống như một tầng bích ngọc, nhưng thời điểm nó ngăn cản ba mũi tên lạnh của Triệu Huyền Phong, thân kiếm ngay cả một chút tia lửa cũng chưa từng xuất hiện qua, trình độ cứng rắn của nó vượt xa ba mũi tên lạnh này. Bóng đen như ảo, xuất hiện trước mặt Triệu Huyền Phong. Khuôn mặt Triệu Huyền Phong toát ra sự kinh hãi nồng đậm. Hắn thật không ngờ, đạo tặc hỏa yến dĩ nhiên vẫn còn đang che giấu thực lực thấu của mình. Đoàn kiếm xẹt qua, lưỡi kiếm như ngọc, hàn mang đột nhiên phá vỡ đêm tối. Triệu Huyền Phong bất ngờ không kịp đề phòng, bị thương chật vật lui về phía sau.
Sở Trần thoáng nhìn thấy một màn này, nhịn không được cảm thán, mỹ nhân như ngọc, kiếm như cầu vồng. Ở trong mắt Sở Trần mũi kiếm giống như hồng quang tuyệt mỹ, ở trong mắt Triệu Huyền Phong, cũng là vũ khí sắc bén đáng sợ. Mặc dù dùng tất cả vốn liếng đi ngăn cản, nhưng trên người vẫn dính mấy vết kiếm máu chảy đầm đìa. Ngay khi Triệu Huyền Phong lại một lần nữa bị thương lảo đảo lui về phía sau, một bên, tiếng súng lại một lần nữa vang lên, nếu như là Triệu Huyền Phong thời kỳ toàn thịnh, muốn tránh được bao trùm của những viên đạn này cũng không khó, nhưng hiện tại, phòng ngự của hắn từ dưới kiếm của đạo tặc Hỏa Yến bị phá thành mảnh nhỏ, khi tiếng súng lần nữa tập kích, đồng tử Triệu Huyền Phong trực tiếp đình trệ. Thân hình kịch liệt chấn động, ầm ầm ngã xuống đất, đợi một chút, giữ lại mạng của hắn. Mạc Đức đột nhiên hô to, xông lên, nhưng mà, khi hắn đi tới bên cạnh Triệu Huyền Phong, Triệu Huyền Phong đã không còn bất kỳ hơi thở nào. Mạc Đức nhìn Triệu Huyền Phong ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt, có loại cảm giác không thể tin được. Năm năm qua, Triệu sư phụ cho hắn cảm giác cao nhân với thủ đoạn thần tiên, đao thương bất nhập, vô địch thiên hạ. Nhưng đêm nay, hắn lại tận mắt chứng kiến Triệu sư phụ bị một người phụ nữ bịt mặt đánh cho không hề có lực chống đỡ, cuối cùng chết thảm dưới súng của lính đánh thuê huyết chiến sĩ. Vo giả Trung Quốc đáng sợ. Mạc Đức nhìn thoáng qua đạo tặc Hỏa Yến đứng ở xa xa, không dám lên tiếng, lông mày cũng theo bản năng cau lại. Triệu Huyền Phong vừa chết, tuy rằng là vì cha báo thù, thế nhưng, kho báu cha cả đời cất giữ, lại không tìm lại được. Cam Địch, Mạc Đức đột nhiên ngẩng đầu, nói với Cam Địch, em lập tức dẫn người, lục soát tất cả tài sản của Triệu Huyền Phong trong thành phố Riyadh. Khóe miệng Huyết Thư yếu ớt nhếch lên, trên toàn thế giới chỉ có hắn, cùng với một số ít lính đánh thuê huyết chiến sĩ nòng cốt biết kho báu này rốt cuộc ở đâu. Một tay đặt lên vai Huyết Thư, tôi hơi mệt mỏi, anh lái xe đưa tôi ra ngoài đi. Sở Trần cười tủm tỉm nhìn Huyết Thư. Huyết Thư theo bản năng căng thẳng thần kinh, nhưng nghe không hiểu lời Sở Trần nói, vội vàng nhìn về phía Mạc Đức. Mạc Đức sau khi thuật lại, Huyết Thư không dám cự tuyệt, vội vàng lái xe tới. Sở Trần nhìn đạo tặc Hỏa Yến. Đoàn kiếm trong tay đạo tặc Hỏa Yến đã thu hồi, thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Sở Trần. Đạo tặc Hỏa Yến cũng nói, cô sở dĩ tìm tới cửa, đó là bởi vì Triệu Huyền Phong bắt cô chịu tiếng oan, cô chịu không nổi ủy khuất này. Vấn đề của cô đã được giải quyết, về phần kho báu của ngài Nhĩ Mạc Tháp, cô muốn lấy được đã sớm giành được. Một chiếc xe từ từ rời khỏi trang viên ngài Nhĩ Mạc Tháp. Dọc theo đường đi, Sở Trần thỉnh thoảng chỉ vào một ngã tư, ra hiệu cho Huyết Đâm rẽ vào. Huyết Thứ một đường trong lòng cũng đang khẩn trương. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở phía trước của một khách sạn. Trong mắt Huyết Thứ theo bản năng phóng to, tầm mắt chiếu tới, một người phụ nữ phương Đông đang đi về phía này, tóc dài buông xõa trên vai, khuôn mặt kiều mị, một đôi mắt hoa đào câu hồn siêu phách lạc khiến huyết máu trực tiếp nhìn ngây người, có loại cảm giác nóng hổi dâng lên. Nhưng mà, câu nói đầu tiên của người phụ nữ, giống như một chậu nước lạnh tưới xuống, khiến cả người Huyết Thứ lạnh như băng. Kho báu của ngài Nhĩ Mạc Tháp ở đâu? Sau khi kinh ngạc hoảng hốt trong nháy mắt, Huyết Thứ lập tức chấn định lại, không trả lời câu hỏi của Giang Ánh Đào, ngược lại quay đầu lại, nhìn Sở Trần, nhíu mày, ngươi cảm thấy ta sẽ biết kho báu của ngài Nhĩ Mạc Tháp ở chỗ nào sao? Anh ta không thừa nhận. Giang Ánh Đào buông tay, phiên dịch cho Sở Trần. Sở Trần sau khi rời khỏi trang viên lập tức liên lạc với Giang Ánh Đào. Thời điểm hai bên kịch chiến, Triệu Huyền Phong từng hạ mệnh lệnh cho Huyết Thứ, điều này giải quyết một bí ẩn trong lòng Sở Trần. Bộ sưu tập của ngài Nhĩ Mạc Tháp chất đống như một ngọn núi, làm sao biến mất qua đêm? Đáp án rất rõ ràng, không chỉ có Triệu Huyền Phong giám sát rồi tự trộm cắp, còn có lính đánh thuê huyết chiến sĩ là người khuân vác. Trước khi rời đi, Sở Trần mời đạo tặc Hỏa Yến lên xe, cũng là đang thăm dò thái độ của cô đối với kho báu này, kết quả đạo tặc Hỏa Yến căn bản không có hứng thú. Đây ngược lại là một tên trộm cá tính, cô nói với hắn, Sở Trần nhàn nhạt nói, lâu báu cùng sinh mệnh, hắn chỉ có thể chọn một. Giang Ánh Đào nói nguyên vẹn lời nói của Sở Trần cho Huyết Thứ. Khuôn mặt Huyết Thứ biến sắc, vội vàng lớn tiếng biện giải, tôi thật sự không biết a. Một mũi tên lạnh sắc bén bén nhọn đặt lên cổ Huyết Thứ, Sở Trần trước khi rời khỏi trang viên, tiện tay nhặt trên mặt đất. Trong nháy mắt này, Huyết Thứ có loại cảm giác cổ họng sắp bị xuyên thấu, máu toàn thân lập tức cứng ngắc đông lại. Lưỡi hái của tử thần đã được đặt trên cổ, anh chỉ có một cơ hội. Thanh âm của Giang Ánh Đào lạnh lùng vang lên bên tai Huyết Thứ, hỏi anh một lần cuối, kho báu của ngài Nhĩ Mạc Tháp ở chỗ nào. Thân thể Huyết Thứ run rẩy, cuối cùng,
thanh âm gian nan, tôi, mang cỏ các người. Sau khi Giang Ánh Đào lên xe, Huyết Thứ khởi động xe, mũi tên lạnh trong tay Sở Trần luôn không rời khỏi cổ họng Huyết Thứ, liên tưởng đến thực lực mà người đàn ông Trung Quốc này bày ra khi ở trang viên Ngải Nhĩ Mạc Tháp, cùng với việc bị giết Triệu Huyền Phong, trong lòng Huyết Thứ không dám có một chút ý niệm phản kháng. Chiếc xe từ từ dừng lại trước một nhà máy trông rất cũ. Có người mai phục, Sở Trần nhìn chằm chằm Huyết Thứ, cổ họng Huyết Thứ có một giọt máu chảy xuống. Không, Huyết Thứ vội vàng hô to, thanh âm run rẩy, không phải mai phục, chỗ này vốn có lính đánh thuê huyết chiến sĩ đang canh gác, tôi hiện tại lập tức bảo bọn họ đi ra. Huyết Thứ lấy điện thoại ra, rất nhanh, phía trước truyền đến một trận thanh âm bước chân. 10 lính đánh thuê huyết chiến sĩ được trang bị vũ khí hạng nặng. Khi nhìn thấy mũi tên lạnh trong tay Sở Trần đặt trên cổ Huyết Thứ bước xuống xe, 10 tên lính đánh thuê này lập tức chĩa súng vào Sở Trần. Tất cả đều bỏ súng xuống cho ta. Huyết Thứ hét lên, so với tài phú cách xù, hắn càng trân trọng tính mạng của mình hơn. Hơn nữa, Huyết Thứ cũng không cho rằng dựa vào 10 người trước mắt có thể đối phó được người đàn ông Trung Quốc này, mặc dù trong tay hắn chỉ là một mũi tên lạnh như băng. 10 người hai mặt nhìn nhau, sau đó vứt bỏ súng ống. Cánh cửa của nhà máy bỏ hoang mở ra, một cái hộp lớn chất đống như núi. Sở Trần ngẫu nhiên mở ra một cái dương trong đó, bên trong bảo vật quang mang chói mắt. Cũng đều là những thứ tốt ha. Giang Ánh Đào cũng mở ra một cái dương, lập tức nhìn về phía Sở Trần, mấy thứ này, anh định xử trí như thế nào? Sở Trần híp cười, còn có thể để cho tôi tự mình xử trí. Đương nhiên, ở một mức độ nào đó, đây là chiến lợi phẩm của anh, không liên cần đến nhiệm vụ. Giang Ánh Đào nói, đây chính là một khoản tài phú đáng sợ. Tôi không quan tâm đến tiền bạc. Sở Trần nhìn quanh đống dương này một cái, suy nghĩ một chút, lập tức nói, thông báo cho chú Trung tới đây đi, số tiền này tương đương với lấy danh nghĩa của tôi, quyên góp cho cục đặc chiến, đảm nhận quỹ mở rộng cục đặc chiến ở Trung Đông. Tôi nghĩ, chú Trung hẳn là so với tôi hiểu rõ hơn làm thế nào tối đa hóa lợi ích của số tiền này. Giang Ánh Đào hơi có chút giật mình. Chợt cười tủm tỉm nói, anh thật sự cam lòng. Sở Trần bất đắc dĩ buông tay, tôi cũng không thể để cho huyết chiến sĩ giúp tôi đưa số tiền bạc châu báu này đưa về Trung Quốc. Sở Trần trong lòng hiểu rõ, món tiền bạc châu báu này để cho trung dân đến xử trí là lựa chọn tốt nhất. Lúc Giang Ánh Đào liên lạc với trung dân, Huyết Thứ mắt trông mong nhìn Sở Trần. Những lính đánh thuê huyết chiến sĩ còn lại thần sắc khó hiểu, cũng không dám hỏi nhiều. Các người tạm thời nghỉ ngơi một chút a. Thân ảnh Sở Trần đột nhiên khẽ động, nhanh chóng ra tay, 10 tên lính đánh thuê huyết chiến sĩ lập tức theo tiếng ngã xuống. Khi ánh mắt Sở Trần nhìn về phía Huyết Thứ cả người giật mình, thấy bên cạnh có một khối thiết côn, trực tiếp nhặt thiết côn lên, hung hăng nện vào đầu mình, Huyết Thứ cũng lập tức hôn mê ngất xỉu. Là kẻ hung hãn, Sở Trần ngây người một chút, Giang Ánh Đào gọi điện thoại xong trở về cũng vừa vặn nhìn thấy một màn cuối cùng, rất nhanh liền tìm dây thừng tới. Loại công việc nặng nhọc này vẫn nên để cho tôi đi. Sở Trần tiếp nhận dây thừng của Giang Ánh Đào, trói Huyết Thứ và 10 người lại, ném vào trong nhà máy. Tốc độ của trung dân rất nhanh, chưa đầy nửa giờ, mấy chiếc xe dừng ở cửa nhà máy bỏ hoang, trong đó có một chiếc xe tải lớn. Tất cả đều là xe thường được sử dụng trong nhà máy, trên đường sẽ không thu hút sự chú ý. Sau khi trung dân xuống xe, bước nhanh đi vào, khi nhìn thấy cả phòng chất đầy châu báu. Cho dù trung dân đã quen với sóng gió, cũng không kiềm chế được ánh mắt chấn động. Sở Trần, cậu thật sự giao chúng giao cho tôi xử lý. Trung dân có chút khó có thể tin, nói thật, vừa rồi tôi động tâm một chút, phỏng đoán cẩn thận, tiền tài châu báu nơi này ít nhất trị giá mấy tỷ. Tiền cũng không nhiều, Sở Trần xua tay, liền giao cho chú Trung. Trung dân, Sở sao vét sai sao Trần. Trung dân rất nhanh cũng tỉnh táo lại, chỉ huy người của cục đặc chiến mang từng dương bảo vật ra ngoài. Sở Trần, nếu cậu đã tin tưởng tôi nhất định sẽ tận dụng tốt tài phú này. Ánh mắt trung dân không kiềm chế được nóng rực, hưng phấn, bên trong có vài thứ, thậm chí dùng tiền cũng chưa chắc có thể đổi lại. Tôi tin, tài phú này chỉ cần tận dụng tốt, địa vị chiến lược của cục đặc chiến chúng ta ở Trung Đông, sẽ tăng lên một cấp bậc. Đúng rồi, hai người dự định khi nào trở về? Trung dân hỏi một tiếng. Sở Trần nhìn về phía Giang Ánh Đào, người sau đã sớm muốn về nước. Không chút suy tư càng sớm càng tốt. Là như vậy, trung dân trầm giọng nói, 3 giờ sau, có một chiếc máy bay xuất phát từ thành phố Riyadh, bay tới Kinh Thành, tôi có thể sắp xếp hai người từ chiếc máy bay này về nước, thời gian còn kịp. 3 giờ sau, đó là chuyến bay đêm khuya,
Giang Ánh Đào cũng không ngại, vừa vặn ngủ trên máy bay. Vậy tôi sẽ sắp xếp ngay. Trung Dân đi sang một bên, nhấc điện thoại lên. Rất nhanh, một thành viên cục đặc chiến phụ trách lái xe, đưa Sở Trần cùng Giang Ánh Đào đến sân bay. Không lâu sau, máy bay bay lên trời. Trên máy bay, hầu hết mọi người đang ngủ. Sở Trần dụi dụi ánh mắt của mình, đối với chuyến đi Riyadh lần này, có nhiệm vụ thất bại, cũng có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Nhìn chung, Sở Trần cũng coi như rất hài lòng. Chủ yếu là, anh đã đại khái đoán được thân phận đạo tặc Hỏa Yến. Thật không nghĩ tới a, Sở Trần theo bản năng cảm thán một tiếng. Một bên, Giang Ánh Đào vốn đã nhắm mắt dưỡng thần mở con ngươi ra, không nghĩ tới cái gì. Sở Trần ếch một chút, tôi cảm giác bỏ sót cái gì đó. Tôi cũng có cảm giác đó. Giang Ánh Đào theo bản năng kiểm tra vật phẩm tùy thân của mình một chút, luôn cảm giác bỏ sót cái gì ở thành phố Riyadh. Hồi lâu, hai người phảng phất đồng thời nhớ ra. Nghiêng người, ánh mắt đối diện, Giang Khúc Phong. Trên bầu trời kinh thành, một chiếc máy bay xuyên qua tầng mây, từ từ dừng lại ở sân bay quốc tế kinh thành. Sở Trần mở máy trước, quả nhiên, Giang Khúc Phong gửi cho anh không ít tin nhắn. Ta nghe tin Jono Taro bị bắn chết tại chỗ, làm rất tốt. Trễ thế này, sao hai người vẫn chưa về? Trời sáng rồi, hai người các ngươi lại cả đêm không về. Bỏ đi, ta tự mình đi ăn sáng, chờ hai người ơi trở về lại cùng Trung Dân thương lượng chuyện về nước. Mẹ kiếp, hai người về nước rồi. Tin nhắn cuối cùng ngay cả Sở Trần cũng có chút không đành lòng nhìn. Không cẩn thận, liền bỏ Giang Khúc Phong về nước. Sở Trần và Giang Ánh Đào liếc nhau một cái. Hai người đều có chút chột dạ. Nhiệm vụ bắt đạo tặc Hỏa Yến trên cơ bản sẽ không tiếp tục nữa, cho dù cục đặc chiến còn không buông tha bắt đạo tặc Hỏa Yến, cũng sẽ phái người khác. Chuyến đi xa quốc đã đủ để chứng minh thực lực của đạo tặc Hỏa Yến ở trên Giang Khúc Phong. Đã như vậy, dưới tình huống không cần thiết, mình cùng Giang Khúc Phong hẳn là sẽ không có cơ hội gặp mặt. Đầu tiên tìm một nơi để ăn, sau đó đi đến Đại học Thủy Mộc. Sở Trần mở miệng, Giang Ánh Đào gật đầu. Trước khi rời khỏi nhà máy bỏ hoang, Trung Dân nhờ hai người một chuyện, ngày mai là sinh nhật con gái Trung Dân nhờ hai người mang một phần quà sinh nhật cho con gái Trung Dân Trung Oánh Oánh. Đây chỉ là một cái nhấc tay, hai người đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chú Trung mỗi năm trên cơ bản chỉ có vài ngày nghỉ, những lúc khác đều là ở lại thành phố Riyadh, Trung Oánh Oánh nếu biết chúng ta giúp chú Trung mang về một món quà sinh nhật, nhất định sẽ cực kỳ vui. Giang Ánh Đào vô cùng chờ mong. Nơi hai người ăn cơm là đại viện Bạch Gia nổi tiếng ở Kinh Thành, bố cục bố trí như đình viện cung đình, khiến người ta đi vào đại viện Bạch Gia có loại cảm giác giống như xuyên qua đến cổ đại. Phong cách ăn uống của nơi này là khá tốt, Sở Trần cùng Giang Ánh Đào yêu cầu một gian phòng riêng biệt. Quá trình ăn cơm, hai người đều không nói chuyện công việc trong chuyến đi đến thành phố Riyadh, chỉ tán gẫu một vài chuyện nhỏ trong cuộc sống. Ngay khi tất cả đồ ăn đều được phục vụ đầy đủ, bên ngoài còn đồng thời vang lên tiếng bước chân. Dương Thiếu, chính là gian phòng này, tôi dám khẳng định không nhìn lầm. Một thanh âm vang lên, gần như đồng thời, cửa phòng bị đẩy ra. Hai thanh niên đi vào, trong đó một người quần áo đắt tiền, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt trước tiên rơi vào trên người Giang Ánh Đào, thần sắc vui vẻ, Đào Đào, thật sự là em trở về kinh thành sao không nói với anh a, anh đến sân bay đón em. Giang Ánh Đào thần sắc cũng có chút bất ngờ nhìn người tới. Thanh niên sải bước đi tới, khuôn mặt mỉm cười, đi thôi, tối nay chúng ta cũng ở chỗ này ăn cơm, tối nay là sinh nhật chị Dung. Giang Ánh Đào nhìn Sở Trần một chút, lắc đầu nói, tôi đang cùng bạn ăn cơm. Người trẻ tuổi vốn lựa chọn xem nhẹ Sở Trần, lúc này, ánh mắt rơi vào trên người Sở Trần, nhướng mày, vị bằng hữu này có chút lạ mặt a. Bạn của tôi ở Dương Thành, Sở Trần. Giang Ánh Đào giới thiệu, thì ra không phải người kinh thành. Thanh niên lại một lần nữa không để ý Sở Trần, nói với Giang Ánh Đào nói, Đào Đào, khó có được đêm nay gặp phải, liền cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi. Giang Ánh Đào liễu mi khẽ nhíu, sau đó vẫn là từ chối người thanh niên. Giang tiểu thư, Dương thiếu ý tốt, liền đi qua quán ba nhỏ uổng một ly. Người thanh niên ở một bên nhìn không được mở miệng, tôi nói rồi, tôi sẽ ăn tối với bạn của tôi. Ngữ khí Giang Ánh Đào mang theo vài phần không kiên nhẫn. Người thanh niên Dương Thiếu ánh mắt đánh giá Sở Trần, thấy Sở Trần còn đang đưa tay gắp thức ăn, Dương Thiếu đột nhiên đưa tay, đặt lên vai tay phải Sở Trần, anh bạn này, hẳn là đã ăn no rồi. Giang Ánh Đào nhíu mày, ánh mắt Sở Trần liếc mắt nhìn bả vai mình một cái, chợt khẽ nhấc bả vai, hất tay Dương Thiếu,
gắp một miếng thức ăn, lần đầu tiên tôi đến đại viện Bạch Gia ăn cơm, mới bắt đầu ăn, làm sao có thể no. Dương Bính Hỉ, Giang Ánh Đào hô một tiếng, cô cũng không phải lo lắng vị Dương thiếu này nổi giận, ngược lại lo lắng hắn trêu chọc Sở Trần, không chiếm được lợi ích, suy cho cùng, vị Dương thiếu trước mắt này xem như là một trong những bạn bè của cô trong giới kinh thành. Thần sắc Dương Bính Hỉ âm trầm xuống, ý tứ của mình đã biểu đạt rất rõ, thế nhưng, tên gia hỏa đến từ Dương Thành trước mắt này cư nhiên không nể mặt. Đào Đào, em cũng không thể để chị Dung tự mình tới mời em chứ. Dương Bính Hỉ trầm giọng mở miệng, anh có phiền không, Sở Trần nhịn không được gõ mâm một cái, cô Đào không phải đã nói rất rõ ràng sao. Anh có biết đang nói chuyện với ai không? Người thanh niên bên cạnh Dương Bính Hỉ nhất thời nổi giận, đi tới muốn nắm cổ áo Sở Trần. Bịch, Sở Trần duỗi chân nhanh hơn, một cước đá bay người thanh niên ngã xuống đất. Thật khó chịu, Sở Trần đứng lên, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Dương Bính Hỉ đi ra ngoài. Đồng tử Dương Bính Hỉ đột nhiên co rụt lại, nhìn thoáng qua người thanh niên đang cuộn mình trên mặt đất, hung hăng nhìn chằm chằm Sở Trần, tiểu tử, lá gan của anh không nhỏ a, lại dám ở chỗ này đánh người. Sở Trần tầm mắt lạnh lùng, anh có muốn cũng thử không? Dương Bính Hỉ theo bản năng lui về phía sau một bước. Thân thể hắn đã sớm bị tửu sắc móc sạch, nếu thật sự đánh nhau, hắn ngay cả người thanh niên ngã xuống đất kia cũng đánh không lại. Nhưng, trong mắt Dương Bính Hỉ, đám người đẳng cấp thấp mới có thể đánh nhau. Anh chờ đó, lúc người thanh niên cố nén đau đớn ở bụng đứng lên, Dương Bính Hỉ hung hăng ném xuống một câu tàn nhẫn, xoay người rời khỏi phòng riêng. Sở Trần liếc mắt nhìn Giang Ánh Đào một cái, thở dài một tiếng, hồng nhan họa thủy a. Giang Ánh Đào lườm anh một cái, Dương gia ở kinh thành nhiều lắm cũng xem như là gia tộc hạng hai, trêu chọc anh cũng là hắn xui xẻo, tôi làm sao gây họa cho anh. Sở Trần cười ha ha một tiếng, tựa hồ trực tiếp bỏ qua chuyện này, tiếp tục ăn cơm, cũng không thể để cho mấy con ruồi phá hỏng tâm tình bữa cơm này. Giang Ánh Đào gắp một miếng thức ăn, thuận miệng nói, kỳ thật, tôi sinh ra ở kinh thành. Từ nhỏ đến lớn ở Tứ Hợp Viện, trước khi rời khỏi kinh thành, tôi có đôi khi cùng chị Dung trong miệng Dương Bính Hỉ chơi đùa, nhắc tới, tôi còn thật sự quên hôm nay là sinh nhật chị Dung. Giang Ánh Đào buông tay, tôi cũng đã 5 năm chưa từng gặp chị Dung. Tình cảm cũng không phải là loại quá sâu đậm, hai người cũng không tiếp tục nói gì về đề tài này. Không đến 5 phút đồng hồ, lại là một trận thanh âm bước chân truyền đến. Sở Trần nhìn thoáng qua cửa, xem ra, cô và chị Dung tỷ kia, lập tức sẽ sớm xa cách. Lời nói của Sở Trần vừa dứt, cửa lớn trong phòng lại một lần nữa bị đẩy ra, người đầu tiên xông vào không bất ngờ lắm chính là Dương Bính Hỉ. Lúc này có chừng 7-8 người tới, trong đó có một người phụ nữ, trang điểm đậm, mùi nước hoa hồng, môi hồng diễm, khiến người ta có một loại hương vị quen thuộc, ánh mắt của cô trước tiên liền rơi vào trên người Giang Ánh Đào, khuôn mặt mỉm cười đi lên, Đào Đào, đã lâu không gặp. Người phụ nữ nói chuyện đồng thời, nhiệt tình nắm lấy cánh tay Giang Ánh Đào. Giang Ánh Đào cũng đứng lên, chị Dung, chúc mừng sinh nhật. Khuôn mặt Tiêu Dung mỉm cười, nắm lấy hai tay Giang Ánh Đào, mở miệng nói, nghe Hỉ Tử nói vừa rồi ở chỗ này náo loạn không vui, không nên để ở trong lòng. Đúng rồi, đây là bạn em à. Tiêu Dung chủ động đưa tay về phía Sở Trần, tôi là Tiêu Dung, là chị của Đào Đào. Sở Trần cũng nể mặt, gật đầu nói, chị Dung xin chào. Dương Bính Hỉ thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Sở Trần, bên cạnh hắn chính là người thanh niên vừa mới bị Sở Trần một cước đá xuống đất. Tất cả mọi người đều là người một nhà, càng không cần phải so đo quá nhiều. Tiêu Dung mỉm cười, Đào Đào, bảo bạn em xin lỗi Hỉ Tử cùng Hà Huy, chuyện này liền qua, chúng ta cùng nhau đi qua ăn cơm. Khuôn mặt Tiêu Dung mang theo nụ cười, thoạt nghe khiến người ta có một loại cảm giác như gió xuân, nhưng trong lời nói lại toát ra ý không thể nghi ngờ. Từ khi cô bước vào phòng, cô đã tự coi mình là chị cả. Giang Ánh Đào nội tâm bất đắc dĩ thở dài, từ thời khắc Tiêu Dung vào phòng, cô liền biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Tiêu Dung nhất định sẽ vì chuyện vừa rồi đòi giải thích, nhưng Sở Trần, làm sao tên này có thể xin lỗi? Chị Dung, bỏ đi. Giang Ánh Đào kéo cánh tay Tiêu Dung một chút, khuôn mặt Dương Bính Hỉ càng thêm âm trầm, trực tiếp mở miệng, chị Dung đáp ứng chỉ cần anh ta nói lời xin lỗi, đã là rất để ý tới anh ta. Hơn nữa, tôi nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu như lời xin lỗi của anh ta không đủ thành khẩn mà nói, tôi không chấp nhận. Tôi cũng vậy, người thanh niên Hà Huy nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Sở Trần. Khuôn mặt Tiêu Dung vẫn mỉm cười nhìn Sở Trần, bọn họ chỉ cần một câu xin lỗi của cậu mà thôi.
Yêu cầu đơn giản như vậy, Tiêu Dung không nghĩ ra Sở Trần còn có lý do cự tuyệt gì. Cho dù anh ở Dương Thành có lẽ là nhân vật trẻ tuổi có mặt mũi, thế nhưng, nơi này là kinh thành, không thể để anh làm càn. Sở Trần nhìn về phía Giang Ánh Đào. Sao, còn muốn Đào Đào ra mặt cho anh sao? Dương Bính Hỉ cười nhạo, nếu anh thật sự là một người đàn ông, thì dám làm dám chịu, vì chuyện chính anh làm trả giá thật lớn. Đủ rồi, Giang Ánh Đào trầm mặt quát một tiếng, lập tức kéo tay Tiêu Dung, chị Dung, nể mặt em, chuyện này coi như bỏ đi. Nụ cười trên khuôn mặt Tiêu Dung biến mất, nhẹ nhàng nhíu mày, em là em gái của chị, thế nhưng, Hỉ Tử cùng Hà Huy là em trai của chị không thể nhìn bọn họ chịu ủy khuất. Bớt nói nhảm đi, Sở Trần cuối cùng ăn no, buông đũa trong tay xuông, đứng lên, xin lỗi là không thể, nếu không có việc gì, chúng tôi phải trở về khách sạn, cô Đào, đi thôi. Về khách sạn, khi Sở Trần nói ra ba chữ này, Dương Bính Hỉ cùng mấy người thanh niên cơ hồ đồng thời cảm giác được trái tim bị bạo kích, tức giận đến cả người đều phát run. Trong nháy mắt não bổ sung không ít hình ảnh. Không xin lỗi, Dương Bính Hỉ ngược lại rất thích câu trả lời của Sở Trần. Nếu Sở Trần thật sự thành khẩn xin lỗi hắn, hắn không có chỗ phát tiết mới cảm thấy nghẹn khuất. Chị Dung, vừa rồi em đã nói, người này kiêu ngạo cuồng vọng, không coi ai ra gì. Giang Ánh Đào bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy người này coi Sở Trần thành trái hồng mềm rồi. Còn người Tiêu Dung nhìn chằm chằm Sở Trần, mấy người thanh niên phía sau có loại ý tứ nóng lòng muốn thử. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương, bọn họ cũng giống như cậu, nếu kích động, ngay cả tôi cũng không quản được bọn họ. Tiêu Dung mở miệng nói với Sở Trần. Ánh mắt Sở Trần thoáng nhìn, khóe miệng khinh thường khẽ nhếch lên. Dạy cho anh ta một bài học. Không biết ai hô một tiếng, mấy người thanh niên đã sớm hận không thể đánh Sở Trần một trận, lúc này xông lên, bao gồm cả Dương Bính Hỉ, nhưng Dương Bính Hỉ dù sao cũng vừa mới tận mắt chứng kiến Hà Huy bị Sở Trần một cước đá bay. Trong quá trình xông lên, Dương Bính Hỉ lưu lại một cái tâm nhãn, thân hình hơi thua những người khác. Sự thật chứng minh, Dương Bính Hỉ quả thật có dự kiến trước, nhưng mà cũng không có tác dụng gì, Dương Bính Hỉ vẫn giống như mây người khác, bị đánh bay ra ngoài. Khuôn mặt Tiêu Dung trầm xuống, nhìn thoáng qua Sở Trần, tầm mắt khẽ híp lại, thì ra là muốn ra mãnh long qua sông A. Tiêu Dung hừ lạnh một tiếng. Đi ra khỏi phòng, đám người Dương Bính Hỉ cũng vội vàng đứng lên đi theo. Chị Dung, tên kia quả thực khinh người quá đáng a, chúng ta nhất định phải cho hắn một bài học. Ánh mắt Dương Bính Hỉ tràn ngập phẫn nộ. Đại viện Bạch Gia là địa bàn của Bạch Phong Vân, chúng ta không thể ở chỗ này làm lớn chuyện. Tiêu Dung một bên đi về phía trước, một bên thản nhiên nói, nhưng, nếu tên kia muốn chơi, chúng ta thân là chủ nhà, đương nhiên phải cùng hắn chơi một hồi, vòng tròn câu lạc bộ siêu xe này. Ở kinh thành tuy rằng không phải là tầng cao nhất, nhưng cũng so với bất kỳ vòng tròn phú nhị đại nào của Dương Thành hiển hách hơn nhiều. Đúng vậy, một nhị đại đến từ Dương Thành, dựa vào cái gì mà đấu với chúng ta? Không phải là ỷ vào có thể đánh một chút, nhưng trong vòng tròn của chúng ta, có thể đánh thường là không đáng nhắc tới nhất. Thông báo cho người của câu lạc bộ tới đây, tối nay, để tên kia quỳ xuống rời đi. Tiêu Dung cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại. Đám người Dương Bính Hỉ cũng nhanh chóng gọi điện thoại. Câu lạc bộ siêu xe kinh thành, mới đầu là do năm phú nhị đại đồng khởi xướng, dần dần hình thành một vòng tròn phú nhị đại quan trọng của kinh thành. Điều kiện cơ bản nhất để gia nhập một câu lạc bộ siêu xe là sở hữu một chiếc siêu xe cấp độ hàng chục triệu. Kinh thành không ít thế hệ trẻ phú nhị đại chen lấn đầu đều muốn tiến vào câu lạc bộ siêu xe, có thể tiến vào câu lạc bộ siêu xe, không chỉ đại diện cho biểu tượng thân phận, mà còn là mở rộng tài nguyên nhân mạch thật lớn. Tiêu Dung là một trong năm người khởi xướng câu lạc bộ siêu xe. Một nhóm mấy người vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại, không ít người mơ hồ nghe thấy nội dung điện thoại. Có người trêu chọc câu lạc bộ siêu xe. Nếu như không có gì bất ngờ, cửa đại viện Bạch Gia rất nhanh sẽ bị các loại siêu xe chặn đầy. Có kích hay xem rồi. Có người thậm chí ngay cả cơm cũng không ăn, mang theo tâm tư tò mò, đi theo ra cửa. Quả nhiên, rất nhanh, xa xa truyền đến tiếng nổ đường ầm ầm. Hai chiếc siêu xe cơ hồ đồng thời chạy như điên mà tới, ở ven đường cửa Bạch Gia vội vàng dừng lại. Cửa xe mở ra, người thanh niên một thân trang phục đắt tiền đi ra, khuôn mặt mỉm cười nhàn nhạt, nhìn thấy Tiêu Dung, lập tức đi tới, là tên nào không có mắt nào, vậy mà chọc giận chị Dung của chúng ta a. Dương Bính Hỉ nhìn thấy người tới, thần sắc lúc này vui vẻ, Khôn ca tới rồi. Vương Tái Khôn, cũng giống như Tiêu Dung, là một trong năm người khởi xướng câu lạc bộ siêu xe. Hơn nữa, Vương Tái Khôn có tình ý với Tiêu Dung,
đây cũng là chuyện mà người trong giới đều biết, đêm nay nếu hắn đã tới, nhất định sẽ không để Tiêu Dung chịu một chút ủy khuất. Vương gia kinh thành, cũng không có mấy gia tộc dám trêu chọc. Lúc Hỷ Tử đang ăn cơm, gặp được Đào Đào, nhưng, cùng Đào Đào đi cùng một người thanh niên đến từ Dương Thành. Tiêu Dung nói ra đại khái sự tình, Vương Tái Khôn nhíu mày, Giang Ánh Đào biết rõ thân phận của em, cô ấy cư nhiên không ngăn cản người thanh niên kia. Tiêu Dung ngẩn ra, cẩn thận suy nghĩ, từ đầu đến cuối, Giang Ánh Đào một mực khuyên bảo cô, mà người thanh niên đến từ Dương Thành kia, cho dù là lúc động thủ, cũng không thấy Giang Ánh Đào đi khuyên can ngăn cản. Tại sao vậy? Giang Ánh Đào rời kinh thành 5 năm, lúc ấy câu lạc bộ siêu xe còn chưa chính thức thành lập. Lúc này, Hà Huy trầm giọng nói, em phỏng chừng người thanh niên kia ở Dương Thành địa vị cũng coi như hiển hách, cho nên mới cho Giang Ánh Đào một loại ảo giác hắn cũng không sợ đắc tội chúng ta. Mấy người còn lại cũng nhao nhao gật đầu, cũng có người suy đoán, Giang Ánh Đào phỏng chừng là bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc rồi. Chỉ có điều, những lời này vừa dứt, nhất thời bị Dương Bính Hỉ cùng mấy người đàn ông hung hăng liếc mắt nhìn người này một cái. Giang Ánh Đào cùng người thanh niên trẻ tuổi cô nam quả nữ ở trong phòng đại viện Bạch Gia ăn cơm, quan hệ giữa hai người đương nhiên đáng để bọn họ phỏng đoán, huống chi bọn họ còn là kết bạn từ Dương Thành mà đến, vừa rồi người thanh niên trẻ tuổi kia thẳng thừng nói về khách sạn. Trong đầu Dương Bính Hỉ xẹt qua vóc người nóng bỏng của Giang Ánh Đào, khuôn mặt đỏ mọng tuấn tú diễm lệ, tức giận đến cắn răng. Nhất định phải cho anh ta một bài học. Xa xa, lại có mấy chiếc siêu xe gào thét mà đến. Tiêu Dung vừa rồi không chỉ gửi tin nhắn trong nhóm câu lạc bộ siêu xe, còn tự mình gọi điện thoại không ít, là một trong những người khởi xướng câu lạc bộ siêu xe, lời nói của Tiêu Dung đương nhiên là được nhiều người ủng hộ. Vương Tái Khôn nở nụ cười, giáo huấn đương nhiên là phải cho, nhưng, năng lực của hắn sẽ quyết định hắn sẽ phải chịu bao nhiêu giáo huấn, nếu chỉ là một người mạo xưng là Trang Hảo Hán, tối nay, để cho hắn nằm sấp giữa đường. Cho các anh chị em trong câu lạc bộ siêu xe của chúng ta luyện tập kỹ thuật. Nếu, hắn có chút năng lực mà nói, cũng không sao, Dương Thành nơi lớn bằng bàn tay, có bao nhiêu phú nhị đại đỉnh cấp. Coi như là Ninh gia thiếu gia tới, cũng phải cho tôi 7 phần thể diện. Lại lùi 1 vạn bước, nếu thật sự là khó khăn, tôi mặt dày gọi điện thoại cho anh tôi. Vương Tái Khôn nhìn Tiêu Dung, hắn từ trước đến nay không phải là một người thích kích động, nhưng mà, có đôi khi... Nổi giận đùng đùng vì hồng nhan, cũng không phải là không thể. Khi Vương Tái Khôn nhắc tới anh trai mình, đồng tử của Tiêu Dung đều co rụt lại một chút. Đại thiếu gia Vương gia, Vương Tái Tiên, một trong tam thiếu kinh thành, đối tượng của vô số thiếu nữ kinh thành đều si luyến, một người đàn ông có thể nói là hoàn mỹ. Bao gồm cả chính Tiêu Dung, từ khi nhìn thấy Vương Tái Tiên lần đầu tiên, liền lâm vào thật sâu. Vương Tái Khôn vẫn luôn theo đuổi cô, nhưng Tiêu Dung chỉ coi anh là bạn tốt của mình. Sở dĩ vẫn không nói rõ từ chối Vương Tái Khôn, thứ nhất là bởi vì cô quả thật hưởng thụ quá trình được công tử ưu tú theo đuổi, thứ hai, cô hy vọng thông qua Vương Tái Khôn có thể gặp lại Vương Tái Tiên. Ngoại hình, tài hoa, thực lực, đều là Vương Tái Tiên. Đây là định nghĩa trong lòng của Tiêu Dung đối với Vương Tái Tiên. Không biết vì sao, Tiêu Dung đột nhiên có chút chờ mong, nếu như người thanh niên kia thật sự có thể làm khó Vương Tái Khôn, ý niệm này chợt lóe lên trong đầu. Tiêu Dung vội vàng lắc đầu bỏ đi. Cô không muốn nhìn thấy tình huống này, có nghĩa là sức mạnh của toàn bộ câu lạc bộ siêu xe không thể chống lại người thanh niên kia. Dương Thành, có nhân vật số 1 như vậy không? Câu trả lời là đương nhiên là không. Tiêu Dung rất tự tin nhìn cửa đại viện Bạch Gia. Ngược lại có không ít người từ đại viện Bạch Gia đi ra, nhưng, đều là ôm tâm tư xem náo nhiệt, xa xa đứng ở một bên, nhìn ven đường từng chiếc siêu xe đậu sát nhau, không ít người qua đường đều phát ra thán phục. Trại tập trung phú nhị đại trong truyền thuyết, câu lạc bộ siêu xe, tôi thừa nhận tôi ghen tị, thực sự muốn trở thành một trong số họ. Một ngày anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền, lại dám mơ mộng hão huyền. Tiêu Dung, Vương Tái Khôn, Văn Phạm Tinh cũng tới, 5 người sáng lập câu lạc bộ siêu xe lập tức xuất hiện 3 người. Tôi nghe được một chút tin tức, đêm nay người đắc tội câu lạc bộ siêu xe, đến từ Dương Thành, chậc chậc, tôi đánh cược một gói cay hắn không dám đi ra khỏi đại viện Bạch Gia. Lúc này, Vương Tái Khôn cũng nhíu nhíu mày, còn chưa ra. Đúng rồi, tên kia tên là gì? Văn Phạm Tinh phía sau hỏi một câu. Mọi người hai mắt nhìn nhau. Tiêu Dung lắc đầu, Dương Bính Hỉ cũng lắc đầu. Hắn cũng không nhớ ra Giang Ánh Đào có giới thiệu tên của người thanh niên kia hay không. Lực chú ý của hắn từ đầu đến cuối đều ở trên người Giang Ánh Đào. Cho đến khi người thanh niên kia động thủ, không sao,
tôi đối với tên hắn cũng không có hứng thú, thuận miệng hỏi mà thôi. Văn Phạm Tinh buông tay, lập tức nói, vừa vặn có mấy người bạn ở chỗ tôi làm khách, tôi dẫn bọn họ cùng nhau góp náo nhiệt, giới thiệu cho mọi người một chút. Văn Phạm Tinh chỉ vào mấy người bên cạnh, Phó Minh Chủ Liên Minh Quyền Sư Phương Bắc, Phó Long Sư Tiên Sinh, Phó Tiên Sinh đến Kinh Thành tham gia một hoạt động trao đổi quyền sư cấp cao, mấy người bên cạnh đều là học trò của hắn. Vương Tái Khôn mỉm cười đưa tay, chào Phó Tiên Sinh. Hắn hiểu biết sâu rộng, gặp qua nhân vật lớn cũng nhiều, đối với thái độ của vị Phó Long Sư Tiên Sinh trước mắt này không có quá nhiều nhiệt tình, nhưng cũng không có vẻ lãnh đạm, thần sắc ôn hòa, phong độ nhẹ nhàng. Ánh mắt Dương Bính Hỉ sáng lên, công phu quyền cước của người bên trong thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nếu có Phó Long Sư Tiên Sinh hỗ trợ, cũng là một kinh hỉ bất ngờ. Phó Long Sư, danh tiếng hiển hách trong giới quyền sư phương Bắc. Địa vị của hắn trong liên minh quyền sư phương Bắc chỉ đứng sau minh chủ. Phó Long Sư cùng những người khác cũng chào hỏi qua, luận công phu quyền cước, mấy phú nhị đại này cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng luận bối cảnh, bọn họ tùy tiện một người đều có thể giết chết hắn. Phó Long Sư đến Kinh Thành, là bởi vì gần đây Kinh Thành Hương Sơn muốn tổ chức một hoạt động của võ giả giới, người khởi xướng hoạt động là đại phái chính thống của giới võ giả. Liên minh quyền sư phương Bắc là một tổ chức võ công quyền cước thế tục dân gian, vốn không có tư cách tham gia hoạt động của giới võ giả, nhưng, Phó Long Sư từng bái nhập vào đại phái chính thống, sư phụ của hắn vừa vặn cũng đến tham gia hoạt động lần này, cho nên mới cho hắn có trong danh sách tham gia. Âm âm, tiếp tục cỏ siêu chạy đến hiện trường, cả con phố cơ hồ đã kín. Trong đám người, mấy cô gái trẻ tuổi trong tay cầm không ít túi mua sắm, cũng nhìn về phía này. Có náo nhiệt nhìn a. Mấy chục chiếc siêu xe trước đậu cửa đại viện Bạch Gia, quá nguy nga a. Một trong những người phụ nữ đeo kính vô cùng phấn khích. Nghe nói là có người đắc tội với câu lạc bộ siêu xe Kinh Thành, người kia còn ở trong đại viện Bạch Gia, xem ra, không dám ra ngoài. Đương nhiên không dám đi ra, nếu là tớ đã sớm sợ tiểu rồi. Oanh oánh, vốn đêm nay muốn ở Bạch Gia đại viện sớm chúc mừng sinh nhật cậu, hiện tại xem ra, chúng ta vẫn nên ăn dưa góp vui đi. Cô gái được xưng là Oánh Oánh họ Chung, dáng người cao gầy, ánh mắt nhu hòa, nhìn một màn trước mắt, lông mày khẽ nhíu, huy động nhân lực như vậy cũng không có ai quản sao. Ai dám quản đám thái tử gia này a? Huống chi, bọn họ lại không có phạm pháp, chỉ là dừng xe ở ven đường mà thôi. Cô gái đeo kính nói, ngay cả khi cảnh sát giao thông đến, nhiều nhất là dán một vé phạt. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Hắn ra rồi. Hà Huy vẫn luôn chú ý đến cửa đại viện Bạch Gia, trong lúc bất chợt hô to lên. Đại viện Bạch Gia, một nam một nữ, cất bước đi ra. Người phụ nữ tư thái xinh đẹp, yêu mà không diễm, cả người tản ra ánh sáng mê người, khiến người ta chú ý, nếu là bình thường, tuyệt đối có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhưng hôm nay, mọi người càng thêm tò mò, đến tột cùng là người nào, lại dám đắc tội câu lạc bộ siêu xe. Ánh mắt nhao nhao dừng ở trên người đàn ông trẻ tuổi. Quần áo giản dị, không tính là hàng rong, nhưng cũng tuyệt đối không phải là chất liệu đắt tiền gì, thần thái tuấn lãng, trong tay còn cầm theo một cái túi, thần sắc thoáng mang theo một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới trận chiến đã lớn như vậy ở trước cửa đại viện Bạch Gia. Anh ta có vẻ, có chút bất ngờ, đắc tội với người của câu lạc bộ siêu xe, lại còn có tâm tư dọn hành lý. Túi đồ hắn mang có thể lấy đi sao? Gan thật lớn, Giang Ánh Đào nhướng mày. Cô cũng thật không ngờ bên ngoài lại có trận chiến lớn như vậy. Sau khi đám người Tiêu Dung rời đi, Sở Trần thấy Giang Ánh Đào tối nay bị quấy rầy hứng thú ăn cơm, gọi cho cô một món tráng miệng đóng gói chuẩn bị mang về khách sạn. Tuy nhiên, thời gian chờ món tráng miệng này hơi lâu. Chờ sau khi đóng gói xong, người phục vụ phụ trách đưa đồ ngọt đến dưới ánh mắt ý vị thâm trường nhìn chăm chú, đi ra khỏi đại viện. Quá đáng, Giang Ánh Đào nhíu mày đi về phía trước. Cô vốn tưởng rằng chị Dung sẽ nể mặt cô, cho dù bất mãn với Sở Trần, cũng sẽ không ở trước mặt cô trả thù Sở Trần. Nhưng bây giờ, xuất động toàn bộ câu lạc bộ siêu xe. Đây là chị Dung muốn lập uy, còn rất để mắt tôi. Sở Trần trong tay mang theo đồ ngọt, cất bước đi lên phía trước. Lúc Giang Ánh Đào và Sở Trần đi về phía trước, Tiêu Dung, Vương Tái Khôn cùng với Văn Phạm Tinh cũng dẫn đầu đông đảo thành viên câu lạc bộ đi về phía này. Khi không ít người ánh mắt rơi vào trên người Giang Ánh Đào, nhất thời bừng tỉnh, đoán được nguồn gốc của trận xung đột này. Hồng Nhan Họa Thủy, người xưa không gạt ta. Khôn ca, chính là hắn. Dương Bính Hỉ chỉ vào Sở Trần, những người còn lại đi theo cũng đều vây quanh Sở Trần. Chị Dung, đây vốn là chuyện nhỏ,
Giang Ánh Đào trầm mặt, cô cũng nhịn giận, đây là đối phương hết lần này đến lần khác khiêu khích. Từ khi cậu ta cự tuyệt xin lỗi, hơn nữa hai lần động thủ với đám người hỷ tử, đây không còn là chuyện nhỏ. Tiêu Dung đáp lại, Giang Ánh Đào còn muốn nói cái gì, bị Sở Trần ngăn cản. Loại chuyện này, vẫn là để cho đàn ông giải quyết. Món tráng miệng của cô, Sở Trần giao túi sách trong tay cho Giang Ánh Đào, lập tức ánh mắt đảo qua mọi người, các người muốn chơi như thế nào. Tầm mắt Phương Tái Khôn lạnh lùng nheo lại, nhìn chằm chằm Sở Trần. Phản ứng của Sở Trần so với tưởng tượng của hắn bình tĩnh hơn nhiều. Là thật sự có chút hỉ lại, hay là tự cao tự đại? Muốn chơi như thế nào? Dương Bính Hỉ cười lạnh, không bằng cho anh một cơ hội khác đi, tôi cũng không cần anh xin lỗi nữa, liền đi đến giữa đường, nằm sấp xuống, hai tay ôm đầu, sau đó lại để cho xe của các anh em của chúng tôi chạy vòng quanh anh mấy vòng, luyện kỹ năng lái xe. Dương Bính Hỉ sải bước đi lên trước, nhìn thẳng Sở Trần, anh, nghe hiểu chưa? Giang Ánh Đào thầm than một tiếng, cô đã có thể dự liệu được một màn kế tiếp, ba một cái bạt tai vang dội, sau đó duỗi chân đạp một cái, Dương Bính Hỉ trực tiếp bay ra ngoài. Tôi thích sự đơn giản và thô bạo hơn. Sở Trần nói, các người muốn luyện kỹ năng lái xe, tôi muốn hoạt động gân cốt. Hình ảnh thay đổi nhanh chóng. Xa xa không ít người vây xem trực tiếp kinh ngạc. Bọn họ biết thành viên câu lạc bộ siêu xe tụ tập lại chính là vì người thanh niên trước mắt kia, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, người thanh niên một mình đối mặt với đông đảo bao vây, lại còn chủ động động thủ. Hắn điên rồi, phải biết rằng, bên cạnh những thái tử gia này, đều dẫn theo không ít vệ sĩ. Thực sự cỏ trò hay để xem rồi. Không đợi Vương Tái Khôn mở miệng, lúc này, các thành viên câu lạc bộ siêu xe đã xông lên. Bọn họ đều là người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, nhiệt huyết dâng lên, giống to liền xông lên. Cô gái đeo kính đứng bên cạnh Trung Oánh Oánh trợn mắt há hốc mồm, tôi giống như nhìn thấy hàng tỷ đô la ném vào người thanh niên kia, Trung Oánh Oánh liếc cô một cái. Bịch, 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 Sở Trần xuống tay không chút khách khí, nhưng mặc kệ đối phương có mấy trăm triệu, một đám đánh bay ra ngoài. Gọi vệ sĩ lên, Vương Tái Khôn cau mày, trầm giọng mở miệng. Đông đảo thành viên câu lạc bộ chật vật lui về phía sau, ánh mắt nhìn Sở Trần tràn ngập phẫn nộ. Đánh thật mạnh cho ta. Dương Bính Hỉ lúc này bình tĩnh lại, đứng lên, tức giận không thể kìm lòng. Trước mắt bao người, một cái bạt tai như vậy, so với khuôn mặt càng thêm đau đớn chính là sự sỉ nhục từ linh hồn. Tuy nhiên, kết quả của vệ sĩ dường như không có gì khác biệt. Sở Trần ra tay. Một đám vệ sĩ theo tiếng ngã xuống. Hắn đến tột cùng là ai? Vương Tái Khôn ánh mắt nhìn về phía Giang Ánh Đào. Giang Ánh Đào đứng ở một bên, trong tay còn cầm theo túi đồ ngọt, tựa hồ đối với cảnh tượng này cũng không bất ngờ. Tất cả đều nằm trong dự đoán của cô. Đánh cũng khá đấy. Văn Phạm Tinh mỉm cười. Những người có thể đánh, hắn đã gặp quá nhiều. Hiện tại bên cạnh hắn có một vị có thể đánh. Phó Minh Chủ Liên Minh Quyền Sư Phương Bắc, Phó Long Sư. Phó Sư Phụ. Đêm nay chỉ sợ sẽ làm phiền ngài. Văn Phạm Tinh mở miệng, Phó Long Sư nhìn thoáng qua Sở Trần, mỉm cười, một cát nhấc tay. Có câu nói này của Phó Long Sư, Vương Tái Khôn cũng đại định trong lòng, hắn vốn định lấy điện thoại ra chụp ảnh tên kia, gửi cho bạn bè ở Dương Thành, tìm hiểu thân phận của người này một chút, nhưng suy nghĩ một chút, Vương Tái Khôn cảm thấy không cần thiết. Lý do rất đơn giản, nơi này là kinh thành, ngay cả khi hắn là một con rồng, cũng phải cuộn lại. Trong đám người vang lên từng đợt âm thanh thán phục, đối với người bình thường mà nói, một người đánh hai người có thể đánh thắng cũng có chút thán phục, mà người thanh niên trước mắt này, đám vệ sĩ ngã dưới quyền cước của anh nhìn thấy đã có 20-30 người. Đây không phải là vệ sĩ bình thường, có thể lọt vào mắt thần của những thái tử gia này, người được chọn làm vệ sĩ bên người, vốn là vệ sĩ thực lực không tầm thường. Nhưng bọn họ liên thủ, đều không phải là đối thủ của người thanh niên kia. Từ đầu đến cuối. Những thanh niên dùng quyền cước, giống như đi bộ nhàn rỗi. Người này trông hơi quen thuộc, tôi dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Điệu bộ này, là muốn một mình đấu toàn bộ câu lạc bộ siêu xe sao? Càng náo loạn càng lớn, đến cuối cùng cũng không phải dựa vào công phu quyền cước là có thể giải quyết. Người này đắc tội câu lạc bộ siêu xe, tối nay lành ít dữ nhiều. Rầm rầm, sau khi hai vệ sĩ bị Sở Trần đánh bay, ánh mắt Sở Trần liếc mắt một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, đám ô hợp. Phó Sư Phụ, Văn Phạm Tinh mở miệng, Phó Long Sư khoát tay, mọi người cùng nhau lên. Mặc dù Sở Trần chỉ là bày ra một phần thực lực của mình, nhưng Phó Long Sư cũng nhìn ra được, trong học trò của mình,
bất luận một người nào đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của Sở Trần, liên thủ mà nói, còn có thể liều mạng. Dứt lời, sáu học trò của Phó Long Sư đồng thời lao ra, hùng hổ. Văn Phạm Tinh mỉm cười, mấy người này đều là học trò Phó Sư Phụ tự tay dẫn ra, thực lực của mỗi người bọn họ đều không phải là vệ sĩ bình thường có thể so sánh, công phu thật sự bọn họ có được. Văn Phạm Tinh câm miệng, khuôn mặt mỉm cười ngưng động lại. Đánh vào mặt quá nhanh, hắn còn chưa dứt lời, sáu học trò của Phó Long Sư đã bị đánh ngã xuống đất. Không khác gì đám vệ sĩ lúc trước ngã xuống trước mặt Sở Trần. Lông mày Phó Long Sư cũng nhấc lên, tiên thiên võ giả trẻ tuổi như vậy cũng rất hiếm thấy. Thậm chí có thể nói vượt quá dự liệu của Phó Long Sư. Nhưng, thần sắc Phó Long Sư coi như bình tĩnh tự nhiên, lấy cảnh giới võ giả phân chia, thực lực của hắn là tiên thiên đỉnh phong. Phó Long Sư tự tin bắt được tiên thiên võ giả trẻ tuổi trước mắt này, không phải vấn đề. Phó Long Sư đi ra, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào Sở Trần. Sư phụ cậu là ai? Phó Long Sư trầm giọng mở miệng, trực tiếp hỏi thân phận sư phụ Sở Trần, điều này đại diện cho, Phó Long Sư trong lòng tự cho mình là trưởng bối Sở Trần. Hắn là Sở Trần, lúc này, trong đám người, trong lúc bất chợt vang lên một trận thanh âm kinh hô, tôi nhớ ra rồi, hắn chính là Nam Quyền Chi Sư, Sở Trần. Lúc trước thuật cách chiến Nam Mỹ đến thế hung hăng, muốn khiêu chiến võ thuật Trung Quốc, chính là Sở Trần cuối cùng đánh bại tông sư Nam Mỹ Triệu Phương Tuyền, bảo vệ vinh dự võ thuật Trung Quốc. Anh vừa nói như vậy, tôi cũng nhớ ra rồi, Sở Trần có một sư phụ, được công nhận là nữ thần võ cổ Trung Quốc. Sở Trần là ai? Tại sao tôi chưa bao giờ nghe qua? Đám người lập tức náo nhiệt hẳn lên. Nam Quyền Chi Sư, Sở Trần. Cậu ta tên là Sở Trần. Tiêu Dung mở miệng, cái tên này đối với cô mà nói, hoàn toàn xa lạ. Văn Phạm Tinh cũng buông tay, tôi chưa bao giờ chú ý đến nhân vật bên ngoài kinh thành. Vừa rồi có người nói. Hắn là quán quân cuộc thi múa sư toàn quốc vừa kết thúc cách đây một thời gian. Thần sắc Phương Tái Khôn thoải mái, dựa theo nghị luận của người khác, người này chính là có thể đánh một chút, mà hắn có một sư phụ càng có thể đánh, chỉ thế thôi. Không ngoài dự đoán, là một võ phu, nhưng mà, tối nay, hắn có thể dựa vào lực của mình đánh ra khỏi kinh thành sao? Ánh mắt Phó Long Sư nhìn chằm chằm Sở Trần. Sau khi có người nói ra tên Sở Trần hơn nữa mơ hồ tiết lộ ra một vài sự tích, Phó Long Sư đã biết thân phận của Sở Trần. Cuộc thi múa sư toàn quốc, Phó Hạc Lâu trên lôi đài bị Sở Trần đánh hạ, chính là huynh đệ cùng tộc của Phó Long Sư. Sở Trần, đệ tử Cửu Huyền Môn, hóa ra đó là hắn. Tầm mắt Phó Long Sư lạnh lùng nheo lại, ánh mắt chiến ý lại càng lúc càng nồng đậm. Cửu Huyền Môn, được xưng là thiên hạ đệ nhất kỳ môn. Nhưng đại phái chính thống phía sau Phó Long Sư, cũng là tông phái trụ cột vững vàng trong giới võ giả. Trong thiên hạ chính thống, có thể xếp vào top 3. Hắn cũng không kiêng kỵ thân phận này của Sở Trần. Ngược lại, hắn muốn đánh bại Sở Trần, chứng minh cho thế nhân thấy, đại phái chính thống mới là con đường võ giả thật sự, kỳ môn, chung quy là tà đạo. Phái bắt đầu, Phó Long Sư. Phó Long Sư chắp tay, chính thức tuyên chiến với Sở Trần. Vốn tưởng rằng Vương Tái Tiên nói ngược lại, nhưng ý của người thanh niên, thật sự muốn kéo hết xe của câu lạc bộ siêu xe đi. Ngư thiếu. Vương Tái Khôn nóng nảy, im miệng, Vương Tái Tiên vừa quát, ánh mắt sắc bén, liếc mắt nhìn Vương Tái Khôn một cái, lúc trước em muốn thành lập câu lạc bộ siêu xe, anh không phản đối, nhưng nếu mục đích của em thành lập câu lạc bộ siêu xe là ẩu đả trên đường phố, vậy thì nhanh chóng giải tán câu lạc bộ vô dụng này. Vương Tái Khôn sững sờ, anh trai xuất hiện khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên bất ngờ, nhưng không nghĩ tới, anh trai lại không có giúp hắn. Khuôn mặt Vương Tái Khôn lập tức nóng lên. Hận không thể tìm một khe hở chui vào. Sự thay đổi của tình hình khiến tất cả mọi người không thể đoán trước. Sở Trần cũng bất ngờ nhìn Vương Tái Tiên một cái. Ngược lại Vương Chính Nham rất nhanh phản ứng lại, đại thiếu tự mình lên tiếng muốn bắt giữ xe của nhị thiếu, cái này căn bản không cần lựa chọn. Lập tức thu giữ, rất nhanh, xe tải gào thét mà đến. Dưới ánh mắt đông đảo nhìn chăm chú, từng chiếc siêu xe chục triệu bị kéo đi. Đám đông đã sợ ngây người. Sở Trần này. Năng lượng ngập trời, câu lạc bộ siêu xe đã rơi vào tay anh ta rồi. Có Vương đại thiếu gia ở đây, mấy người trong câu lạc bộ siêu xe kia cũng không dám động đậy. Mọi người cho rằng vị bên cạnh Vương đại thiếu chính là người thường sao. Hắn tên là Sở Tiểu Ngư, tên rất bình thường, nhưng ở kinh thành ai mà không biết, Sở Tiểu Ngư cùng Vương Tái Tiên là anh em đáng tin cậy. Các thành viên của câu lạc bộ siêu xe tụ tập lại với nhau, giận mà không dám nói.
Tất cả mọi người đều nhìn người sáng lập mấy câu lạc bộ Vương Tái Khôn. Loại thời điểm này, tùy thuộc vào năng lực của bọn họ. Cũng không thể để cho câu lạc bộ siêu xe chịu thiệt thòi lớn như vậy. Nụ cười trên khuôn mặt Tiêu Dung cũng hoàn toàn biến mất, trong lúc bất chợt cảm thấy Vương Tái Tiên cũng không đẹp trai như vậy, quả thực đáng ghét. Hắn ngay cả em trai của mình cũng không giúp. Anh, em không phục. Vương Tái Khôn nghẹn một cỗ tức giận, tối nay vốn định xung quan giận dữ vì Hồng Nhan, nhưng không ngờ, cơn giận dữ này, bị anh trai mình tưới một chậu nước lạnh dập tắt. Dựa vào cái gì mà kéo xe của chúng tôi đi? Tiêu Dung cũng không quan tâm nhiều như vậy, thanh âm bén nhọn, Trấn Thanh nói, hiện tại chúng tôi đều không có xe, dứt khoát dùng xe cảnh sát kéo tất cả chúng tôi đi. Sở Trần vừa rồi không phải nói muốn đưa chúng tôi vào đồn cảnh sát sao? Nào, đưa tất cả chúng tôi vào. Tiêu Dung quyết định, dứt khoát làm lớn chuyện. Sức mạnh đằng sau toàn bộ câu lạc bộ siêu xe, cũng không phải một mình đại thiếu gia Vương gia có thể chống lại. Cô vô cùng chắc chắn, cho dù là Vương Tái Tiên, cũng không dám bắt giữ toàn bộ người trong câu lạc bộ siêu xe. Vậy thì triệt để chơi lớn đi. Trong mắt Văn Phạm Tinh cũng có tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Trần. Tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại, đối với yêu cầu của các người, tôi rất vui vẻ thành toàn. Vương Sở Trưởng, còn chờ gì nữa? Sở Tiểu Ngư vui vẻ, mở miệng nói, dần tất cả bọn họ đi. Vương Chính Nham ngây người, thật sự muốn chơi lớn như vậy. Gian đi, Vương Tái Tiên cũng mở miệng, thản nhiên mở miệng, hơn nữa, tối nay ai cũng không được phép rời đi, thông báo cho cha mẹ bọn họ, sáng mai đi làm thủ tục đón người ra, còn có, điều tra kỹ câu lạc bộ siêu xe. Thanh âm giống như một tiếng sấm hạ xuống. Tất cả mọi người trong câu lạc bộ siêu xe đều sững sờ. Hoàn toàn không thể tin vào những gì mình nghe được. Sắc mặt Tiêu Dung tái nhợt, thân thể run rẩy nhẹ nhàng. Cô ngay cả khách sạn cấp thấp cũng chưa từng ở qua, ở nơi đó một đêm, cô sẽ phát điên. Tôi không muốn, Tiêu Dung vội vàng lắc đầu. Vốn định dựa vào năng lượng của câu lạc bộ siêu xe khiến đối phương có chút kiêng kỵ, không nghĩ tới, Sở Trần, Vương Tái Tiên thậm chí còn có Sở Tiểu Ngư, đều hoàn toàn không để câu lạc bộ siêu xe của bọn họ vào trong mắt. Lần đầu tiên trong đời Phú Nhị Đại này sinh ra cảm giác bất lực. Xe cảnh sát gầm rú đến, các thành viên của câu lạc bộ siêu xe đã được đưa lên xe. Tiêu Dung cầu xin, cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mệnh bị đưa đi. Đây thực sự là một sinh nhật đáng nhớ. Sở Trần thần sắc lạnh nhạt, không có chút thương hại nào, nếu mà anh không có bất kỳ bối cảnh thực lực nào mà nói. Người đi vào đêm nay chính là anh. Sở Trần nữa nhìn về phía Vương Tái Tiên. Vị đại thiếu gia Vương gia này đại nghĩa diệt thân quyết đoán như vậy, quả thật ngoài dự liệu của anh. Cửa đại viện Bạch gia náo nhiệt, theo xe cảnh sát rời đi, rất nhanh liền vắng vẻ, đám người cũng dần dần tản ra. Không ít ánh mắt của người còn rơi vào trên người Sở Trần, nhịn không được liếc mắt nhìn thêm vài lần. Tối nay, bọn họ xem như chứng kiến cái gì gọi là mãnh long qua sông thật sự. Bọn họ đều rõ. Nguyên nhân đại thiếu gia Vương gia đại nghĩa diệt thân, nhất định là bởi vì Sở Trần. Không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên trở lại trường học thôi. Trung Oánh Oánh kéo cô gái đeo kính một chút, cô gái đeo kính ánh mắt phát sáng nhìn Sở Trần, sau đó không nỡ rời đi. Người của hai thế giới, nhất định sẽ không có gì giao nhau. Vương Tái Tiên, thành viên Thiên Vong Điện Cục Đặc Chiến, biệt danh là Kim Tiên. Vương Tái Tiên đưa tay về phía Sở Trần, Sở Trần. Ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Trần ca, Sở Tiểu Ngư ở một bên thì hưng phấn hơn nhiều, em là Sở Tiểu Ngư, cũng là thành viên Thiên Võng Điện, biệt danh của em giống như tên của em Trần ca, huynh đệ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, tìm một chỗ uống một chén. Sở Tiểu Ngư đối với vị đường ca này vẫn có chút sùng bái Trần ca, huynh đệ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, tìm một chỗ uống một chén. Sở Tiểu Ngư đối với vị đường ca này vẫn có chút sùng bái. Sở Tiểu Ngư. Sở Trần tò mò nhìn thoáng qua Sở Tiểu Ngư, thốt ra cậu là con trai của nhị thúc. Tướng mạo của hai người có chút giống nhau, quan trọng hơn là, tên của hắn có liên quan đến cá, rất phù hợp với cái tên của những người yêu câu cá kỳ cựu như nhị thúc. Sở Tiểu Ngư gật đầu, thì ra là em họ. Sở Trần nhất thời hiểu được vì sao Vương Tái Tiên lại quyết đoán lựa chọn giúp anh xử lý chuyện phiền toái tối nay. Sở Tiểu Ngư ở đây, Vương Tái Tiên đương nhiên càng thêm rõ ràng thân phận của Sở Trần. Trần ca, anh em chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, tìm một chỗ uống một ly. Sở Tiểu Ngư đối với vị anh họ này vẫn có chút sùng bái. Vương Tái Tiên cũng cười nói, người trẻ tuổi của Thiên Võng Điện vốn không nhiều lắm, ngày thường tôi và Tiểu Ngư thường tụ tập cùng một chỗ, hiện tại có thêm Sở Trần,
quả thật nên uống một ly, đồng thời cũng chúc mừng đại thắng ở thành phố Riyadh. Đại thắng ở thành phố Riyadh, Sở Trần bất ngờ nhìn Vương Tái Tiên, không thể phủ nhận, tên này quả thật có được một gương mặt đẹp đủ để làm cho phụ nữ đều thèm muốn, có thể dùng tuấn mỹ để hình dung, nhưng, từ bước chân Vương Tái Tiên vừa mới đi về phía anh mà xem, Sở Trần có thể phát hiện ra, sức chiến đấu của Vương Tái Tiên, không thua kém Phó Long Sư vừa rồi. Có thể tuổi còn trẻ tiến vào Thiên Võng Điện, đương nhiên không phải hạng người tầm thường. Tin tức truyền đi rất nhanh, chuyện xảy ra ở thành phố Riyadh, Vương Tái Tiên lại biết. Tin tức bên thành phố Riyadh là Trần Ca sẽ từ Kinh Thành bay về Dương Thành, em vốn còn muốn gửi tin nhắn cho phía sau đài của Trần Ca, không nghĩ tới liền nghe thấy tin tức câu lạc bộ siêu xe dốc toàn lực xuất hiện. Sở Tiểu Ngư cười tủm tỉm nói, sau đó liền phát hiện chuyện này lại còn có liên quan đến Trần Ca. Rắc rối nhỏ, Sở Trần khoát tay áo, tôi đưa cô Đào về khách sạn trước, sau đó cùng hai người uống rượu. Sở Trần quả thật không để câu lạc bộ siêu xe ở trong lòng, nhưng mà, giờ phút này các thành viên câu lạc bộ siêu xe, đều hận không thể lột ra bóc xương Sở Trần. Trên xe cảnh sát, ba người Tiêu Dung cùng Văn Phạm Tinh, Vương Tái Khôn ngồi ở hàng ghế sau, thần sắc đều âm trầm. Không được, tôi phải gọi cho cha tôi. Tiêu Dung như mới tỉnh mộng, đột nhiên chợt bật dậy, lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi điện thoại cho cha, điện thoại vừa mới kết nối, thanh âm liền mang theo nức nở cha, cứu con. Đầu dây bên kia, thanh âm nhất thời khẩn trương hẳn lên, một đạo thanh âm của người trung niên, Dung Nhi, làm sao vậy? Con đang ở đâu? Con đang ở trên xe cảnh sát. Tiêu Dung mở miệng, trên xe cảnh sát, thanh âm của người trung niên ngẩn ra, nhưng cũng rõ ràng thả lỏng một chút, đã xảy ra chuyện gì, sao con lại chạy trên xe cảnh sát? Cha, vài ba câu nói không rõ, cha đến đồn cảnh sát Hải Điện đón con về nhà đi, nếu không, tối nay con sẽ không về được. Thanh âm của Tiêu Dung có chút phát run, cô không cách nào tưởng tượng được cảnh tượng mình ở lại đồn cảnh sát một đêm. Đầu dây bên kia, một đại sảnh biệt thự, người đàn ông trung niên Tiêu Chí Cần mặc một thân đồ ngủ, sau khi điện thoại cúp máy, Tiêu Chí Cần giật mình. Dung Nhi nói cái gì? Một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh đang đắp mặt nạ. Con nói trên xe cảnh sát, bà tôi đến đồn cảnh sát Hải Điện để đón nó. Tiêu Chí Cần lắc đầu, đứa nhỏ này cũng không nói cụ thể là chuyện gì. Không phải nó muốn tổ chức tiệc sinh nhật sao? Làm thế nào lại chạy đến đồn cảnh sát Hải Điện vào ngày sinh nhật? Người phụ nữ xinh đẹp không hiểu. Đừng lo, tôi sẽ gọi cho Lão Vương hỏi một chút. Tiêu Chí Cần ngồi trên sofa, thần sắc bình tĩnh, tìm được số điện thoại của Vương Chính Ngôn, gọi tới, nhưng mà, đầu dây bên kia trực tiếp vang lên gợi ý điện thoại di động đã tắt máy. Tiêu Chí Cần phảng phất ngửi được một chút mùi không tầm thường, nhíu mày. Còn không nhanh chóng gọi điện thoại cho Dung Nhi, người phụ nữ xinh đẹp thúc giục, thần sắc tràn đầy lo lắng, cũng không thể để cho người khác khi dễ Dung Nhi của chúng ta. Tiêu Chí Cần không chần chờ, lập tức gọi điện thoại. Thần sắc dần dần trầm xuống. Làm sao vậy, người phụ nữ xinh đẹp đã tháo mặt nạ ra. Toàn bộ câu lạc bộ siêu xe đã được đưa về đồn cảnh sát Hải Điện với tội danh tụ tập đông người ẩu đả. Lời nói của Tiêu Chí Cần vừa dứt, thanh âm của người phụ nữ xinh đẹp đã bén nhọn vang lên, cái gì? Vương Chính Nham đang làm gì vậy? Vương Tái Khôn, Văn Phạm Tinh cũng bị bắt, tụ tập người ẩu đả, đùa cái gì thế a? Vương Tái Khôn và Văn Phạm Tinh ngồi bên cạnh Dung Nhi chúng ta. Tiêu Chí Cần cau mày. Vậy tôi cũng yên tâm không ít. Người phụ nữ xinh đẹp nói, Vương gia cùng Văn gia bên kia khẳng định sẽ có động tác. A, không đúng, Vương Chính Nham kia không phải là ông ta đang làm cái quái gì vậy? Văn gia có thể có động tác hay không tôi không biết, nhưng Vương gia khẳng định sẽ không làm gì. Tiêu Chí Cần trầm mặt, người ra lệnh, chính là đại thiếu gia Vương gia, Vương Tái Tiên. Hơn nữa, cậu ta đã ra lệnh rõ ràng rằng bất không ai được phép đưa bất kỳ ai trong câu lạc bộ siêu xe đi tối nay. Cái gì, vậy Dung Nhi sẽ qua đêm ở đồn cảnh sát? Không được, tôi không đồng ý. Thanh âm của người phụ nữ xinh đẹp bén nhọn, Vương Tái Tiên cứ như vậy vô pháp vô thiên sao? Bà nói bất hai câu đi, Tiêu Chí Cần đứng lên, Vương Tái Tiên là ai, cậu ta sẽ vô duyên vô cớ làm ra hành động như vậy sao? Điều tra rõ ràng trước, không nói chuyện lung tung, càng không nên làm việc bốc đồng. Xe cảnh sát gầm rú và trở về đồn cảnh sát, điện thoại di động của Vương Chính Nham quả thật tắt máy, ông chủ động tắt máy. Trên đường trở về, ông nhận được quá nhiều điện thoại, cuối cùng dứt khoát tắt máy. Nhốt tất cả bọn họ lại, có chuyện gì sáng mai nói sau. Vương Chính Nham vội vàng xử lý xong chuyện, nhanh chóng rút lui.
Tóm lại đây là quyết định của Vương Tái Thiên, cục đặc chiến truyền đạt mệnh lệnh, ông chỉ là phụ trách xử lý là được. Phú nhị đại của câu lạc bộ siêu xe này còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị giam giữ vào, bao gồm cả Tiêu Dung. Tiêu Dung hoàn toàn ngây người. Tối nay là sinh nhật cô. Rõ ràng cô đã gọi điện thoại cho cha, nhưng tại sao bên cha hoàn toàn không có động tĩnh? Lần đầu tiên trong đời Tiêu Dung cảm thấy bất lực, thì ra, cô cũng không phải là muốn làm gì thì làm. Bên hồ trong đêm tối, một ngọn đèn chiếu sáng trên chòi nghỉ mát. Đây là nơi Sở Tiểu Ngư lựa chọn uống rượu, yên tĩnh, rộng lớn, gió hồ lướt qua, tâm tình thoải mái. Trần ca, anh có biết nhiệm vụ gần đây của em và Tái Tiên là gì không? Sở Tiểu Ngư uống một ngụm rượu, cười nói chính là về tập đoàn tài chính Kim Lăng, sau lưng tập đoàn này được một vài lực lượng tương trợ, ở Nhật Bản và các quốc gia khác thường xuyên gây bất lợi cho thương nhân Trung Quốc chúng ta. Chúng em gần đây phụ trách thu thập tư liệu tập đoàn tài chính Kim Lăng, chuẩn bị một hồi hành động ngăn cản tập đoàn tài chính Kim Lăng không nghĩ tới, Trần ca đi trước một bước làm thiệt hại nghiêm trọng tập đoàn tài chính Kim Lăng. Tôi kính anh một ly, Vương Tái Tiên cũng nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chuông điện thoại di động của Vương Tái Tiên vang lên, nhìn thoáng qua ít người gọi, Vương Tái Tiên bất đắc dĩ bắt máy, theo bản năng rời xa tai, quả nhiên, đầu dây bên kia truyền đến lớn tiếng chất vấn Tái Tiên. Con đang làm gì vậy? Làm sao lại nhốt em trai của mình ở đồn cảnh sát? Cho dù nó làm chuyện gì sai trái, dẫn nó về nhà giáo huấn không phải là được rồi sao? Tái Khôn còn nhỏ, sao chịu được cái loại khổ này a? Đầu dây bên kia nói xong dừng lại. Vương Tái Tiên chậm rãi nói, Tái Khôn năm nay 22 tuổi rồi, em ấy đã là một người trưởng thành, không phải đứa trẻ, chuyện tối nay, bị giam giữ cả đêm là cái giá nhỏ nhất mà em ấy phải trả, mẹ, mẹ không cần nói nữa. Vương Tái Tiên cúp máy, Sở Trần cùng Sở Tiểu Ngư ngược lại không có nhắc tới chuyện này nữa. Ba người uống rượu, nói chuyện rất vui vẻ. Sở Trần, so tài một chút, thần thái Vương Tái Tiên hơi khập khiêm, đôi mắt lại toát ra chiến ý. Cũng là hậu bối trẻ tuổi của Điện Thiên Võng, thanh danh Sở Trần ở bên ngoài, Vương Tái Tiên quả thật muốn cùng Sở Trần đọ sức một chút. Mượn rượu, ánh mắt Sở Tiểu Ngư sáng lên, xem ra, em có phúc được thầy a. Sở Trần cười ha ha, đứng lên, nào. Dưới ánh trăng sáng, bên hồ nước, hai đạo thân ảnh nhảy nhót đan xen, thanh âm kịch chiến không ngừng vang vọng chấn động, Sở Tiểu Ngư ở một bên vừa uống rượu vừa nhìn, hô to thỏa nguyện. Miền Bắc có cá, tên là Côn. Sở Trần thi triển ra Tiêu Dao Du trưởng pháp, dưới ánh trăng, thân thể Tiêu Dao, hai đạo thân ảnh hợp kích, lập tức tách ra. Vương Tái Tiên lui về phía sau nhiều hơn Sở Trần hai bước mới có thể ổn định thân ảnh, ngẩng đầu, nhìn Sở Trần, chợt chắp tay, tôi phục rồi. Ha ha ha, Sở Tiểu Ngư vui vẻ, Tái Tiên, anh cũng có hôm nay à. Vương Tái Tiên trợn trắng mắt, dường như Sở Tiểu Ngư vẫn luôn ngóng trông mình thua. Tiểu Ngư Nhi, cậu có muốn cũng đến thử hay không? Sở Trần chính là cao hứng, hô một tiếng với Sở Tiểu Ngư. Sở Tiểu Ngư sừng sốt, chợt dưới ánh mắt đùa giỡn của Vương Tái Tiên, kiên trì ra trận, không thể nghi ngờ, hắn thua nhanh hơn Vương Tái Tiên. Em dám nói, đừng nói kinh thành, toàn bộ võ giả trẻ tuổi Trung Quốc, tuyệt đối không ai có thể cùng Trần ca tranh phong. Sau khi chính thức giao thủ, Sở Tiểu Ngư mới càng cảm nhận được thực lực của Sở Trần, nhịn không được cảm thán một tiếng. Vương Tái Tiên gật đầu, hắn rất ít khi nhận thua. Nhưng đêm nay đối mặt với Sở Trần, hắn quả thật phục. Thanh danh Sở Trần, là dựa vào song quyền của mình đánh ra, không có một chút khoác lác. Ba người tận hứng trỏ, về. Sáng sớm hôm sau, đồn cảnh sát Hải Điện, lúc 9 giờ sáng, đại sảnh đồn cảnh sát đông đầy người. Không ít người dân đến đồn công an làm việc đều choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Họ nhận ra một số nhân vật lớn, thương giới kinh thành nổi danh lừng lẫy. Đó không phải là giám đốc Tiêu của tập đoàn Kim Hải sao? Sao ông ta lại đến đây vào sáng sớm? Dương Chiêu Mục thế nhưng cũng tới. Người phụ nữ đứng gần cửa, giống như vương gia phu nhân. Cơn gió nào thổi nhiều đại nhân vật như vậy, nhìn vẻ mặt của bọn họ hẳn là không có chuyện gì tốt. Tin tức của các người lạc hậu đi, nghe nói đêm qua câu lạc bộ siêu xe bị điều tra, thành viên câu lạc bộ hiện tại đều bị nhốt trong đồn cảnh sát, những phụ huynh này phỏng chừng là tới tìm người. Đám người nhất thời vang lên một trận thanh âm hít một hơi khí lạnh. Vương Sở Trưởng thật quyết đoán. Nên như vậy, đám đua xe này vô pháp vô thiên, sớm nên chỉnh đốn. Vui tai vui mắt, Tiêu Chí Cần đi tới phía trước, nhíu mày, hỏi, sao còn chưa ra? Bọn họ đang làm biên bản, làm xong thì có thể đi.
Cảnh sát dân sự trả lời, tuy nhiên, người rất nhiều, vì vậy xin mọi người kiên nhẫn một chút. Tiêu Chí Cần trầm mặt, lùi sang một bên. Tiêu Tổng, chuyện này, ông thấy nghĩ sao? Một người trung niên, đeo kính mắt vàng, thoạt nhìn tao nhã, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ lãnh lệ. Có người giúp chúng ta dạy con, cũng là chuyện tốt. Tiêu Chí Cần nói, tôi không có suy nghĩ gì, hiện tại muốn đón đứa nhỏ về nhà, Văn Tổng, không ngờ ông cũng tự mình tới. Cha của Văn Phạm Tinh, Văn Dương. Văn Dương nhìn thoáng qua Tiêu Chí Cần, cười cười, cũng không nói gì nữa. Không ai nuốt được khẩu khí này. Thế nhưng, ai cũng muốn để cho người khác ra mặt, chút khẩu khí này. Các bậc cha mẹ của câu lạc bộ siêu xe có mặt, không có ai là kẻ ngốc. Nửa giờ sau, các thành viên của câu lạc bộ siêu xe được đưa ra ngoài. Cha, mẹ, trong lúc nhất thời, hiện trường nhận người thân quy mô lớn, nước mắt rơi tại chỗ, cha nhân từ, con hiếu, cảm động lòng người. Tiêu Dung trải qua một sinh nhật cả đời khó quên, nhìn thấy cha trong nháy mắt, nước mắt rơi đầy mặt, khóc giống không ngừng. Cha, con không dám nhắm mắt cả đêm. Tiêu Dung khóc lóc làm lửa giận trong lòng Tiêu Chí Cần dâng trào, con gái bảo bối của ông, từ nhỏ đến lớn trong lòng bàn tay đều lo lắng tan chảy, lại bị nhốt ở đồn cảnh sát một đêm, quá ủy khuất. Mẹ, con nuốt không nổi khẩu khí này. Dựa vào cái gì bắt chúng con mặc kệ. Nhất định phải Vương Tái Tiên cho chúng con một lời giải thích. Các thành viên của câu lạc bộ siêu xe này lần lượt lấp đầy phẫn nộ và phàn nàn trong nước mắt. Rất nhiều ánh mắt đều rơi vào Vương Tái Khôn cùng với mẹ hắn. Vương Tái Khôn cũng ủy khuất, mẹ, về rồi nói sau. Tuy rằng ai nấy đều hô to, nhưng cuối cùng vẫn không ai dám đi tìm Vương Tái Tiên gây phiền toái. Các thành viên của câu lạc bộ siêu xe rời đồn cảnh sát quận Hải Điện trong xám xịt. Mấy người cuối cùng rời đi. Là Phó Long Sư cùng với mấy học trò của hắn, đêm qua cũng đều bị dẫn vào. Sư phụ, một trong những học trò trong đó thần sắc không cam lòng, Sở Trần thật sự khinh người quá đáng. Mặc kệ hắn có thân phận gì, chuyện của chúng ta với hắn, đó chính là chuyện giữa võ giả. Ánh mắt Phó Long Sư hiện lên lạnh như băng, hẳn là dùng phương thức võ giả giải quyết. Hoạt động giao lưu võ giả giới Hương Sơn do Phái Bắc Đẩu khởi xướng ngày mai chính thức bắt đầu, chỉ cần cao thủ Phái Bắc Đẩu nguyện ý ra tay. Sở Trần, hừ, hắn là cái gì? Nhưng Sở Trần là đệ tử Cửu Huyền Môn, người đã quên, việc đại phái chính thống tình nguyện đi làm nhất chính là đối phó tà đạo. Mấy người vội vàng biến mất trước cửa đồn cảnh sát. Đại học Thủy Mộc, hôm nay là cuối tuần, buổi trưa, khuôn viên trường cũng rất yên tĩnh. Một chòi nghỉ mát bên hồ trong trường, Trùng Oánh Oánh hai tay cầm sách vở, ánh mắt lại nhìn mặt hồ ngẩn người. Hôm nay là sinh nhật cô, khi còn bé cha mẹ đều rất bận rộn. Cô ở nhờ nhà họ hàng, mỗi nắm cùng cha mẹ quây quần, chỉ có hai ngày trước và sau sinh nhật, cho nên, khi còn bé, cô luôn chờ mong sinh nhật của mình. Dần dần, lớn lên, một năm, sinh nhật của cô, cha mẹ cô đều không trở về. Năm đó, Trùng Oánh Oánh khóc suốt một ngày. Thời gian trôi qua, Trùng Oánh Oánh dường như đã chậm rãi quen với những ngày cha mẹ không ở bên cạnh. Tất cả những gì cô biết là họ luôn bận, rất bận. Mỗi năm có thể dành thời gian ở bên cạnh cô, càng ngày càng ít. Trùng Oánh Oánh thậm chí còn không biết cha mẹ mình rốt cuộc đang bận cái gì. Trùng Oánh Oánh nhẹ nhàng buông quyển sách trong tay xuống, ánh mắt hơi có chút ướt át, lại vội vàng lau đi. Cô đã trưởng thành, không thể luôn khóc vì cha mẹ cô không ở cùng mình ngày sinh nhật. Điện thoại đổ chuông, Oánh Oánh, cậu đang ở đâu? Mọi người chuẩn bị đi ra ngoài ăn tối. Là giọng nói của cô gái đeo kính kia. Cô ấy là bạn cùng phòng của Trùng Oánh Oánh, Hứa Tình. Trùng Oánh Oánh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, cười mạnh nói, tớ đang đọc sách, mọi người đi ăn trước đi. Không được, các chị em đang chờ cậu. Thanh âm Hứa Tình mang theo vài phần thần bí, hôm nay ăn cơm còn có khách thần bí nha. Trùng Oánh Oánh bất đắc dĩ đứng lên, 10 phút sau, gặp ở cửa. Trong phòng ngủ, Hứa Tình cúp điện thoại, quay đầu lại, Oánh Oánh nói 10 phút sau cửa gặp, Liễu học trưởng đã chuẩn bị xong chưa? Liễu học trưởng vì hôm nay thổ lộ mà hao tâm tổn trí, đã sớm chuẩn bị xong, anh ấy đã chờ ở khách sạn. Liễu học trưởng chính là nhân vật làm mưa làm gió của Đại học Thủy Mộc, còn là đội trưởng đội bóng rổ, anh ấy theo đuổi Oánh Oánh chúng ta cũng coi như là trai tài gái sắc, hôm nay ngày tốt như vậy, chúng ta phải ghi nó lại. Một trong những cô gái nhấc máy quay lên, thời điểm lịch sử ký túc xá của chúng tôi thoát khỏi tình trạng độc thân sắp đến rồi. Sau một thời gian ồn ào. Một số cô gái bắt đầu ngay lập tức. Trùng Oánh Oánh cầm sách đến thư viện trả lại, đi về phía cửa. Xa xa nhìn thấy Hứa Tình cùng mấy người bạn cùng phòng,
đang vẫy tay với cô. Hứa Tình hai tay kéo Trung Oánh Oánh, đánh giá từ trên xuống dưới, lắc đầu, Oánh Oánh, sao cậu thoạt nhìn có chút tiểu xỉn, như vậy cũng không được, lên xe tớ trang điểm cho cậu. Nghe vậy, Trung Oánh Oánh giật mình, không phải là ăn một bữa cơm sao? Trung Oánh Oánh nhìn lướt qua mấy người trong phòng, cảm giác được có chút không thích hợp, mọi người có chuyện gạt tớ. Có thể có chuyện gì? Hứa Tình biết tâm tư Trung Oánh Oánh tinh tế, vội vàng nói, hôm nay sinh nhật cậu, các chị em chuẩn bị cho cậu một bất ngờ, không được hỏi nhiều. Trung Oánh Oánh chỉ có thể coi như không có gì. Khi một số cô gái đi ra khỏi cửa, một chiếc taxi từ từ dừng lại ở cổng trường. Taxi, Hứa Tình là người đầu tiên vẫy tay. Cửa xe taxi mở ra, một thân ảnh cao lớn đi ra, khuôn mặt tuấn lãng, khí tức bất phàm. Cửa xe bên kia, cô gái ăn mặc tao nhã, váy dài, trang điểm nhẹ nhàng nhàn nhạt, nhưng sức mê hoặc trời sinh không cách nào xóa đi, ngược lại khiến người ta có một loại mỹ cảm mâu thuẫn diễm lệ. Hứa Tình nhìn thoáng qua, đột nhiên che miệng mình lại. Cô sợ mình sẽ hét lên. Tối qua chứng kiến cảnh một người chống lại toàn bộ câu lạc bộ siêu xe, trên đường trở về trường học, Hứa Tình liền tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, người đàn ông không biết tên kia chính là nam thần của cô. Nam thần, lại là nam thần tới rồi. Trung Oánh Oánh cũng ngây người, không nghĩ tới lại gặp phải người trấn áp câu lạc bộ siêu xe tối qua ở cửa Đại học Thủy Mộc. Anh tới Đại học Thủy Mộc làm gì? Sở Trần lấy điện thoại ra, bên trong có số điện thoại Trung Dân đưa cho anh. Tài xế taxi bấm còi hai lần, Hứa Tình phục hồi tinh thần lại, vẫy vẫy tay, ý bảo tài xế đi trước. Thật vất vả mới gặp được nam thần ở cổng trường, đương nhiên phải nhìn thêm vài lần. Huống chi, hiện tại cô vô cùng tò mò, nam thần xem ra giống như đến trường tìm người, anh muốn tìm ai? Điện thoại reo trong một hồi, không ai trả lời. Lực chú ý của Trung Oánh Oánh cũng ở trên người Sở Trần, lúc này, bạn cùng phòng của cô kéo cô một chút, Oánh Oánh. Điện thoại của cậu vang lên kìa. Một cô gái khác bên cạnh cười cười nói, không phải là anh chàng đẹp trai phía trước gọi cho cậu chứ. Trung Oánh Oánh phục hồi tinh thần lại, nhìn cô một cái, đừng nói giỡn lung tung. Từ tình huống tối hôm qua mà xem, hai người này cũng không phải người thường, nếu chọc giận đối phương, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trung Oánh Oánh nhìn số điện thoại, là một số lạ, khu vực hiển thị số điện thoại là Thiền Thành, tỉnh Quảng Đông. Trung Oánh Oánh sửng sốt. Nàng cũng không có bạn ở Thiền Thành Quảng Đông. Trần chờ một chút, Trung Oánh Oánh vẫn nhận điện thoại, xin chào. Đầu dây bên kia, không có âm thanh. Trung Oánh Oánh nhịn không được lại nói một tiếng, xin chào. Điện thoại không có âm thanh, nhưng đồng tử Trung Oánh Oánh đột nhiên mở to, cô thấy người thanh niên cầm điện thoại đang tiến về phía cô. Đám người Hứa Tình cũng chú ý tới, trong lòng đều căng thẳng. Sở Trần đi tới trước mặt Trung Oánh Oánh, di động khẽ dương một cái, là em. Trung Oánh Oánh ngây ngẩn cả người. Cô nghe rõ người thanh niên này, trong điện thoại di động đồng thời cũng truyền ra. Đó là cuộc gọi của anh ta. Trong mắt Hứa Tình sắp lồi ra. Người nam thần muốn tìm, là Oánh Oánh. Hứa Tình có loại cảm giác tim đập kịch liệt, nhìn thẳng nam thần. Trung Oánh Oánh cũng ngây thơ, trong ý thức của cô cùng Sở Trần người này là đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Anh là, Trung Oánh Oánh dè dặt. Em là Trung Oánh Oánh. Sở Trần hỏi. Hứa Tình lập tức lại bịt miệng lại. Đó là sự thật, thật sự là tới tìm Oánh Oánh. Ánh mắt Hứa Tình lập tức nhìn về phía Trung Oánh Oánh. Trong đầu trong nháy mắt toát ra một tiêu đề, bạn cùng phòng của tôi là người phụ nữ của lão đại. Oánh Oánh che dâu quá kỹ. Trung Oánh Oánh vẫn còn mơ hồ, là tôi. Thật là trùng hợp, Sở Trần nghiêng mặt nhìn Giang Ánh Đào, chợt khuôn mặt mỉm cười nói, tôi là bạn của cha em, ông ấy bảo tôi mang quà sinh nhật tới cho em. Sở Trần đưa túi đựng quà qua, nhìn thoáng qua cổng trường, cười nói, bạn học Trung Oánh Oánh, sinh nhật vui vẻ. Trung Oánh Oánh cả người giống như bị điện giật, ngây dại, không nhúc nhích, con người mang theo không thể tin nhìn Sở Trần. Bạn của cha, quà sinh nhật, tất cả nghe có vẻ quá hoang đường, Trung Oánh Oánh nằm mơ cũng không dám nghĩ. Nhất là, người thanh niên trước mắt này, tối hôm qua cô tận mắt chứng kiến cảnh anh cơ hồ là dùng sức một mình trấn áp câu lạc bộ siêu xe. Trung Oánh Oánh nhìn cái túi trước mắt này, trong lúc nhất thời không dám đưa tay nhận. Bạn học Trung Oánh Oánh, Giang Ánh Đào ở một bên mở miệng, đây là cha em nhờ chúng tôi mang về từ thành phố Riyadh. Trong mắt Trung Oánh Oánh đã có lệ quang trong suốt, thành phố Riyadh, nơi cha làm việc, tuy rằng cô cho tới bây giờ cũng không biết cha làm công việc gì, nhưng cô biết chính là, cha đúng là ở thành phố Riyadh. Đây thực sự là món quà sinh nhật của cha cô, mũi Trung Oánh Oánh lập tức chua.
nước mắt không ngừng chảy xuống, hai tay run rẩy nhận lấy túi. Một lúc lâu sau, Trùng Oánh Oánh vội vàng lau nước mắt, ngẩng đầu, nhìn Sở Trần, cha tôi, ông ấy khỏe không? Yên tâm, chú Trung rất tốt, Sở Trần trả lời. Giang Ánh Đào nhìn không được hỏi một tiếng, em rất lâu chưa có gặp chú Trung. Trùng Oánh Oánh im lặng, gần một năm rồi. Sở Trần và Giang Ánh Đào liếc nhau một cái. Trung Dân có vị trí đặc biệt, ông là tổng phụ trách hệ thống tình báo của cục đặc chiến ở Trung Đông, chuyện phải làm quanh năm chồng chất như núi. Có thể tưởng tượng, Trung Dân hầu như không có thời gian để đồng hành cùng con gái mình trưởng thành. Em có thể mời hai người ăn một bữa cơm không? Trung Oánh Oánh dè dặt hỏi. Thứ nhất cảm ơn quà hai người hỗ trợ đưa tới. Thứ hai, Trung Oánh Oánh muốn từ trên người hai người hiểu rõ hơn một chút về cha. Chúng tôi vừa lúc cũng chưa ăn cơm. Sở Trần mỉm cười, Trung Oánh Oánh quay đầu nhìn về phía Hứa Tình. Tình Tình, chúng ta liền tìm một chỗ tốt hơn ăn cơm đi. Lúc này, Hứa Tình phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu, được, tớ biết nhà hàng thức ăn cũng không tệ lắm. Sở Trần cùng Giang Ánh Đào dẫn theo Trung Oánh Oánh lên một chiếc taxi, Hứa Tình cùng mấy nữ sinh khác trong ký túc xá ở phía sau đuổi theo. Tình Tình, sao chúng ta lại thay đổi tiến trình? Liễu học trưởng bên kia làm sao bây giờ? Một nữ sinh nhịn không được mở miệng hỏi. Còn quan tâm Liễu học trưởng gì? Hứa Tình đỡ kính của mình một chút, nghiêm mặt mở miệng nói. Kỳ thật, Liễu học trưởng theo đuổi Oánh Oánh thời gian không ngắn. Tớ nghe Oánh Oánh nói qua, cậu ấy tựa hồ cũng không thích Liễu học trưởng. Dưa hái xanh không ngọt, cậu xem bạn của cha Oánh Oánh đều tới. Hơn nữa còn là từ thành phố Riyadh đến. Chúng ta thân là chủ nhà, đương nhiên phải mời người khác ăn cơm. Cậu vừa rồi cũng không phải là nói như vậy, mấy cô gái ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Tình. Nhất định phải có nguyên nhân khác, có một nữ sinh nhìn chằm chằm Hứa Tình, vừa rồi tớ chú ý tới ánh mắt cậu nhìn anh chàng đẹp trai kia hoàn toàn khác, có phải cậu đã gặp qua vị soái ca kia không? Ánh mắt Hứa Tình phát sáng, tớ sợ nói ra dọa các cậu, tối qua, lúc tớ cùng Oánh Oánh đi dạo phố, nhìn thấy người của câu lạc bộ siêu xe dốc toàn lực xuất hiện, muốn đối phó với một thanh niên nghe nói là đến từ Dương Thành. Câu lạc bộ siêu xe, nhất thời có người kinh hô, người kia cũng quá xui xẻo đi. Xui xẻo là câu lạc bộ siêu xe, Hứa Tình kích động nói, ai dám tin, toàn bộ câu lạc bộ siêu xe bị người thanh niên kia một lực trấn áp, thậm chí sau đó, đại thiếu vương vương gia vương tái tiên xuất hiện, chẳng những không có giúp câu lạc bộ siêu xe, còn đứng ở phía người thanh niên, hạ lệnh kéo toàn bộ xe cùng thành viên của câu lạc bộ siêu xe đi, nhốt vào đồn cảnh sát. Trời ơi, thật sao? Đám người này cuối cùng cũng có người chỉnh đốn. Chờ đã, Tình Tình, người thanh niên mà cậu nói, chẳng lẽ là, Hứa Tình dùng sức gật đầu, chính là bạn của cha Oánh Oánh, nam thần mới của tớ, tên anh ta là Sở Trần. Sở Trần, một số cô gái trong xe đã nhớ tên này. Một chiếc xe khác, Sở Trần ngồi ở vị trí ghế phụ, Trùng Oánh Oánh cùng Giang Ánh Đào ngồi ở phía sau. Em không cần phải quá câu nệ. Giang Ánh Đào mỉm cười kéo tay Trùng Oánh Oánh, chị là Giang Ánh Đào. Em có thể gọi chị là chị Đào, anh ta là Sở Trần, em trực tiếp gọi tên anh ta là được. Khóe mắt Sở Trần liếc Giang Ánh Đào một cái. Trung Oánh Oánh gật gật đầu, hô một tiếng, chị Đào. Trung Oánh Oánh chần chờ một hồi, nhịn không được hỏi, chị Đào, hai người, có làm việc ở cùng một nơi với cha em không? Cha em làm gì ở thành phố Riyadh? Em không biết cha em làm gì. Sở Trần theo bản năng quay đầu lại. Giang Ánh Đào lắc đầu. Cha mẹ cô cũng không biết thân phận của cô trong cục đặc chiến. Loại thân phận này bình thường sẽ không chủ động công khai. Nhất là loại nhân viên tình báo như chú Trung, thân phận của bọn họ càng thêm bí mật tuyệt đối. Em không biết, trong ánh mắt Trung Oánh Oánh tràn ngập khát vọng, từ nhỏ đến lớn, ông ấy rất ít khi ở bên cạnh em. Cô rất muốn biết, lý do tại sao? Ánh mắt Sở Trần cùng Giang Ánh Đào liếc nhau một cái. Cha em là một người đáng kính. Giang Ánh Đào nắm tay Trung Oánh Oánh, em yên tâm đi, qua vài năm nữa, ông ấy liền về hưu, đến lúc đó mọi người sẽ có rất nhiều thời gian ở cùng nhau. Thân phận của Trung Dân vẫn không thể tiết lộ. Trong quá trình ăn cơm, ánh mắt Hứa Tình cùng mấy cô gái trong ký túc xá cơ hồ đều rơi vào trên người Sở Trần. Trung Oánh Oánh có chút không yên lòng, nhưng, phần quà hôm nay đã khiến cô cảm thấy bất ngờ. Sau khi ăn xong, đoàn người rời khỏi nhà hàng. Oánh Oánh, sau này em gặp phải phiền toái gì? Liền gọi điện thoại cho chị Đào. Giang Ánh Đào nói, hai người từ biệt Trung Oánh Oánh, đối với Sở Trần và Giang Ánh Đào mà nói, bọn họ chỉ là thay Trung Dân tặng một món quà, chuyện này không đáng nhắc đến, nhưng mà, đối với Trung Oánh Oánh, thậm chí mấy nữ sinh trong phòng của cô mà nói, đây là một ngày cả đời khó quên.
Mãi đến khi trở lại trường học, Hứa Tình đều có loại cảm giác như đang nằm mơ. Oanh oánh, cha cậu quá lợi hại, lại có thể kết giao bạn như Sở Trần. Hứa Tình nhìn ánh mắt Trung Oanh Oánh mang theo vài phần sùng bái. Trung Oanh Oánh sửng sốt. Trong nháy mắt này, trong đầu Trung Oanh Oánh hiện lên một suy nghĩ. Cha là bạn của Sở Trần. Từ tình huống tối hôm qua mà xem, thân phận Sở Trần rõ ràng không đơn giản, chẳng lẽ cha cũng là? Ánh mắt Trung Oanh Oánh đột nhiên phát sáng. Cô nghĩ đến lời nói của Giang Ánh Đào, cha em là một người đáng kính. Hai tay Trung Oanh Oánh theo bản năng run lên, nhất định là như vậy. Cha chính là người này. Trung Oanh Oánh từ nhỏ đã là một cô gái ngoan ngoãn nghe lời, nhưng nhiều năm như vậy, cha mẹ không ở bên cạnh, trong lòng ít nhiều cũng tích góp một ít hờn giận. Trong nháy mắt này, bao nhiêu hờn giận cũng biến mất vô tung vô ảnh. Trong lòng Trung Oanh Oánh dâng lên một cỗ kiêu ngạo. Còn có mẹ, Trung Oanh Oánh từng nghe cha mẹ nói, bọn họ cùng làm một công việc. Dưới ánh mắt sùng bái của đám người Hứa Tình, Trung Oanh Oánh càng tự hào về cha mẹ. Đúng rồi, Oanh Oánh, cậu có phải có số điện thoại của Sở Trần không? Hứa Tình trông mong nhìn Trung Oanh Oánh. Trung Oanh Oánh mỉm cười, làm sao? Cậu còn dám gọi điện thoại cho Sở Trần sao? Tớ đương nhiên không dám, tớ lưu trong điện thoại, như là một kỷ niệm. Hứa Tình nói, tớ cũng muốn, tớ muốn viết số điện thoại của Sở Trần dưới gối. Tớ treo trên tường, khuôn viên trường Đại học Thủy Mộc, một trận cười sảng khoái tràn ngập, quanh quẩn giữa không trung, xe cộ ùn ùn. Taxi đang trên đường trở về khách sạn, Sở Trần nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút thất thần. Có tâm sự, Giang Ánh Đào hỏi, Sở Trần thu hồi ánh mắt. Thở dài một tiếng, Trung Oanh Oanh ít nhất hàng năm còn có thể nhìn thấy cha mẹ mình, mà tôi, Sở Trần sâu kín nói, biết rõ tôi ở Thiền Thành, bọn họ lại đi vòng quanh thế giới. Giang Ánh Đào sưng người, lập tức cúi đầu. Sở Trần liếc cô một cái, muốn cười thì cười đi. Giang Ánh Đào ngẩng mặt lên, hai má ửng hồng, lông mi cong cong, con ngươi xinh đẹp, tôi được huấn luyện chuyên nghiệp, ha ha ha. Giang Ánh Đào vẫn không nhịn được cười. Cô cũng từng nghe nói về cha mẹ Sở Trần. Khi Tiền lão gia lấy thân phận Sở Trần làm mục tiêu làm khó dễ, đám người Tô Khải Minh của khách sạn Hoa Đằng nhao nhao xuất hiện, bại lộ thân phận thái tử gia tập đoàn trăm tỷ sau lưng Sở Trần, nhưng từ đầu đến cuối, cha mẹ anh chưa bao giờ xuất hiện. Sở Trần A, tôi hát cho anh một bài. Giang Ánh Đào khẽ hừ lên, không có hương hoa, không có cây cao, tôi là một ngọn cỏ không ai biết, Sở Trần, anh hận không thể hiện tại nhìn thấy cha mẹ, tự hỏi mình có phải là con ruột hay không. Trở về khách sạn. Hai người đặt vé máy bay trở về Dương Thành là 8 giờ tối. Giang Ánh Đào pha một ấm trà. Ai, Sở Trần, nhà anh hẳn là ở Kinh Thành, anh xác định không về thăm nhà sao? Giang Ánh Đào nói, Sở Trần tôi không có nhà. Sở Trần buông tay, anh nói ngay cả nhà mình ở đâu cũng không biết. Sở Tiểu Ngư khẳng định biết, chẳng qua, cha mẹ hiện tại ở nước ngoài, Sở Trần quả thật không có ý định trở về. Vừa nghĩ đến Sở Tiểu Ngư, điện thoại của Sở Tiểu Ngư liền tới. Trần ca, đám người trong câu lạc bộ siêu xe kia dường như không từ bỏ ý định, tìm mọi cách đòi lại thể diện. Sở Tiểu Ngư ở trong điện thoại nói, nhất là Văn gia, đêm qua có một người tên là Văn Phạm Tinh, anh trai hắn Văn Nhật Thịnh cùng Sái Tiên là đối thủ của nhau. Vừa rồi, Văn Nhật Thịnh nói, muốn tái tiên vì chuyện ngày hôm qua cho hắn một lời giải thích. Sở Trần uống một ngụm trà, có cạnh tranh là chuyện tốt. Sở Tiểu Ngư tiếp tục nói, còn nhờ tối qua có đệ tử phái Bắc Đẩu ở hiện trường không? Phó Long Sư chính là Văn Phạm Tinh dẫn đến, quan hệ giữa hắn và Văn gia, quan trọng nhất chính là, Văn Nhật Thịnh là đệ tử chính thức của phái Bắc Đẩu, cũng bởi vì nguyên nhân này, Văn Nhật Thịnh ngoại trừ yêu cầu tái tiên cho hắn một lời giải thích ra, còn tìm anh khắp nơi. Tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại, đệ tử chính thức của phái Bắc Đẩu, vừa vặn mấy ngày nay cao thủ phái Bắc Đẩu hội tụ ở Hương Sơn. Sở Tiểu Ngư bổ sung, cho nên Văn Nhật Thịnh mới không sợ hãi. Tôi biết rồi, Sở Trần suy nghĩ một chút, thoải mái nói, tùy hắn đi, 8 giờ tối nay tôi bay rồi. Sở Tiểu Ngư tỏ vẻ không nỡ, Sở Trần hoan nghênh hắn đến Thiền Thành làm khách. Sau khi cúp điện thoại, Sở Trần nói lời Sở Tiểu Ngư cho Giang Ánh Đào. Phái Bắc Đẩu là đại phái chính thống của giới võ giả, tổ chức hội nghị giao lưu giữa các võ giả ở Hương Sơn, cục đặc chiến nhất định sẽ có hồ sơ. Giang Ánh Đào mở ra phía sau đài cục đặc chiến, điều tra một hồi, lập tức nói, quả nhiên, a thật đúng là trùng hợp, lại có liên quan đến đạo tặc Hỏa Yến. Sở Trần ngẩn ra, theo bản năng hỏi, không phải phái Bắc Đẩu cũng muốn bắt đạo tặc Hỏa Yến chứ? Đúng vậy, phái Bắc Đẩu đã mất một bức tranh,
hiện trường để lại ký hiệu độc đáo của đạo tặc Hỏa Yến. Giang Ánh Đào nói, phái Bắc Đẩu quyết định không thể dung túng đạo tặc như vậy tiếp tục thong dong ở bên ngoài, cho nên triệu tập thế lực khắp nơi trong giới võ giả, muốn bắt ra đạo tặc Hỏa Yến. Cái mất không nhất thiết là tranh. Sở Trần thầm lặng hiện lên một suy nghĩ trong đầu. Đạo tặc Hỏa Yến cũng là cao thủ, nói không chừng là trộm bí kíp công phu của phái Bắc Đẩu, mới khiến phái Bắc Đẩu phẫn nộ như vậy. Ngay cả phái Bắc Đẩu cũng dám động, thật sự là đạp gió dễ sóng a, Sở Trần âm thầm cảm thán. Đúng rồi, anh vừa rồi nói, Văn Nhật Thịnh đang tìm chúng ta khắp nơi. Giang Ánh Đào nói, Văn gia ở kinh thành thế lực không nhỏ, cùng với sự hỗ trợ của câu lạc bộ siêu xe này, tin tức của chúng ta ở khách sạn này khả năng rất nhanh sẽ tiết lộ ra ngoài. Nói như vậy, trốn cũng trốn không thoát. Khóe miệng Sở Trần khẽ nhếch lên. Giang Ánh Đào nháy mắt mấy cái, không bằng chúng ta đến Hương Sơn đi, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Bọn họ khẳng định sẽ không nghĩ tới lúc này chúng ta sẽ đến Hương Sơn, thuận tiện cũng xem trận đại hội võ lâm này mở ra như thế nào. Sở Trần nhìn thoáng qua Giang Ánh Đào, lá gan của anh không nhỏ a. Giang Ánh Đào đứng lên, dáng người cao gầy, chân dài thẳng tắp, thế nào? Có đi không? Đi, Sở Trần cũng muốn xem lần này phái Bắc Đẩu nhấc lên động tĩnh lớn đến mức nào. Một chuyến đến Hương Sơn nói đi là đi. Ngay khi chân trước hai người vừa mới rời khỏi khách sạn, một chiếc xe nhanh chóng dừng ở cửa khách sạn. Anh, Sở Trần ở trong khách sạn này. Văn Phạm Tinh xuống xe, thần sắc chờ mong. Anh của hắn bản lĩnh rất lớn, nhưng ngày thường rất ít khi ở nhà. Chuyện xảy ra tối qua, Văn Phạm Tinh không nghĩ tới ngờ anh trai giúp, nhưng khiến hắn bất ngờ chính là, anh trai chủ động chút giận cho hắn. Văn Nhật Thịnh dáng người cao ngất, khuôn mặt lạnh lùng, hai hàng lông mày như kiếm, cất bước đi vào đại sảnh khách sạn. Cái gì? Sở Trần vừa mới trả phòng đi rồi. Văn Phạm Tinh đứng ở quầy lễ tân, hô to ra tiếng. Là ai tiết lộ tin tức? Quản lý đại sảnh nhận ra thân phận thiếu gia Văn gia, vội vàng nói, ngay 5 phút trước. Lại để hắn chạy rồi. Văn Phạm Tinh phẫn nộ, anh, em đoán hắn đến đi sân bay. Thay đổi tư duy, nếu như mình là Sở Trần, cũng sẽ rời khỏi kinh thành trước. Văn Nhật Thịnh khuôn mặt lãnh khốc, lập tức đi ra đại sảnh, lên xe. Đến sân bay. Còn nữa, thông báo cho người cách sân bay gần nhất, đi qua trước, một khi phát hiện Sở Trần, ngăn hắn lại. Văn Nhật Thịnh bình tĩnh phân phó. Đối với câu lạc bộ siêu xe do em trai thành lập, Văn Nhật Thịnh cũng không có hứng thú, đối với hắn mà nói, đó là một trò hề không ra gì. Nhưng chuyện tối hôm qua không chỉ liên quan đến Vương Thái Tiên, còn có đệ tử cửu huyền Sở Trần, Văn Nhật Thịnh lập tức hứng thú. Đúng lúc sư môn đang tổ chức buổi giao lưu võ giả ở Hương Sơn. Văn Nhật Thịnh quyết tâm tìm được Sở Trần. Nhưng hắn không nghĩ tới, Sở Trần lại sớm nhận được tin tức chạy trốn. Hừ, máy bay có thời gian chờ, hắn không thoát được. Văn Phạm Tinh vừa nghĩ đến mình cùng hơn 10 người chen chúc trong căn phòng nhỏ chật hẹp ở một đêm, hận đến cắn răng. Bọn họ đều là thái tử gia được nuông chiều từ nhỏ, khi nào chịu đối xử như vậy. Nhất định phải tìm được Sở Trần. Không thể để hắn chạy trốn. Công viên Hương Sơn, trên đường lên núi. Sở Trần và Giang Ánh Đào đều đội mũ lưỡi chai, che chắn ánh mặt trời. Khách du lịch ở lưng chừng núi còn có không ít, nhưng con đường lên trên đã bị phong tỏa. Giang Ánh Đào nói, phái Bắc Đẩu phô trương cũng rất lớn. Sở Trần cũng chú ý tới, sau khi vượt qua sườn núi, du khách xuất hiện lên trên đều là võ giả thân thủ cường tráng. Hai người liếc nhau một cái, lập tức đi về phía trước. Dừng lại, người phụ trách canh giữ giao lộ ngăn lại Sở Trần. Phía trước đã kín đường, du khách dừng lại. Sở Trần mỉm cười, chúng tôi là đệ tử phái Thanh Dương, cố ý đến tham gia hoạt động giao lưu bắt đạo tặc Hỏa Yến này. Phái Thanh Dương, đại phái chính thống, đệ tử môn hạ trải rộng khắp cả nước, Sở Trần cùng Giang Ánh Đào lấy thân phận đệ tử phái Thanh Dương thành công trà trộn vào hoạt động giao lưu võ giả Hương Sơn. Trên đỉnh núi một sườn dốc bằng phẳng, có một tòa lôi đài tạm thời dựng lên, thỉnh thoảng sẽ có võ giả đi lên trao đổi. Dẫn tới một mảng lớn tiếng hoan cổ. Bên cạnh lôi đài dựng lên không ít lều che nắng, trà nước, hoa quả, đồ ăn nhẹ vân vân đều cung cấp đầy đủ. Sở Trần cùng Giang Ánh Đào đi một vòng, cũng không có gì cảm thấy hứng thú. Xem ra hoạt động giao lưu còn chưa tính là chính thức bắt đầu, nhân vật nặng ký cũng chưa xuất hiện. Giang Ánh Đào cùng Sở Trần đi tới một chỗ nghỉ ngơi ngồi xuống, rất sụt rè. Hoàn toàn quên mất, Văn Nhật Thịnh đang khắp nơi tìm kiếm tung tích của mình. Sân bay quốc tế Kinh Thành, tiếng gió thổi mạnh, nhưng mà, vẫn không thấy bóng dáng Sở Trần. Thần sắc Văn Nhật Thịnh âm trầm,
nhịn không được hung hăng vỗ tay lái một cái. Anh, chỉ cần hắn còn ở kinh thành, nhất định sẽ chạy không thoát. Văn Phạm Tinh cắn răng, sợ nhất là hắn trực tiếp đi cao tốc. Hiện tại đuổi theo đã căn bản không kịp. Sở Trần, tầm mắt Văn Nhật Thịnh khẽ híp lại, đường đường là đệ tử cửu huyền môn, không ngờ lại là một kẻ nhát gan. Nếu hắn đã trốn khỏi kinh thành, như vậy, liền tìm Vương Tái Tiên tính sổ. Hương Sơn, bên lôi đài. Sở Trần vừa uống nước lạnh, vừa thưởng thức tỷ đấu trên lôi đài. Trên cơ bản đều là đánh cược giữa đệ tử môn phái chính thống, tuy rằng lấy trao đổi làm chủ, nhưng theo tiến hành tỷ đấu, các đại môn phái đều âm thầm tranh đấu, đều muốn đại xuất danh tiếng. Giang Ánh Đào nhìn thoáng qua thời gian, qua 2 giờ nữa, chúng ta liền trực tiếp xuống núi ra sân bay. Hiện tại ngược lại càng ngày càng náo nhiệt, Sở Trần mỉm cười, tranh đấu giữa mấy môn phái chính thống càng ngày càng kịch liệt, nhưng, tựa hồ đều ước định mà thành, lên đài khiêu chiến đều là đệ tử trẻ tuổi, cũng không có trưởng bối tông sư. Xa xa, mấy người đi tới ánh mắt nhìn xung quanh. Phái Thanh Dương đoạn thời gian trước xảy ra biến cố, rõ ràng biểu thị sẽ không tham gia giao lưu Hương Sơn hội lần này, lại có người mạo danh đệ tử phái Thanh Dương tiến vào Hương Sơn. Một người trầm giọng mở miệng, thần sắc sắc bén, nói không chừng chính là thám tử đạo tặc Hỏa Yến phái tới. Hai người kia đội mũ lưỡi trai, một nam một nữ, nếu bọn họ không thay đổi trang phục, hẳn là rất dễ dàng tìm được. Chính ở bên kia, rất nhanh liền có người ở bên cạnh lôi đài nhìn thấy Sở Trần cùng Giang Ánh Đào. Chờ một chút, trong đám người, Phó Long Sư cũng ở trong đó. Tầm mắt Phó Long Sư gắt gao híp lại, nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh dưới lều che nắng xa xa, người đàn ông trong đó, lại là hắn. Phó Long Sư xua tay ngăn cản những người còn lại, không nên đánh rắn động cỏ, Văn Sư Huynh đang điều tra tung tích người này khắp nơi, lập tức thông báo cho Văn Sư Huynh. Mặc dù Phó Long Sư lớn tuổi hơn Văn Nhật Thịnh, cũng sớm bái nhập phái Bắc Đẩu hơn Văn Nhật Thịnh, nhưng hắn chỉ là đệ tử ngoại môn. Mà Văn Nhật Thịnh là đệ tử chính thức của phái Bắc Đẩu, địa vị cao hơn hắn, quy củ phái Bắc Đẩu, đệ tử ngoại môn xưng hô đệ tử nội môn, tất cả đều là sư huynh sư tỷ. Điều này thể hiện thân phận địa vị của đệ tử nội môn. Trên đường cao tốc, Văn Nhật Thịnh nhận được điện thoại, ánh mắt đột nhiên lướt qua một đạo hàn quang tinh nhuệ. Lập tức đi về phía Hương Sơn, lá gan thật lớn, lại dám trà trộn vào Hương Sơn vào lúc này. Khóe miệng Văn Nhật Thịnh lạnh lùng nhếch lên, theo hắn thấy đây không thể nghi ngờ là hành động tự chui đầu vào lưới. Sở Trần ở Hương Sơn, Văn Phạm Tinh cũng lập tức kích động. Hắn không thể chờ đợi được nhìn thấy cảnh anh trai thu thập Sở Trần. Phải biết rằng, hắn từng nghe người trong nhà nói qua, anh trai là một trong những đệ tử trọng điểm bồi dưỡng của phái Bắc Đẩu, thực lực cường đại, tiền đồ vô hạn. Lúc xe sắp tới Hương Sơn, Văn Nhật Thịnh gọi điện thoại một cái, Bạch Sư Thúc, một đệ tử cửu huyền môn Hương Sơn tới, ta hiện tại đang chạy tới. Được rồi, Bạch Sư Thúc, gặp ở Hương Sơn. Văn Nhật Thịnh cúp điện thoại, Văn Phạm Tinh nhìn không được hỏi một câu, Sở Trần kia thật sự rất cường đại sao? Anh nắm chắn 90% có thể đối phó với hắn. Văn Nhật Thịnh thản nhiên nói, nhưng mà, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, cho dù có nắm chắc 10 phần, cũng phải lưu lại cho mình một con đường phía sau. Bạch Sư Thúc là võ đạo tông sư thành danh đã lâu, có hắn tỏa chấn, sẽ không xảy ra chuyện gì. Văn Phạm Tinh vội vàng gật đầu, hiểu rồi. Hương Sơn, lôi đài, lại một trận quyết đấu chấm dứt. Có chút nhàm chán à. Giang Ánh Đào có chút chán, thúc giục Sở Trần, hay là anh lên đi, dù sao cũng không có ai biết anh. Sở Trần, cự tuyệt. Vậy thì xuống núi đi dạo một chút. Sở Trần nói, phong cảnh Hương Sơn cũng không tệ lắm. Hai người đứng dậy, xa xa, Phó Long Sư cũng lập tức đứng lên. Lo lắng, Sở Trần lại muốn chạy. Lần này lại là ai để lộ tin tức, ngăn hắn lại, Phó Long Sư quyết đoán hét lớn, mấy người nhào tới, ngăn cản đường đi của Sở Trần. Sở Trần bảo vệ Giang Ánh Đào ở phía sau, ánh mắt rất nhanh cũng rơi vào trên người Phó Long Sư. Thì ra là gặp người quen tối hôm qua, ánh mắt Sở Trần đảo qua, các ngươi muốn thế nào? Đây là hoạt động giao lưu giữa môn phái chính thống, nhưng không mời người trong kỳ môn đến tham gia. Phó Long Sư cất tiếng mở miệng. Các ngươi lấy danh nghĩa đệ tử phái Thanh Dương trà trộn vào Hương Sơn, đến tột cùng có mục đích gì không thể nói cho người khác biết. Không phải là muốn tùy tiện đi dạo một chút, góp vui, Sở Trần nghiêm túc biểu đạt ý nghĩ của mình. Phó Long Sư hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy bóng người trên bậc thềm đá đã đi lên, những lời này của ngươi, giữ lại nói với Văn Sư Huynh đi. Văn Nhật Thịnh đến rồi, đám người tản ra, Văn Nhật Thịnh chậm rãi cất bước đi tới.
Văn Phạm Tinh thở hổn hển đi theo phía sau, một đường chạy, sợ Sở Trần chạy thoát. Anh quả nhiên ở đây. Văn Phạm Tinh nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Sở Trần, hoàn toàn không còn phong thái tối hôm qua khi lái siêu xe xuống xe, ở đồn cảnh sát Hải Điền một đêm, phần khuất nhục kia chỉ có dẫm Sở Trần dưới chân mới có thể rửa sạch. Văn Nhật Thịnh híp mắt, sao không tiếp tục chạy? Sở Trần và Giang Ánh Đào liếc nhau một cái. Như thế nào từ ngữ khí của bọn họ, mình chạy trốn khắp nơi. Ngươi chính là Sở Trần, đệ tử Cửu Huyền. Văn Nhật Thịnh chỉ tay về phương hướng lôi đài, không nên lúc nào cũng khi dễ người yếu đuối, có dám đánh một trận hay không? Đạo Đạo ánh mắt rơi vào trên người Sở Trần. Sở Trần nở nụ cười, ngươi cũng giống như vậy. Văn Nhật Thịnh quát một tiếng, ngươi sai rồi, ta không giống ngươi, ta chưa bao giờ khi dễ kẻ yếu. Ngươi hiểu sai rồi, Sở Trần sửa lại nói, ý của ta là, ngươi cùng bọn họ giống nhau, đều là kẻ yếu. Văn Phạm Tinh ở một bên giận dữ, anh, khẩu khí rất lớn a, có bản lĩnh lên lôi đài. Sở Trần nhìn thoáng qua Giang Ánh Đào, nhà tiên tri, vừa rồi Giang Ánh Đào còn nói nhảm chán, nói Sở Trần lên đài. Sở Trần giao điện thoại di động cho Giang Ánh Đào, xoay người đi lên lôi đài. Nếu đối phương đã ép đến tình trạng này, trận chiến này, nhất định không đánh không được. Sở Trần đi lên lôi đài trước tiên, Văn Nhật Thịnh trực tiếp nhảy lên. Ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Thân phận Văn Nhật Thịnh đại đa số mọi người đều biết, rất nhanh, thân phận Sở Trần cũng truyền ra. Thì ra là đệ tử Cửu Huyền, đệ tử kỳ môn đệ nhất đại phái chống lại truyền nhân phái Bắc Đẩu, trận chiến này đặc sắc rồi. Tôi đối với Sở Trần không biết, nhưng Văn Nhật Thịnh chính là người nổi bật trong thế hệ trẻ của phái Bắc Đẩu. Nghe nói Sở Trần bị Văn Nhật Thịnh một đường truy kích, trốn không được, mới lên lôi đài, Sở Trần hầu như không có phần thắng. Đừng khinh thường đệ tử Cửu Huyền Môn, đừng quên chín đại cao thủ Cửu Huyền Môn, bất luận một đại phái chính thống nào cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Đội ngũ phái Bắc Đẩu cũng xuất hiện, dần đầu chính là Bạch Sư Thúc trong miệng Văn Nhật Thịnh, Bạch Khâm Trì. Văn Sư Đệ đã cùng Sở Trần lên lôi đài A, một thanh niên bên cạnh Bạch Khâm Trì mở miệng, đệ tử Cửu Huyền. Lá gan không nhỏ, lại dám xuất hiện ở chỗ này. Rất nhanh có người đưa ghế đến. Đoàn người Bạch Khâm Trì ngồi xuống, thưởng thức trận chiến kế tiếp. Ta cũng đã lâu không thấy Văn Nhật Thịnh ra tay, không biết thực lực của hắn hiện tại đến trình độ nào. Khuôn mặt Bạch Khâm Trì mỉm cười. Tê duyện cóp từ trang Tê Zoom TR huyện VN về phần đối thủ của Văn Nhật Thịnh là Sở Trần, Bạch Khâm Trì tỏ vẻ chưa bao giờ nghe qua. Tiểu bối như vậy. Cho tới bây giờ cũng không phải là đối tượng Bạch Khâm Trì chú ý. Một bên, người thanh niên thần sắc thoải mái, tôi ngược lại nghe nói qua cái tên Sở Trần này, nghe nói đoạn thời gian trước cũng gây ra một vài chuyện, vậy cũng là bình thường, dù sao cũng là đệ tử Cửu Huyền Môn, khi dễ một vài tiểu phái, thực sự là thao tác thông thường. Văn Sư Đệ, cho hắn mở mang kiến thức về sự lợi hại của phái Bắc Đẩu. Trên lôi đài, một trận gió lớn trên đỉnh núi thổi qua. Văn Nhật Thịnh có loại cảm giác như gió xuân, cả người thoải mái, trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất, cảm giác giờ phút này cả người đều tràn ngập lực bộc phát. Thân ảnh vừa động, chân đạp thất tinh, tốc độ của Văn Nhật Thịnh nhanh đến mức giống như sao chổi xẹt qua chân trời, kèm theo tinh hà nóng bỏng, bào mòn rơi xuống. Thất tinh bộ, tinh hà quyền, cùng một tổ hợp kỹ năng võ thuật, ở trong tay Văn Nhật Thịnh sử dụng, hơn xa Phó Long Sư. Đây chính là sự khác biệt giữa võ giả giới thật sự và thế tục. Phó Long Sư ở thế tục là phó minh chủ của Liên minh quyền sư phương Bắc, nhưng thân phận ở phái Bắc Đẩu, chẳng qua chỉ là một đệ tử ngoại môn. Đặc điểm của tinh hà quyền chính là quyền lực kéo dài không dứt cùng với quyền thế cương mãnh. Văn Nhật Thịnh cũng là tiên thiên võ giả, Sở Trần trực tiếp sử dụng bát cực quyền, quyền phong sắc bén cùng Văn Nhật Thịnh đối oanh, có khí thế long trời lở đất. Hai người đối đầu, giống như hỏa tinh đụng địa cầu nổ tung. Xung quanh nhất thời nhấc lên từng đợt thanh âm thán phục, nhìn lôi đài không chớp mắt. Giang Ánh Đào ngồi xuống, ánh mắt chờ mong nhìn một đạo thân ảnh trong đó, lúc này mới thú vị. Giang Ánh Đào đối với Sở Trần rất tin tưởng. Theo cô thấy, cho dù là phái Bắc Đẩu, trong thế hệ trẻ, muốn tìm một người đi ra đánh bại Sở Trần, căn bản không có khả năng. Tên này chính là bác giữa một thế hệ võ giả trẻ tuổi. Bụp, 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 thế cục trên lôi đài thoạt nhìn có chút thế lực ngang nhau. Lòng bàn tay Phó Long Sư âm thầm đổ mồ hôi lạnh, thực lực của Sở Trần thật sự ngoài dự liệu của hắn. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể cùng Văn Sư Huynh đánh một trận sao? Ánh mắt Phó Long Sư theo bản năng nhìn về phía Bạch Khâm Trì, một giây sau, Phó Long Sư thẳng người một cái, bình tĩnh.
Bất kể là Bạch Khâm Trì hoặc là mấy sư huynh sư tỷ nội môn còn lại, giờ phút này thần sắc đều rất bình tĩnh, đây không thể nghi ngờ là cho Phó Long Sư một loại cảm giác, tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Sở Trần thất bại không thể nghi ngờ. Quả nhiên, phong vân trên lôi đài đột nhiên thay đổi, công phu của Văn Nhật Thịnh thay đổi, song quyền thành trường, trường phong mờ mịt, như ảo như biến, thoạt nhìn, trên lôi đài xuất hiện mấy chục trường ấn của Văn Nhật Thịnh. Bắt đầu tuyệt học, bắt đầu huyễn thần trường. Phó Long Sư kích động vạn phần, đây là một trong những tuyệt học trấn phái của phái Bắc Đẩu, hắn nằm mơ cũng muốn học được công phu này, thế nhưng, theo Phó Long Sư hiểu được, cho dù là trong đệ tử nội môn, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách tiếp xúc với Bắc Đẩu huyễn thần trường. Điều này có nghĩa, Văn Nhật Thịnh thực sự là người nổi bật trong thế hệ trẻ của phái Bắc Đẩu. Bắc Đẩu huyễn thần trường, từng may mắn chứng kiến cường giả phái Bắc Đẩu thi triển, quá cường đại. Vừa rồi còn đang thế lực ngang nhau. Nhưng Bắc Đẩu huyễn thần trưởng của Văn Nhật Thịnh vừa ra, thế cục lập tức xoay chuyển, anh xem Sở Trần hiện tại, ngã trái ngã phải, phỏng chừng chống đỡ không được mấy phút. Tôi làm sao cảm giác Sở Trần không phải là mất đi phương tức, mà là đang thi triển một môn chúng ta nhìn không hiểu, anh nghĩ nhiều rồi. Sở Trần, trong lòng tôi hoảng sợ. Phó Long Sư híp mắt, toàn thân thả lỏng, ánh mắt theo bản năng lại nhìn về phía đám người Bạch Khâm Trì, khuôn mặt tươi cười định hình một chút. Lau mắt một chút. Xác nhận không nhìn nhầm, vừa rồi lúc thế lực ngang nhau, đám người Bạch Khâm Trì thần sắc thoải mái, nhưng hiện tại, rõ ràng Văn Nhật Thịnh rõ ràng chiếm thế thượng phong, đám người Bạch Khâm Trì lại nhíu mày, chẳng lẽ ánh mắt Phó Long Sư vội vàng một lần nữa hướng về lôi đài. Thân ảnh Sở Trần nhẹ như lá liễu, theo gió mà lên, mặc cho bên người trưởng ấn vô số, cũng không có chút nào đả thương được hắn. Vèo vèo, Phó Long Sư hít sâu một hơi khí lạnh, đây là bộ pháp gì? Lại thần kỳ như vậy, người xung quanh lôi đài cũng dần dần nhìn ra manh mối. Thoạt nhìn tình cảnh của Sở Trần vô cùng hung hiểm, nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người phát hiện, Văn Nhật Thịnh ngay cả góc áo Sở Trần cũng không đụng phải. Nghênh phong liễu bộ, Bạch Khâm Trì thần sắc âm trầm, một trong cửu huyền bí thuật, có thể nói là một trong những thân pháp tuyệt đỉnh nhất đương thời, cũng được xưng là một trong những thân pháp khó lĩnh ngộ nhất, Sở Trần này lại tìm hiểu nghênh phong liễu bộ thân pháp. Chỉ bằng nghênh phong liễu bộ này, mặc dù thực lực của Sở Trần không bằng văn sư đệ cũng rất khó đánh bại hắn. Thanh niên sư huynh ở một bên cảm thán, đồng thời buông tay, bao gồm cả ta tự tin thực lực ở trên Sở Trần, nhưng thân pháp này của hắn, ta cũng không thể làm gì được. Giang Ánh Đào liếc mắt nhìn thanh niên sư huynh này một cái. Người chưa từng bị Sở Trần đánh bại, luôn tràn ngập tự tin. Chiến đấu trên lôi đài dần dần trở nên gay cấn. Trường ấn của Văn Nhật Thịnh cường đại, bộ pháp của Sở Trần thần kỳ, như tản bộ nhàn nhã. Ánh mắt Văn Nhật Thịnh hiện lên một đạo phẫn nộ điên cuồng, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, liều lĩnh tung ra đòn cuối cùng về phía Sở Trần. Hắn muốn lợi dụng một đợt thế công này, phá vỡ thân pháp của Sở Trần. Văn Nhật Thịnh một mực quan sát Sở Trần, giờ phút này phải đi ra kết luận là, chỗ dựa lớn nhất chính của Sở Trần là thân pháp của hắn. Phòng ngự hạng nhất, công kích không đủ. Sau khi tám chữ khái quát đặc điểm của Sở Trần, Văn Nhật Thịnh quyết đoán lựa chọn hoàn toàn buông tay chân ra tấn công. Hắn muốn dùng uy lực công kích tuyệt đối nghiền ép phòng ngự của Sở Trần. Giờ khắc này Văn Nhật Thịnh trực tiếp không phòng bị, hắn tự tin Sở Trần không có đường phản kích. Khóe miệng Văn Nhật Thịnh khẽ nhếch lên, quan sát rất nhỏ trong chiến đấu trực tiếp quyết định thành bại của một trận chiến. Áp lực mạnh mẽ, cánh cửa trống mở ra, thân ảnh Sở Trần một giây trước như bông liễu nhẹ nhàng. Chợt như sấm bạo động, như đạ bàng dương cánh, tiêu giao thiên địa, nuốt chửng thiên hạ. Sở Trần phản kích, tiêu giao du trưởng pháp, nhanh như cầu vồng, du long xuất kích, ám, âm, ầm, trực tiếp đánh thẳng vào ngực Văn Nhật Thịnh, đập mạnh vào ngực Văn Nhật Thịnh. Thân hình Văn Nhật Thịnh kịch liệt bạo phát, máu ngực chảy điên cuồng, không cách nào kiềm chế, sau khi một trưởng cuối cùng của Sở Trần đánh ra, thân thể Văn Nhật Thịnh trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề ngã ở mép lôi đài. Liên tục phun vài ngụm máu tươi, chợt đột nhiên ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn Sở Trần. Hắn sai rồi, dự đoán của hắn đối với Sở Trần, một lần sai lại sai. Mình thế nhưng bại, vượt qua nửa kinh thành đi điều tra truy tung Sở Trần, thật vất vả mới đuổi kịp, kết quả phát hiện mình căn bản đánh không lại, khi đến thì tốt, Văn Nhật Thịnh lại phun ra một ngụm máu, tức giận, hai mắt tối sầm liền ngã xuống đất. Anh, Văn Phạm tinh thần sắc bi thương, hô to lên tiếng, xông lên. Đỡ Văn Nhật Thịnh dậy, chợt ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Sở Trần, "Sở Trần, anh dám đả thương anh tôi, Văn gia tôi cùng anh chưa xong đâu."
Bạch Khâm Trì cũng đứng lên, cất bước đi qua, quan sát Văn Nhật Thịnh một chút, lập tức nhìn về phía Sở Trần, nhẹ nhàng lắc đầu, luận bàn đấu võ, vốn nên điểm đến là dừng. Sở Trần, người tuổi không lớn, tâm địa lại rất ngoan độc, lại ra tay với Văn Nhật Thịnh nặng như vậy, thật sự là trái với vũ đức. Sở Trần nở nụ cười. Bạch Khâm Trì vừa mới mở miệng, anh liền đoán được ý đồ của đối phương, chẳng qua là tìm lý do ra tay mà thôi. Làm trái võ đức, quả thực chính là trò đùa, Văn Nhật Thịnh triển khai liên tiếp thế tấn công này, cho dù anh chỉ có chút bất cẩn, hiện tại chấn thương còn nghiêm trọng hơn Văn Nhật Thịnh. Google ngay trang cộng cộng trùm duyệt, VN cộng cộng nói chỉ là so tài, người thế nhưng lại có mưu đồ đả thương người. Lúc này, người sư huynh trẻ tuổi cũng trầm giọng mở miệng, nhảy lên lôi đài. Nhìn chằm chằm Sở Trần, chẳng lẽ giữa ngươi và Văn sư đệ của ta có ân oán gì? Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Văn Phạm Tinh nói, có thể là tối hôm qua tôi đắc tội Sở Trần, hắn mới giận chó đánh mèo trên người anh tôi. Người sư huynh trẻ tuổi nhướng mày lên, chợt chậm rãi lắc đầu, cách làm này, quá đáng. Đường đường là đệ tử cửu huyền, lại ở trên lôi đài làm ra chuyện như vậy. Không có gì để nói, hãy cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng. Nếu có bản lĩnh, cùng Hướng Kiệt sư huynh đánh một trận. Người sư huynh trẻ tuổi tên là Hướng Kiệt, lúc này khoát tay áo, tâm tình đệ tử phái bắt đầu ổn định lại. Hướng Kiệt nhìn Sở Trần, người đều nghe thấy rồi. Sở Trần híp cười, bớt nói nhảm, lại đây đánh một trận. Không có gì để nói. Đối mặt với loại tình huống này, nói nhiều hơn nửa chữ sỏ, Trần đều cảm thấy là lãng phí miệng lưỡi của mình. Chỉ có nắm đấm mới có thể nói đạo lý. Hướng sư huynh, cẩn thận một chút. Văn Nhật Thịnh đã tỉnh lại, thần sắc âm trầm, thân pháp của hắn có chút tà môn. Hướng Kiệt khuôn mặt mỉm cười, tà đạo, sải bước đi về phía Sở Trần, khoảng cách Sở Trần không đến 3 mét, Hướng Kiệt đột ngột tăng tốc độ, hơn nữa tung người nhảy lên. Hai chân hóa kình, quét ngang về phía Sở Trần, thân ảnh Sở Trần một bên tránh qua, nhưng đây chỉ là một chiêu lừa của Hướng Kiệt, thủ đoạn công kích thật sự của hắn là trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây quạt giấy, nhìn như bình thường. Quạt giấy bình thường không có gì lạ ẩn giấu huyền cơ, đánh vào Sở Trần bên kia lại vô cùng sắc bén, giống như lưỡi dao sắc bén, hàn khí bức người. Sở Trần cũng là lúc cánh tay suýt nữa chạm vào quạt giấy mới giật mình phát hiện, trong lúc tốc độ ánh sáng, thân nhẹ như tơ liễu, phiêu giật về phía sau, tránh thoát công kích của Hướng Kiệt. Hướng Kiệt thế không tha cho người khác, nhanh chóng truy kích, đồng thời tiêu sái mở quạt ra. Quạt giấy xoay với tốc độ cao, như thần binh lợi khí. Sở Trần tay không, dựa vào thân pháp lượn quanh Hướng Kiệt. Không biết xấu hổ, đổi trắng thay đen, thay nhau đánh còn dùng vũ khí. Giang Ánh Đào đứng lên, đôi môi khẽ mắng, mắt phượng chút giận lên, hôm nay cô cuối cùng cũng lĩnh giáo tác phong của cái gọi là đại phái chính thống bắt đầu. Nói ngắn lại, bọn họ không thể thua thiệt, Văn Nhật Thịnh thua, họ phải tìm lại thế trận. Sở Trần cố lên, Giang Ánh Đào hô một tiếng, tuy rằng quạt giấy của Hướng Kiệt đánh Sở Trần trở tay không kịp. Nhưng Giang Ánh Đào vẫn tin tưởng Sở Trần. Thân ảnh Sở Trần không ngừng nghiêng người, né tránh, nhảy nhót. Hướng Kiệt truy kích, trên người Sở Trần sao lại có thứ gì đó rơi ra ngoài. Đột nhiên một đệ tử phái bắt đầu tò mò mở miệng. Chắc là quạt giấy của Hướng sư huynh cắt túi của hắn. Người bên cạnh trả lời, chiêu thức quạt giấy này của Hướng sư huynh thật sự tiêu sái thật khiến người ta hâm mộ. Bạch Khâm Trì cũng chú ý tới, nhìn vài lần. Trong lúc bất chợt sắc mặt biến đổi, cất cao giọng mở miệng, Hướng Kiệt, lui về phía sau. Âm thanh như sấm sét, đồng tử Hướng Kiệt co rụt lại, không biết vì sao Bạch Sư Thúc đột nhiên bảo hắn lui về phía sau, nhưng hắn đối với Bạch Sư Thúc là tín nhiệm 100%, nhanh chóng thu quạt giấy lại, lui về phía sau, nhưng mà, vừa mới xoay người, một tấm bùa liền đánh tới. Tiểu ngũ lôi phù, âm âm, thân thể Sở Trần nhảy lên, khóe miệng nhếch lên một tia mỉm cười, đến cũng đến rồi. Vội vàng đi cái gì, nếm thử quy định phạm vi hoạt động của tiểu ngũ lôi phù. Bùa trên mặt đất là Sở Trần cố ý buông xuống, nhanh chóng tạo thành một tòa trận pháp quy định phạm vi hoạt động, đồng thời ẩn chứa uy lực của tiểu ngũ lôi phù. Theo hướng tiểu ngũ lôi phù nổ tung ném tới khuôn mặt Hướng Kiệt, toàn bộ quy định phạm vi hoạt động của tiểu ngũ lôi phù trong trận pháp đồng thời bị kích nổ. Mọi người bên ngoài lôi đài biến sắc, bùa kỳ môn, bọn họ tuy rằng đặt mình ở bên ngoài lôi đài, nhưng cũng có thể cảm nhận được uy lực bùa nổ tung. Không tự chủ được hít sâu một hơi khí lạnh, thật không hổ là cửu huyền môn. Bùa thuật kỳ môn ta không phải chưa từng thấy qua, nhưng nào có vận dụng xuất thần nhập hóa như vậy, hắn vừa rồi là lúc ứng phó Hướng Kiệt công kích, tiện tay bố trí ra bùa trận pháp đi.
trong lòng các đệ tử phái Bắc Đẩu cũng thắt lại, tiếng nổ vang lên, khói dày đặc cuồn cuộn trong trận pháp, bọn họ không nhìn thấy bóng dáng Hướng Kiệt. Một cơn gió núi thổi qua, khói dày đặc tiêu tan, ánh mắt mọi người tập trung qua, nhao nhao trợn tròn mắt. Giang Ánh Đào sửng sốt, phốc phốc cười ra tiếng, quạt giấy của người da đen. Quần áo trên người Hướng Kiệt rách nát, nhiều chỗ đều thành từng dải, tóc có mùi khét, khuôn mặt cũng bị bột bùa nổ tung dính vào, tối đen như mực. So sánh ra, quạt giấy trong tay Hướng Kiệt quả thật không phải phàm phẩm, vẫn sáng như cũ. Thoạt nhìn, quả thật là một người da đen đang cầm quạt gấp, hình ảnh kỳ lạ. Các đệ tử phái Bắc Đẩu càng mở to đồng tử, bọn họ đều biết Hướng sư huynh đối với hình tượng của mình chú trọng bao nhiêu, cho tới nay, Hướng sư huynh đặt ra cho mình, chính là một công tử tay cầm quạt giấy, dạo chơi nhân gian. Nhưng bây giờ, tâm hồn Hướng sư huynh tuyệt đối bị thương nặng hơn thân thể. Bên cạnh lôi đài, còn có không ít phe nữ của Hướng sư huynh đang xem cuộc chiến. Hướng Kiệt phục hồi tinh thần, nhìn về phía Sở Trần, tức giận xông lên, ta phải giết ngươi. Quạt giấy trong tay Hướng Kiệt đột nhiên mở ra, hướng về phía Sở Trần. Tầm mắt Sở Trần híp lại, nhận thấy được khí tức nguy hiểm, thân ảnh nhanh chóng nhoáng lên một cái. Xèo, 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 vô số kim nhỏ dày đặc từ trong quạt giấy bay ra. Đám người trực tiếp vang lên một trận thanh âm xôn xao. Ám khí, từ trước đến nay bị cái gọi là đại phái chính thống khinh thường. Mà thân phận của Hướng Kiệt, lại là đệ tử phái Bắc Đẩu. Một trong ba siêu thế lực trong đại phái chính thống, hắn lại không khống chế được trên lôi đài, sử dụng ám khí. Giờ khắc này, ngay cả thần sắc Bạch Khâm Trì cũng không khỏi âm trầm xuống. Cũng không phải hắn không biết trong quạt giấy của Hướng Kiệt có ám khí, chỉ là, Hướng Kiệt lại ở trước mắt bao người sử dụng ám khí. Làm tổn hại đến danh tiếng của phái Bắc Đẩu. Mấu chốt vẫn là, cho dù Hướng Kiệt sử dụng ra ám khí, nhưng còn không có làm Sở Trần bị thương. Thân ảnh Sở Trần lắc lư gấp gáp. Tránh thoát một đợt công kích ám khí này, thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở phía sau Bạch Khâm Trì. Bát cực quyền, băng kình, lắc lắc đụng trời ngã xuống, dậm chân chấn động cửu châu. Bịch, 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 Hướng Kiệt bị ném ra ngoài. Hay, bên cạnh lôi đài, Giang Ánh Đào hưng phấn hô một tiếng. Bạch Khâm Trì thần sắc trầm thấp, lợi hại, đặc sắc, trận chiến này của Sở Trần đã lật đổ quan điểm của tôi về đệ tử kỳ môn. Có sao nói vậy? Sở Trần xứng đáng với trận thắng lợi này. Xung quanh lôi đài Hương Sơn có không ít võ giả thảo luận, đồng thời cũng có tiếng cổ vũ vang lên. Ở Hương Sơn, giờ khắc này, môn phái chính thống, đảo ngược, thanh âm khen ngợi Sở Trần liên tiếp vang lên, dần dần có dấu hiệu bao trùm toàn trường. Hướng Kiệt giãy giụa đứng lên, bên tai truyền đến thanh âm đối với hắn mà nói vô cùng chói tai, Hướng Kiệt đỏ mặt, đương nhiên, giờ phút này Hướng Kiệt mặc kệ biến sắc thế nào, vĩnh viễn đều là một màu da. Bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của hắn, giống như một người da đen đột nhiên lộ ra hàm răng trắng nõn. Người nhìn thấy một màn này, có chút không nhịn được phốc cười nhạo ra tiếng, lại vội vàng cúi đầu. Cười thì cười, phái Bắc Đẩu cũng không phải ai cũng dám trêu chọc. Sở Trần, Hướng Kiệt nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Trần. Hắn vừa rồi đúng là không khống chế được, tâm tình nổ tung, mới không băn khoăn hậu quả, sử dụng ám khí trên quạt giấy. Hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi. Qua hôm nay, nhất định có tin tức truyền ra, đệ tử phái Bắc Đẩu Hướng Kiệt, ở lôi đài đấu võ sử dụng ám khí. Thân thể Hướng Kiệt bỗng nhiên run lên, không biết tông môn có thể đối với hắn xử phạt hay không. Hướng Kiệt đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Khâm Trì. Quả nhiên, Bạch Khâm Trì giờ phút này thần sắc lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn hắn một cái, trầm giọng mở miệng, thu quạt giấy của Hướng Kiệt lại, mang về tông môn, chờ xử trí. Sắc mặt Hướng Kiệt cũng không cần đề cập. Hai đệ tử phái Bắc Đẩu tiến lên. Hướng sư huynh, xin lỗi. Sở Trần đứng ở lôi đài, nhìn thoáng qua, lập tức đi về phía Giang Ánh Đào. Chờ một chút, âm thanh vang lên, thân ảnh Sở Trần dừng lại, nhìn chăm chú vào Bạch Khâm Trì, đánh nhỏ xong rồi, lớn muốn lên sân sao. Xung quanh lôi đài cũng là một trận xôn xao. Lấy địa vị của Bạch Khâm Trì trong giới võ giả, tự mình leo lên lôi đài đối phó một hậu bối trẻ tuổi. Thật sự là mất thân phận. Ha ha, Bạch trưởng lão quả nhiên vẫn là muốn ra tay. Phái Bắc Đẩu hết lần này đến lần khác bại dưới tay đệ tử Cửu Huyền môn Sở Trần, nếu Bạch Khâm Trì không ra tay, Sở Trần nhất định sẽ nghênh ngang rời khỏi Hương Sơn, đây đối với phái Bắc Đẩu mà nói, là sỉ nhục khó có thể rửa sạch. Thà rằng mình mất chút mặt mũi giảo huấn Sở Trần, cũng không muốn để Sở Trần mang theo chiến tích toàn thắng rời khỏi Hương Sơn, đây chính là mục đích của Bạch Khâm Trì.
thắng cũng không vinh quang. Mọi người nghị luận sôi nổi. Giang Ánh Đào cũng nhíu mày, hai chân trắng như tuyết đi về phía Sở Trần trên lôi đài, lắc đầu về phía anh. Nếu Sở Trần không chấp nhận khiêu chiến của Bạch Khâm Trì, trước mắt bao người, Bạch Khâm Trì nhất định cũng không dám cường ngạnh ngăn trở. Đặc biệt, dưới tình huống Hướng Kiệt dùng ám khí bôi nhọ phái Bắc Đẩu. Yên tâm, ta chỉ thể hiện lòng yêu tài. Bạch Khâm Trì mở miệng, Cửu Huyền Môn quả thật bồi dưỡng ra một cây giống tốt, nhưng mà, cây non không có trải qua gió táp mưa sa, vĩnh viễn cũng không mọc thành đại thụ cao ngất trời. Hôm nay nếu ta đã gặp nhau, liền nhắc nhở ngươi một phen, coi như là nhận lỗi cho Hướng Kiệt sử dụng ám khí đối với ngươi. Sở Trần ngây người, loại lời này làm sao có mặt mũi nói ra miệng, nội tâm Sở Trần chân thành bội phục ra mặt Bạch Khâm Trì. Rõ ràng là mình muốn lấy lớn hiếp nhỏ, còn có thể nói là nhận lỗi. Sở Trần, Giang Ánh Đào hô một tiếng. Sở Trần nhìn chằm chằm Bạch Khâm Trì một hồi, lập tức nói với Giang Ánh Đào nói, cô Đào, chờ tôi một lát. Lời vừa dứt, toàn trường xôn xao. Sở Trần muốn cùng Bạch Khâm Trì đánh một trận. Bên trên A, Bạch Khâm Trì là võ đạo tông sư, mặc dù chưa nói tới là cao thủ đứng đầu phái Bắc Đẩu, nhưng vẫn là một phái tông sư A. Mọi người không thấy sao? Bạch Khâm Trì đã ở trên lôi đài, cản bản không phải do Sở Trần không đáp ứng. Không sai, Sở Trần không có lựa chọn. Không có lựa chọn nào khác ngoài chiến. Sở Trần cũng biết điểm này, Bạch Khâm Trì không có khả năng để mặc anh rời đi, chỉ bằng buông tay cùng anh một trận. Không ai cảm thấy Sở Trần có thể cùng Bạch Khâm Trì đánh một trận, cho dù Sở Trần thất bại, cũng là hợp tình hợp lý. Bạch Khâm Trì thần sắc lạnh nhạt nhìn Sở Trần, trong lòng có quyết định, hắn muốn trong vòng 10 chiêu bắt được Sở Trần, một lần nữa thiết lập uy danh phái Bắc Đẩu. Loại lời này Bạch Khâm Trì sẽ không nói ra, cũng lo lắng sẽ thất bại, ngộ nhỡ trong vòng 10 chiêu không có bắt được Sở Trần, vậy thì mất mặt rồi. Bạch Khâm Trì sẽ không cho Sở Trần bất kỳ một chút cơ hội nào. Xuất ra bản lĩnh mạnh nhất của ngươi. Bạch Khâm Trì mở miệng, hắn không quên, mình lấy danh nghĩa nhắc nhở Sở Trần đi lên lôi đài. Lòng bàn tay Sở Trần lật lên, tiểu ngũ lôi phù xuất hiện, đập tới Bạch Khâm Trì. Âm âm, tiểu ngũ lôi phù bỗng nhiên nổ tung, Bạch Khâm Trì vung tay lên đè uy lực của tiểu ngũ lôi phù xuống. Cái này mãi mãi không đủ. Bạch Khâm Trì thản nhiên nói, uy lực công kích của bùa này thậm chí không bằng lực của chính ngươi, có thể sử dụng nó một cách bất ngờ. Một khi đối thủ có phòng bị, bùa của ngươi giống như giấy trắng. Quả nhiên là chỉ điểm, mặc dù nói lời vô ích. Khóe miệng Sở Trần khẽ nhếch, tiểu ngũ lôi phù trong tay giống như vật giá rẻ đập về phía Bạch Khâm Trì, trong lúc nhất thời, thanh âm bùm bùm giống như đốt pháo. Bạch Khâm Trì thần sắc lãnh đạm, đúng như hắn nói, tiểu ngũ lôi phù đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, càng sẽ không tồn tại chật vật như Hướng Kiệt, dễ dàng, giơ tay nhấc chân, ngăn cản công kích của tiểu ngũ lôi phù. Bốn phía lôi đài, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào động tĩnh trên sân. Thủ đoạn kỳ môn, có đôi khi quả thật khiến người ta hâm mộ. Đương nhiên, là đối thủ của hắn, sẽ rất chán ghét thủ đoạn của người trong kỳ môn, thường thường khiến người ta khó lòng phòng bị. Bùa của Sở Trần đối với Bạch Khâm Trì không thể tạo ra bất kỳ hình ảnh nào, xem ra, trận chiến này không có bất kỳ tình tiết phức tạp nào. Giang Ánh Đào cũng đang nhìn chằm chằm Sở Trần, dựa trên những gì cô ấy biết về Sở Trần. Sở Trần sẽ không bao giờ làm việc vô ích. Anh không ngừng đập ra bùa, nhất định có dụng ý của anh. Lòng bàn tay Sở Trần lại đồng thời xuất hiện hai tấm bùa, không có bất kỳ đặc biệt nào, lại một lần nữa bay về phía Bạch Khâm Trì. Bạch Khâm Trì không thèm để ý phất tay ngăn cản, ầm ầm. Trong nháy mắt này, bùa sáng rực lên, trong khoảnh khắc liền tạo thành một trái cầu lửa thật lớn, trong lửa có điện. Sở Trần cuối cùng phóng thích ra hai tấm bùa, trong đó một tấm là bùa ngũ lôi thật. Bùa cực phẩm, còn có một cái là bùa liệt hỏa, cũng là bùa cực phẩm, Sở Trần tỉ mỉ chế tạo ra đòn sát thủ. Bạch Khâm Trì chạy theo, cho dù hắn trước tiên phòng ngự cùng lui về phía sau, nhưng cũng không tránh khỏi bị bỏng vài chỗ, chật vật vỗ mấy cái, mới dập tắt lửa trên quần áo. Mọi người ngạc nhiên, cảnh tượng này đột biến quá nhanh. Tất cả mọi người đều cho rằng bùa của Sở Trần đối với Bạch Khâm Trì không có tác dụng gì, anh mang đến cho mọi người một bất ngờ, thật lớn. Giang Ánh Đào nở nụ cười, Sở Trần, không hổ là anh. Hình tượng Bạch Khâm Trì giờ phút này so với Hướng Kiệt tốt hơn một chút, nhưng cũng là quần áo tả tơi, phong độ cường giả hoàn toàn không có. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Sở Trần nói, tác dụng của bùa, xác thực phải đánh bất ngờ, mới có thể tạo hiệu quả. Tên hề lại là chính mình, Bạch Khâm Trì nôi giận, mình lại làm tài liệu giảng dạy phản diện.
có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Bạch Khâm Trì trong lúc bất chợt có chút hiểu được tâm tình của Hướng Kiệt lúc ấy, nếu như trong tay hắn hiện tại có ám khí, hắn cũng hận không thể tiêu diệt Sở Trần. Cảm nhận được ánh mắt khác thường truyền đến xung quanh, Bạch Khâm Trì hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, không sai, không hổ là đệ tử cửu huyền môn, học xong áp dụng, là có tài năng, kế tiếp, hy vọng ngươi có thể tiếp tục cố gắng, tiếp nhận chỉ điểm của ta. Hai chữ cuối cùng, Bạch Khâm Trì cơ hồ là dùng ngữ khí nghiến răng nghiến lợi nói ra, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, cả người giống như mũi tên rời cung xông lên, chân đạp thất tinh, quyền xuất tinh hà, bá đạo mãnh liệt. Lửa giận đến từ võ đạo tông sư, tất cả mọi người nhìn không chớp mắt, có thể dự đoán được kế tiếp Sở Trần sẽ gặp phải trùng kích như cuồng phong bão táp. Sở Trần cũng thể hiện ra sự thần kỳ của thân pháp đỉnh cao với các đệ tử chính thống đại phái ở Hương Sơn, nếu so sánh công kích của Bạch Khâm Trì với cuồng phong bão táp, như vậy, Sở Trần giống như lá liễu nhẹ nhàng đung đưa trong màn mưa, đón gió mà phiêu, cuồng phong bão táp không thể làm tổn thương anh chút nào. Thân pháp này, vô số người chấn động, đây là thân pháp thần kỳ nhất mà tôi từng thấy qua, không ai sánh bằng. Dựa vào thân pháp tuyệt diệu, khiến tiên thiên võ giả có vốn cùng võ đạo tông sư đọ sức, đây quả thực không thể tin được. Bạch Khâm Trì vừa mới gặp phải tập kích của Sở Trần, trên người có vài chỗ bị bỏng, thực lực của hắn cũng giảm bớt, đây cũng là cơ hội của Sở Trần. Lúc này, trong lúc bất chợt trong lòng có người toát ra một ý nghĩ, nói không chừng, có lẽ, Sở Trần có thể đánh bại Bạch Khâm Trì. Giang Ánh Đào nín thở, khuôn mặt hồng hào, tim đập kịch liệt. Sở Trần hôm nay, có lẽ muốn nổi danh trong giới võ giả. Khi mọi người cho rằng Sở Trần chỉ dựa vào thân pháp đối phó Bạch Khâm Trì, tùy thời mà động, Sở Trần bỗng nhiên giống như linh xà lẻ lưỡi, đột nhiên không tiếng động một trường, đánh về phía chí mạng của Bạch Khâm Trì. Một trường này tới cực kỳ bí hiểm, Bạch Khâm Trì thiếu chút nữa không kịp phản ứng, ngăn trở trong tốc độ ánh sáng, thân pháp Sở Trần bay bổng, hai tay đập mạnh. Cửu huyền bí thuật, thiên tàn ảo ảnh. Trong một thời gian, trên lôi đài, thân ảnh Sở Trần trở nên hư ảo. Ánh mắt Bạch Khâm Trì như chim ưng, khóe miệng thầm dương lên. Hắn không sợ Sở Trần phản kích, liền lo lắng Sở Trần sẽ một mực dựa vào thân pháp né tránh, khiến mình không thể làm gì được. Bạch Khâm Trì thân kinh bách chiến đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, lập tức giao thủ với Sở Trần, không cho Sở Trần không gian thi triển thân pháp tuyệt diệu nữa. Cường thế áp lên, ánh mắt tinh quang lóe lên, hắn muốn thừa dịp đợt tấn công này, đánh bại Sở Trần. Đối với Bạch Khâm Trì mà nói, đây là cơ hội tuyệt vời. Không tự lượng sức mình, nội tâm Bạch Khâm Trì âm thầm cười lạnh, tuy rằng mình có chút bị thương, nhưng cũng là võ đạo tông sư, chẳng lẽ tên gia hỏa như Sở Trần có thể đối phó. Lại còn dám phản kích, người trẻ tuổi, chung quy thiếu thắp lửa. Bạch Khâm Trì song trường xuất kích, Sở Trần trước mắt lại đột nhiên áp sát về hướng hắn. Đồng tử Bạch Khâm Trì co rụt lại, Sở Trần lạ còn tự động đưa tới cửa. Vậy thì ta sẽ không khách khí. Bạch Khâm Trì gia tăng lực, dưới một chưởng này, Sở Trần nhất định trọng thương. Tim Giang Ánh Đào đập đột ngột tăng, nhìn về phía trước, trong lúc tốc độ ánh sáng, thân ảnh Sở Trần đúng là sát vào cánh tay Bạch Khâm Trì tránh được một kích này của hắn. Một màn này khiến vô số người nhìn kinh ngạc, tuyệt đối không phải thân pháp, nhưng vừa rồi Sở Trần đã thần kỳ, không thể tưởng tượng nổi hóa giải công kích của Bạch Khâm Trì. Không thể tưởng tượng nổi, Sở Trần giống như sát người Bạch Khâm Trì. Nhưng Bạch Khâm Trì lại không cách nào đánh trúng Sở Trần. Rõ ràng Sở Trần đang ở ngay trước mắt mình. Đây là công phu gì? Cửu huyền bí thuật, kim xà triền ti, thân như linh xà, quấn quanh đối thủ, tùy thời phản kích. Bụp, Sở Trần thừa dịp Bạch Khâm Trì còn chưa hiểu rõ thủ đoạn của anh, một quyền ở trên người Bạch Khâm Trì, không thiên vị, chính là vị trí trên người Bạch Khâm Trì bị bỏng. Cái chỗ này cũng không phải chỗ yếu của cơ thể con người, bởi vậy phòng ngự của Bạch Khâm Trì cũng không có chú trọng. Vừa lúc cho Sở Trần cơ hội này, quyền lực cương mãnh xuyên thấu da thịt bị bỏng, Bạch Khâm Trì đau đến kêu to ra tiếng, thân ảnh lẳng lặng lui về phía sau vài bước. Lão tiền bối, xin chỉ điểm. Sở Trần cất lên tiếng, chiến ý trong mắt nồng đậm cuồng thịnh. Anh tuy rằng vừa mới bước vào tiên thiên không lâu, nhưng Sở Trần có thể được 9 đại cường giả cửu huyền môn đồng thời thu làm đệ tử, chứng tỏ thiên phú tu hành của anh, trong khoảng thời gian này tới nay. Thực lực của Sở Trần cơ hồ mỗi một ngày đều đột nhiên tăng mạnh. Nhất là sau khi phá giải thiên cơ huyền đồ, bố trí ra động tiên, thực lực của Sở Trần càng là tiến triển cực nhanh. Trước trận chiến hôm nay, Sở Trần đang mơ hồ chạm vào cảnh giới tiên thiên đỉnh phong, theo mấy trận chiến đấu, giờ khắc này, Sở Trần bước vào tiên thiên đỉnh phong.
cho dù trước mắt là võ đạo tông sư, Sở Trần cũng dám đánh một trận. Thuận thế thẳng lên, Sở Trần vung quyền cương mãnh, từng quyền mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, đánh Bạch Khâm Trì liên tục lui về phía sau, thực lực của Sở Trần, hình như trong lúc bất chợt tăng lên không ít. Trong đám người phát ra âm thanh kinh hô, hắn đột phá, yêu nghiệt a, cửu huyền môn, thật không hổ là thiên hạ đệ nhất kỳ môn. Lúc này sắc mặt Văn Phạm Tinh tái nhợt không gì sánh được, hai tay theo bản năng phát run. Hắn rốt cục ý thức được, mình đắc tội là loại người đáng sợ gì. Khó trách Vương Tái Tiên đều chủ động lấy lòng hắn. Văn Phạm Tinh hận không thể cho mình một cái bạt tai, mặc kệ kết quả chiến đấu hôm nay như thế nào, chính mình trêu chọc một kẻ địch cường đại như vậy cho Văn gia, đó chính là tội nhân của gia tộc. Trừ khi, hôm nay Sở Trần chết trận, nắm đấm của Văn Phạm Tinh đột nhiên nắm chặt anh, nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng Bạch Tiền Bối cũng sẽ bại. Khuôn mặt Văn Nhật Thịnh đột nhiên thay đổi, nếu ngay cả Bạch Sư Thúc cũng bại, trận chiến Hương Sơn hôm nay, đệ tử cửu huyền Sở Trần sẽ dẫm lên vai phái Bắc Đầu, nổi danh giới võ giả. Mặc dù phái Bắc Đầu còn có cường giả khác cũng ở Kinh Thành, nhưng giờ phút này cũng không ở Hương Sơn, nước xa không cứu được lửa gần. Hướng sư huynh, Bắc Đầu thất tinh trận, Văn Nhật Thịnh hạ thấp giọng nói. Hướng Kiệt đã lau sạch phần lớn vết đen trên khuôn mặt, mơ hồ có thể thấy được một tia huyết sắc, nghe vậy, nhìn tình thế trên lôi đài, cũng hiểu được ý tứ của Văn Nhật Thịnh. Dựa vào đội hình phái Bắc Đầu trên Hương Sơn, bố trí Bắc Đầu thất tinh trận, như vậy có thể giảm bớt áp lực của Bạch Sư Thúc hiện tại. Nhưng, trước mắt bao người, tinh nhuệ của phái Bắc Đầu dốc hết ra, không thể quản nhiều như vậy. Hướng Kiệt đột nhiên cắn răng, sau khi liên tục điểm danh, bảy đạo thân ảnh nhảy lên. Đám đông phát ra một âm thanh lớn, phái Bắc Đầu hôm nay thề không bỏ qua, mắt thấy Bạch Khâm Trì sắp bại, đệ tử phái Bắc Đầu đứng ngồi không yên. Bảy người đồng thời xông lên, xem ra, bọn họ muốn bố trí Bắc Đầu thất tinh trận. Mọi người nghị luận sôi nổi, không có dừng lại. Hàng lông mày liễu của Giang Ánh Đào dựng thẳng lên, khuôn mặt xinh đẹp mang theo tức giận, thật là đại phái chính thống không biết xấu hổ, một mình đánh không lại lại còn đánh nhóm. Lên, Hướng Kiệt trực tiếp hét lớn, một bước đi trước, sáu đệ tử phái Bắc Đầu ào ào xông lên. Bạch Khâm Trì thấy thế, nội tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cất cao giọng nói, giới võ giả có một loại thuyết pháp, kỳ môn thuật, trận pháp phi tôn. Ngươi nếu thân là đệ tử cửu huyền môn, đối với trận pháp, nói vậy sẽ có chút tìm hiểu qua, phái Bắc Đầu thất tinh trận, xin lãnh giáo ngươi. Khóe miệng Giang Ánh Đào khẽ giật giật, hôm nay cô hết lần này đến lần khác nhìn thấy phái Bắc Đầu làm mới giới hạn vô sỉ. Thật không biết xấu hổ, lúc Bạch Khâm Trì nói xong câu đó, đã lắc lư một chiêu, thuận thế lui về phía sau. Hắn muốn chờ Bắc Đầu thất tinh trận khóa Sở Trần lại, lại tiến vào trong Bắc Đầu thất tinh trận, đánh tan Sở Trần. Kỳ môn chi thuật, trận pháp phi tôn. Sở Trần cười lạnh, lão gia hỏa này còn rất biết bịa chuyện. Vì công khai vây công mình, đều mang bằng tốt nghiệp của học sinh tiểu học ra. Ánh mắt Sở Trần nhìn chăm chú vào bảy người. Bảy người cách anh không đến 3 mét đồng thời tách ra. Bắc Đầu thất tinh trận, thoáng cái, vật đổi sao rời, hình ảnh đột biến, bảy người trực tiếp vây quanh Sở Trần. Bắc Đầu thất tinh trận, thành, không ít người ở đây trong lòng căng thẳng. Bắc Đầu thất tinh trận, a, à, rầm rầm rầm, còn chưa kịp cảm thán Bắc Đầu thất tinh trận, trên lôi đài, người ngã ngựa đổ. Bắc Đầu thất tinh trận, phá, bước chân Bạch Khâm Chỉ phanh gấp, lúc Bắc Đầu thất tinh trận vây Sở Trần. Hắn trước tiên muốn xông lên đối phó Sở Trần, nhưng không nghĩ tới, Bắc Đầu thất tinh trận bị Sở Trần phá trong giây lát. Giờ phút này Bạch Khâm Trì vừa vặn đối mặt với Sở Trần. Hướng Kiệt và bảy người đã ngã xuống lôi đài. À, đây, Bạch Khâm Trì có loại cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Sở Trần trước mắt hùng hổ, rõ ràng là trạng thái điên cuồng. Căn bản không thể ngăn cản. Thế nhưng, nếu quay đầu bỏ chạy, thật sự sẽ tổn hại đến danh dự của phái Bắc Đầu. Không đợi Bạch Khâm Trì đưa ra quyết định, Sở Trần đã vọt về phía hắn. Không sai, trạng thái hiện tại của Sở Trần, trong đầu cũng chỉ còn lại một chữ chiến. Khi Bắc Đầu thất tinh trận quay lại, còn chưa hoàn toàn thành hình, Sở Trần đã nhanh chóng xuất kích. Bắc Đầu thất tinh trận mới ra lò đã bị Sở Trần ăn tươi nuốt sống. Không có thời gian, thanh âm của Giang Ánh Đào hò to. Sở Trần tăng nhanh lực công kích, giống như cuồng phong bão táp nghiền ép Bạch Khâm Trì. Nếu như phát huy bình thường, Bạch Khâm Trì không đến mức cảnh giới đường đường võ đạo tông sư bị một tiên thiên võ giả như Sở Trần nghiền ép, nhưng lúc này tâm tính Bạch Khâm Trì đã nổ tung, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, bị Sở Trần bắt lấy cơ hội,
dưới sự trùng kích cường thế, Bạch Khâm chỉ liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng đi tới ven lôi đài, Bạch Sư Thúc. Văn Nhật Thịnh nhịn không được hô to ra tiếng. Bạch Khâm chỉ lúc này mới giật mình phát hiện, dĩ nhiên đã đến bên cạnh lôi đài. Trong lòng đột nhiên chấn động, thế tấn công của Sở Trần như thủy triều, như mãnh hổ nhào tới. Bạch Khâm chi tung người nhảy xuống lôi đài. Văn Nhật Thịnh trợn tròn mắt, hắn vốn là nhắc nhở Bạch Sư Thúc, đã đến bên lôi đài, đã đến lúc buông tay đánh một trận, phản kích Sở Trần. Nhưng Bạch Sư Thúc tung người nhảy lên, rất tiêu sái. Trên lôi đài, thân hình cao lớn của Sở Trần phản chiếu ra bóng dáng bị mặt trời buổi chiều kéo dài, dường như phủ một lớp ánh sáng vàng lên các góc cạnh của bóng dáng anh tuấn cao ngất. Bậc tiền bối, đa tạ chỉ điểm, đệ tử Cửu Huyền, Sở Trần, một trận chiến thành danh. Sở Trần nhìn ánh mắt Bạch Khâm Trì, tràn đầy chân thành. Nhờ có Bạch Khâm Trì chỉ điểm, hôm nay anh mới có thể tiến vào trạng thái cực hạn này trong chiến đấu, một lần hành động đột phá đến cảnh giới tiên thiên đỉnh phong. Thiếu sót 5 năm tu hành trống rỗng, đang dần dần bù đắp trở lại. Nhưng mà, đối với Bạch Khâm Trì mà nói, lời nói của Sở Trần lại chói tai vô cùng, trực tiếp làm ngực hắn một trận máu chảy trào, suýt nữa muốn hộc máu, khuôn mặt nghẹn đến tím tái, không nói một lời, phất tay áo xuống núi. Phái Bắc Đẩu hôm nay, phải chịu một cái ngã nhào lớn. Thậm chí có thể nói là trải nghiệm nhục nhã nhất trong lịch sử phái Bắc Đẩu. Một gã võ đạo tông sư, mấy vị đệ tử tiên thiên, sau khi luân phiên ra trận, cuối cùng còn liên thủ với nhau, nhưng kết quả vẫn bị đánh bại. Vẫn là ở hội giao lưu võ giả Hương Sơn, càng tức giận chính là, hội giao lưu võ giả này, còn là do phái Bắc Đẩu khởi xướng. Có thể tưởng tượng, sau trận chiến này, giới võ giả sẽ lưu truyền bao nhiêu phiên bản câu chuyện về phái Bắc Đẩu bị một mình đệ tử Cửu Huyền Sở Trần trấn áp. Không cần phải nói, trong tất cả các phiên bản, phái Bắc Đẩu là nạn nhân. Các đệ tử còn lại của phái Bắc Đẩu cũng vội vã xuống núi. Đi thôi, Giang Ánh Đào cũng thúc giục Sở Trần, còn không đi thì không kịp lên máy bay. Máy bay lúc 8 giờ tối. Sở Trần gật gật đầu, hai người sóng vai xuống núi. Sở Trần, anh thật lợi hại, hắc, nhìn hai đạo thân ảnh biến mất ở góc đường xuống núi, trên Hương Sơn vang lên một trận thanh âm sợ hãi than. Đệ tử Cửu Huyền, Sở Trần, ta nhớ kỹ cái tên này. Không thể nghi ngờ. Đợi một thời gian, cái tên này, rất có khả năng đại diện cho một trong những đỉnh phong của giới võ giả. Cửu Huyền môn cường giả như mây, nhân tài xuất hiện, khó trách có thể nhiều năm như vậy, trường thịnh không suy. Ngược lại, phái Bắc Đẩu ngày nay, thất bại rồi. Không ít người nhao nhao gật đầu, nếu như chỉ là thuần túy thua trận, vậy còn không có gì, chiến đấu giữa võ giả, thắng thua bình thường. Nhưng phái Bắc Đẩu, đầu tiên là Văn Nhật Thịnh cản đường, khiêu chiến Sở Trần. Sau đó là Hướng Kiệt ra tay, ám khí công kích, sau đó là Bạch Khâm chỉ lấy danh nghĩa tiền bối, nhắc nhở Sở Trần vì lý do ra tay, cuối cùng lãnh giá của Bắc Đẩu thất tinh trận, lần lượt làm mới các hoạt động giới hạn thấp hơn, cuối cùng, vẫn là bại ở trong tay một mình Sở Trần. Câu chuyện này, tôi có thể kể một ngày một đêm. Có người cười ha ha, dù sao đệ tử phái Bắc Đẩu cũng đã rời khỏi Hương Sơn, hiện tại tự do bàn luận. Trên đường đến sân bay. Giang Ánh Đào ánh mắt nhìn Sở Trần, tôi rốt cuộc biết, vì sao anh có thể tiến vào Thiên Võng Điện. Sở Trần nghe ra một tầng ý tứ khác của Giang Ánh Đào, xem ra cô Đào vẫn cho rằng tôi là có quan hệ a. Trước kia cũng đủ kinh diễm, nhưng hôm nay diễn giải phần kinh diễm này đến cực hạn. Sở Trần mở điện thoại ra nhìn thoáng qua, lại có một cuộc gọi chưa xem. Đền từ Tao Phong, Giang Khúc Phong, nghe Trung Dân nói, hai người trở về kinh thành rồi. Sở Trần trả lời một câu, đúng vậy. Mãi đến khi hai người đến sân bay, cũng không thấy Giang Khúc Phong trả lời. Lúc này đã là 7 giờ 20 phút, thời gian cấp bách, hai người chỉ có thể dùng kênh đặc biệt, nhanh chóng lên máy bay. Từ Kinh Thành bay về Dương Thành, phải gần 3 tiếng. Hai mắt Sở Trần nhắm lại, nghỉ ngơi một chút đi. Trận Hương Sơn, sau khi từ trạng thái chiến đấu đi ra, thay vào đó là một trận mệt mỏi. Sở Trần rất nhanh liền ngủ say. Giang Ánh Đào nhìn nghiêng mặt Sở Trần, khóe miệng theo bản năng nhẹ nhàng nhếch lên một chút, lại khuôn mặt hơi đỏ lên, vội vàng cũng ngồi thẳng người, cầm lấy một quyển tạp chí phía trước lên đọc. Sân bay quốc tế Kinh Thành, một chiếc máy bay từ thành phố Riyadh từ từ hạ cánh. Máy bay còn chưa dừng lại, Giang Khúc Phong lập tức lấy điện thoại ra, đồng thời bật máy. Tiểu tử Sở Trần này rốt cục chịu nhắn tin a. Giang Khúc Phong đọc tin nhắn, quả nhiên, bọn họ còn ở Kinh Thành. Giang Khúc Phong vốn định chất vấn Sở Trần một chút,
vì sao phải ném hắn ở thành phố Riyadh, ngẫm lại vẫn là bỏ đi, mình tốt xấu gì cũng là tiền bối, một đời tông sư, làm sao có thể cùng một tiểu bối tính toán chi ly. Ta cũng trở về kinh thành, hai người đang ở đâu? Ta có chuyện muốn nói chuyện với ngươi. Giang Khúc Phong gửi tin nhắn. Mãi đến khi máy bay dừng lại, bắt đầu xuống máy bay một cách có trật tự, Giang Khúc Phong còn chưa đợi Sở Trần trả lời. Không trả lời tin nhắn, sắc mặt Giang Khúc Phong tối sầm lại, cũng không phải đang ngồi máy bay. Giang Khúc Phong suy nghĩ một hồi, cũng gửi tin nhắn cho Giang Ánh Đào, Tiểu Giang, hai người đang ở đâu. Cùng là đá chìm đáy biển, không có trả lời. Cuối cùng, Giang Khúc Phong vẫn không nhịn được gọi vào số điện thoại của Sở Trần. Tắt máy, đồng tử Giang Khúc Phong co rụt lại, một giờ trước mới trả lời tin nhắn của mình, là tắt máy. Giang Khúc Phong thử gọi điện thoại cho Giang Ánh Đào, kết quả vẫn như cũ. Điều này không thể nghi ngờ nói lên một chuyện, Sở Trần cùng Giang Ánh Đào, phỏng chừng đang ngồi máy bay, ngoài ra, làm chuyện khác cũng không đến mức cả hai cùng tắt máy. Mình lại bị vứt bỏ ở kinh thành. Giang Khúc Phong sinh ra thê lương, nhìn thoáng qua máy bay lướt trên đường băng ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên cảm thấy, nơi này không phải sân bay kinh thành, đây là Gia Hòa Vọng Cương. Dương Thành, sân bay Bạch Vân. Sau khi máy bay dừng lại, Sở Trần và Giang Ánh Đào cơ hồ đồng thời khởi động điện thoại, sau đó, hai người đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện nhau. Khụ, Giang đội sẽ không cho Giang chúng ta cố ý chứ? Giang Ánh Đào trả lời tin nhắn cho Giang Khúc Phong, chúng tôi trở về Dương Thành rồi. Sở Trần cũng vội vàng trả lời một câu, tôi vừa mới xuống máy bay, thương lượng chuyện gì? Tào Phong dường như tức giận, không trả lời tin nhắn. Hai người cùng nhau bước ra khỏi sân bay. Tư Đồ Tĩnh ở bên ngoài chờ, thấy hai người đi ra, Tư Đồ Tĩnh ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Giang Ánh Đào, chị Đào, đã muộn như vậy, sao chị lại để em đến đón chị? Giang Ánh Đào tức giận liếc Tư Đồ Tĩnh một cái, đi thôi, tìm một chỗ ăn khuya, liền đến Gia Hòa Vọng Cương chúng ta thường đến đi. Ăn no uống đủ, Tư Đồ Tĩnh đưa Giang Ánh Đào về nhà, mà Sở Trần đã gọi điện thoại cho Tống Thu trước, sau khi Giang Ánh Đào rời đi, Sở Trần ở ven đường chờ một hồi. Tống Thu lái xe chạy tới. Anh rể, Tống Thu hô to, thần sắc hưng phấn, có loại cảm giác một ngày không gặp như ba năm. Về nhà đi, Sở Trần cũng hưng phấn, rời nhà mấy ngày, nhớ bà xã. Tống Thu, một giờ sau, chiếc xe từ từ chạy vào biệt thự Tống gia. Đã hơn một giờ sáng, Tiểu Thu, nghỉ ngơi sớm một chút. Sở Trần mở cửa xe. Ai, anh rể, Tống Thu nói, kiểm tra sức khỏe của em đã thông qua. Rất nhanh có thể thuận lợi nhập ngũ. Tống Thu muốn đi lính. Cố lên, Sở Trần sau khi xuống xe, đóng sầm cửa xe lại. Tống Thu ánh mắt ai oán nhìn thoáng qua Sở Trần, em vợ cũng không phải là nửa mông của anh rể sao. Tổ ấm nhỏ của biệt thự. Sở Trần nhẹ nhàng mở cửa phòng. Tống Nhan biết tối nay anh sẽ trở về, cố ý để lại cửa. Sở Trần rón rén đi tới trước giường lớn, vừa đưa tay, trong chăn liền truyền đến thanh âm Tống Nhan, đi tắm đi. Sở Trần xoay người đi ra ngoài. 3 phút sau, Sở Trần đẩy cửa đi vào, đồng thời ba một tiếng bật đèn lên. Dưới ánh đèn chói mắt, Tống Nhan mở mắt ra, khuôn mặt thuần mỹ trong nháy mắt đỏ lên, sao anh trời đã sáng rồi. Trước cọc hoa mai, hôm nay Tống Thu không cẩn thận ngủ quên, 10 giờ sáng mới đi tới. À, anh rể, Tống Thu bất ngờ nhìn thấy Sở Trần, sáng sớm hái hoa. Sở Trần từ trong bụi hoa bên cạnh cọc hoa mai đi ra. Trên người dính một ít bùn đất, khuôn mặt hiện lên một nụ cười, Tiểu Thu, cậu tới vừa đúng lúc, đưa tôi đến Thanh Phong quan một chuyến. Anh rể vừa trở về, người công cụ Tống Thu, lập tức hoạt động. Được, sau khi xe chạy ra, chạy về phía Thanh Phong quan. Sở Trần từng hứa hẹn với Trương Vận Quốc, mỗi tuần đều bố trí cho hắn một lần, động tiên. Lần này ra nước ngoài trì hoãn một chút thời gian, Sở Trần sau khi trở về lập tức bù đắp. Trong Thanh Phong quan. Trương Vận Quốc than thở, Thanh Phong đạo trưởng đứng ở một bên, không dám hỏi. Ai, Trương Vận Quốc, 2 ngày nay, lỗ tai Thanh Phong đạo trưởng đã bị Trương Vận Quốc than làm cho chai sạn. Trương Vận Quốc cảm nhận được chỗ tốt tu hành do động tiên mang đến, sau một ngày tu hành chậm dứt, Trương Vận Quốc mỗi ngày đều đếm ngược, chờ đợi ngày thứ 7 đến, nhưng mà, 7 ngày trôi qua, Sở Trần cũng không đến. Trương Vận Quốc cũng không dám hỏi. Ai, sư tôn. Thanh Phong đạo tôn rốt cục nhìn không được hỏi, người đang phiền muộn cái gì? Đây, Trương Vận Quốc đương nhiên sẽ không nói ra. Cũng không phải Trương Vận Quốc không tin Thanh Phong đạo trưởng, mà là, động tiên tạo nên thật sự quá kinh thế hãi tục.
Trước khi Sở Trần đồng ý, Trương Vận Quốc sẽ không tiết lộ tin tức này cho bất luận kẻ nào. Trương Vận Quốc có thể tưởng tượng một chút, nếu tin tức về, động tiên, truyền ra ngoài, vậy không thể nghi ngờ là thả một viên đạn hạt nhân xuống toàn bộ võ giả giới, mà Sở Trần sẽ bị vây ở trung tâm nổ tung. Có một đạo sĩ bước từ bên ngoài vào. Quan chủ, bên ngoài có hai người tới tìm Trương đạo trưởng. Đạo sĩ vừa mới mở miệng, Thanh Phong đạo trưởng cảm giác được trước mặt mình một trận gió mát xẹt qua, phảng phất như có bóng người bay đi. Thanh Phong đạo trưởng bình tĩnh nhìn, sư tôn không thấy đâu. Khi Trương Vận Quốc nhìn thấy Sở Trần trong nháy mắt, cả người đều run rẩy, thiếu chủ, cuối cùng cũng tới. Sở Trần không có nhiều lời, lập tức bố trí, động tiên, cho Trương Vận Quốc. Đã bố trí qua mấy lần trận pháp, động tiên, Sở Trần lúc này đây rút ngắn thời gian bố trí đến một giờ. Sau khi bố trí trận pháp xong, Trương Vận Quốc như lấy được vật quý báu, cảm ơn Sở Trần, lập tức khẩn cấp đi vào. Thời gian hiệu quả của trận pháp, động tiên, chỉ có 24 giờ, hắn phải nắm chặt từng giây từng phút trong đó. Toàn bộ quá trình tổng thu ở một bên nhìn thấy, có chút không nói gì. Dấu vết Trương đạo trưởng nịnh bợ anh rể quá rõ ràng. Anh rể không phải là bố trí một cái trận pháp mà thôi. Tống Thu lắc đầu, cảm thán mình có được sự trấn tĩnh không thuộc về lứa tuổi của mình. Trở về Tống gia, Tiểu Thu, tối hôm qua cậu nói sắp nhập ngũ, tôi cũng chuẩn bị trận pháp cho cậu, ngay bên cạnh cọc hoa mai, cậu đi đi. Sở Trần mở miệng, Tống Thu cũng nhớ tới, sáng sớm hôm nay nhìn thấy anh rể ở bên cạnh cọc hoa mai hái hoa. Thì ra là đang mày mò trận pháp, không phải là một cái trận pháp, mình đã thấy qua trận pháp của anh rể, tuy rằng thần kỳ, nhưng mà, cùng mình có liên quan gì. Tống Thu thờ ơ đi tới trước cọc hoa mai, một cước bước vào động tiên. Vài phút sau, Tống Thu liều mạng hô hấp, cảm nhận mùi hoa bốn phía. Thơm, thật thơm, Sở Trần không cùng Tống Thu tiến vào trong trận pháp, động tiên, mà đi tới thư phòng Tống Trường Thanh, pha một ấm trà bách hoa tiên. Lão gia tử thoạt nhìn trẻ hơn không ít a. Sở Trần cười nói, Tống Trường Thanh cười ha ha một tiếng, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, trong khoảng thời gian này Tống ra một bước lên mây. Một trong nãm gia tộc Thiền Thành từng xuống dốc toàn lực vực dậy, Tống Trường Thanh cảm giác mình có tuổi trẻ thứ hai. Tống Trường Thanh còn nói cho Sở Trần, người Tống gia hiện tại càng ngày càng bận rộn, ngay cả Tô Nguyệt Nhàn cũng bắt đầu tiếp nhận một số việc. Không ai nhàn rỗi, lúc nói những lời này, Tống Trường Thanh uống một ngụm trà bách hoa tiên, đồng thời nhìn thoáng qua Sở Trần. Sao người không thẳng thắn báo chứng minh thư của cháu, Sở Trần yên lặng cũng uống một ngụm, Tống gia to như vậy. Anh hình như còn thật sự là người nhàn rỗi. Một câu anh từng thuận miệng nói, lại trở thành hiện thực. Tống Nhan phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, Sở Trần phụ trách dung mạo xinh đẹp như hoa. Hiện giờ Tống Nhan cao đang hot, ngay cả Tống Trường Thanh cũng tỏ vẻ, Tống Nhan chỉ dựa vào lợi nhuận của Tống Nhan cao, cùng lúc đã vượt qua cả Tống gia. Điều này không thể nghi ngờ cũng khiến Sở Trần có chút kinh ngạc, Tống Nhan cao hot anh biết, nhưng không nghĩ tới, lại có thể hot đến mức có thể trong thời gian ngắn như vậy. Tiền kiếm được trong cùng thời gian so với các loại sản nghiệp của Tống gia cộng lại còn nhiều hơn. Có thể tưởng tượng được, triển vọng tương lai của thương hiệu Tống Nhan cao đáng sợ cỡ nào. Buổi chiều, Sở Trần cũng đến cao ốc Bắc Trần một chuyến. Không nào ngoài dự đoán, công ty dược phẩm Bắc Trần tiếp tục mở rộng, kinh doanh khắp nơi. Vô số đại lý chen lấn đầu đều muốn trở thành đại lý của Tống Nhan cao. Tam thiếu gia Hạ gia, một trong 10 công tử Thiên Nam mới thăng chức, ngồi ở phòng làm việc. Cả người khí thế đều dần dần được bồi dưỡng lên. Tống Nhan đối với kinh doanh có khứu giác bẩm sinh, hơn nữa kinh nghiệm và khả năng kiểm soát của Hạ Ngôn Hoan, chiếc tàu sân bay giới y học Bắc Trần này chậm rãi xuống nước. Trần ca, Hạ Bắc đối với việc Sở Trần đến cũng rất vui mừng, trực tiếp tan làm sớm, mở một chai rượu, ở phòng làm việc cùng Sở Trần uống. Giữa anh em, không câu nệ. Sau khi màn đêm buông xuống, Sở Trần và Tống Nhan cùng nhau về nhà. Một ngày đơn giản. Giản dị, không màu mè. Sở Trần rất hưởng thụ loại cảm giác này. Cuộc sống yêu thích của anh là thảnh thơi. Ngày hôm trước còn ở Trung Đông bắn pháo nổ, giây tiếp theo ôm mỹ nhân trở về tổ ấm nhỏ hưởng thụ niềm vui dịu dàng của quê hương. Sau khi trở lại Thiền Thành, Sở Trần cũng liên tục nhận được tin tức của Sở Tiểu Ngư cùng Vương Tái Tiên, đều là đang nói cho anh biết, trận chiến đấu của anh ở Hương Sơn, chấn động kinh thành. Sở Tiểu Ngư lại càng thẳng hô lấy Sở Trần làm vinh dự. Trên đường về nhà, Sở Trần theo bản năng nhìn điện thoại vài lần. Kỳ quái chính là, Giang Khúc Phong, lại không có động tĩnh gì. Tựa hồ đang dùng hành động nói cho Sở Trần,
lão tử cũng là người có tính khí. Sở Trần, tôi dự định bước tiếp theo, để Tống Nhan cao tiến kinh thành. Tống Nhan mở miệng, con người nhu tình nhìn Sở Trần, anh cảm thấy thế nào? Trực tiếp vào kinh thành, Sở Trần giật mình, chợt cười nói, nếu em có lòng tin, vậy chúng ta sẽ để Tống Nhan cao tiến quân vào kinh thành. Tống Nhan cao vừa mới đưa ra thị tròm không bao lâu, trong thời gian ngắn bao trùm Thiền Thành, Dương Thành cùng với mấy thành thị xung quanh. Đây là một sự tăng trưởng bùng nổ. Bước tiếp theo nếu là tiến vào kinh thành, không thể nghi ngờ, đây là một bước tiến lớn. Chất lượng của Tống Nhan cao quá mạnh, có thể mở ra một thị trường, không chỉ dựa vào thuốc, còn có rất nhiều yếu tố bổ sung. Rất nhiều khó khăn, nhưng, Sở Trần ủng hộ Tống Nhan. Anh cũng mơ hồ đoán được một trong những nhân tố đằng sau quyết định này của Tống Nhan, chỉ sợ là bởi vì thân phận của mình. Cô muốn Tống Nhan cao sớm đánh vào kinh thành, coi như là chứng minh thực lực của mình một chút. Trước khi con dâu út gặp mẹ chồng, trong đầu luôn phác họa ra các loại khả năng, màn đêm buông xuông. Phái thiên cơ đường, mười mấy người thần sắc nghiêm túc, đứng ở trong đại sảnh. Trưởng môn chết rồi, tin tức này nổ tung ở phái thiên cơ như đạn pháo. Mấy ngày trước vừa mới nhận được tin tức, trưởng môn sắp chấm dứt 5 năm rèn luyện ở nước ngoài, trở về phái thiên cơ. Nhưng không nghĩ tới, trưởng môn đi đột ngột như vậy. Triệu Trụ ngữ khí trầm trọng, trong khoảng thời gian này tới nay, phái thiên cơ ta liên tiếp gặp phải kiếp nạn, cho đến giờ phút này, ngay cả trưởng môn cũng tất cả mọi người im lặng. Phái thiên cơ, lung lay sắp đổ, thủ phạm chính là Sở Trần. Triệu Trụ nghiến răng nghiến lợi, trấn thanh nói, kiếp nạn của phái thiên cơ, là từ hắn mà lên, ta thậm chí hoài nghi, trưởng môn chết, cũng có liên quan đến Sở Trần. Câu nói cuối cùng của Triệu Trụ chính mình cũng không tin nhiều, dù sao trưởng môn chết ở nước ngoài. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Giờ phút này phái thiên cơ, lòng người hoảng sợ, tử khí nặng nề, bọn họ cần một động lực, một mục tiêu. Đó chính là Sở Trần. Tất cả phải bắt đầu từ thiên cơ huyền đồ. Triệu Trụ chậm rãi tiếp tục mở miệng, thiên cơ huyền đồ rơi vào trong tay Sở Trần, còn bị hắn tu bổ xong, nhất định là hắn hủy diệt số mệnh của phái thiên cơ chúng ta. Cho nên mới dẫn đến kiếp nạn liên tiếp của phái thiên cơ, vì đoạt lại thiên cơ huyền đồ, vì báo thù cho trưởng môn, kế tiếp, phái thiên cơ, trên dưới một lòng, cơ ngoài người đồng tâm hiệp lực, mục tiêu của chúng ta là, Sở Trần. Dứt lời, mọi người trong đại sảnh hai mắt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, một người trong đó cười khổ, Triệu trưởng môn, chẳng lẽ ngài chưa từng nghe nói qua, Sở Trần không chỉ là đệ tử cửu huyền môn, hơn nữa. Còn vừa mới ở trên lôi đài Hương Sơn phá bắt đầu thất tinh trận cùng với đánh bại võ đạo tông sư phái bắt đầu, Bạch Khâm Trì. Ý thần bí, bất luận là bối cảnh, thực lực, phái thiên cơ chúng ta lấy cái gì để đấu với Sở Trần? Sở Trần là đệ tử cửu huyền môn không sai, nhưng mà, trong khoảng thời gian này, vừa vặn là cơ hội tốt nhất của chúng ta đối phó Sở Trần. Triệu Trụ đứng lên, ánh mắt nhìn về phía một vị lão giả ngồi ở một bên, điểm ấy, ta nghĩ Huyền Minh trưởng lão là rõ ràng nhất. Huyền Minh trưởng lão ngẩn ra, híp mắt suy nghĩ một hồi, đôi mắt đột nhiên mở to, đã đến lúc phong ấn cửu huyền môn. Đúng vậy, Triệu Trụ dùng sức gật đầu, có thể nói, trong khoảng thời gian này, sau lưng Sở Trần không có người làm chỗ dựa, phái thiên cơ chúng ta cùng cửu huyền môn thủ oán mấy đời. Cho dù chúng ta không đối phó Sở Trần, cửu huyền môn nếu biết vị trí tông môn chúng ta, cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta không cần cố kỵ bất cứ chuyện gì, nhất định phải bắt được Sở Trần. Triệu Trụ ỏng môn lên kế hoạch làm như thế nào? Có người hỏi, Triệu Trụ sớm đã có chuẩn bị, chậm rãi nói, binh chia hai đường, thứ nhất, ta hy vọng Huyền Minh trưởng lão dẫn đội tiến vào kinh thành, tham gia đại hội trao đổi võ giả Hương Sơn, chờ một chút. Huyền Minh trưởng lão nhíu mày, đó là đại hội trao đổi giữa đại phái chính thống, chúng ta đi qua sẽ bị bài xích. Trước kia sẽ, có lẽ sau này còn có thể, nhưng hiện tại tuyệt đối sẽ không. Triệu Trụ đùa bắp nói, đừng quên. Lần này người tổ chức đại hội là phái Bắc Đẩu, Huyền Minh trưởng lão đến Hương Sơn, chính là thảo phạt Sở Trần, khiếu nại tội danh của Sở Trần với các võ giả Hương Sơn. Đến lúc đó, chỉ cần phái Bắc Đẩu gật đầu, đại hội trao đổi võ giả Hương Sơn, cũng không chỉ là thảo luận bắt đạo tạc hỏa yến, còn phải thêm một hạng mục, đối phó Sở Trần. Về phần tội danh, cũng không quan trọng, phái Bắc Đẩu hiện tại tuyệt đối muốn có một cơ hội đòi lại sân. Mọi người trong đại sảnh theo bản năng gật đầu. Huyền Minh trưởng lão cười ha hả, cứ như vậy, có lẽ không cần phái thiên cơ chúng ta phái ra tay, Sở Trần sẽ phải đối mặt với sự trả thù phái Bắc Đẩu. Mượn đao giết người, còn nữa, thứ hai, Triệu Trụ trầm giọng mở miệng, ta tự mình dẫn đội,
đi tới Thiền Thành. Nếu như hội võ giả Hương Sơn bởi vì chúng ta là môn phái kỳ môn mà cự tuyệt, chúng ta liền tự mình động thủ, ta không tin, tất cả sức mạnh của phái Thiên Cơ, giết không được một đệ tử cửu huyền, đoạt lại Thiên Cơ huyền đồ. Được, giết Sở Trần, chúng ta theo sát bước chân của Triệu trưởng môn. Khóe miệng Triệu Trụ khẽ nhếch lên, cảnh tượng trước mắt này, chỉ cần thuận lợi chém giết Sở Trần, hắn liền có thể được toàn bộ phái Thiên Cơ ủng hộ. Đến lúc đó, hắn là đại diện trưởng môn, nhất định sẽ chuyển thành chính thức. Sở Trần, nhất định phải chết, hơn nữa, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng Triệu Trụ, còn có kế hoạch thứ ba không nói ra. Cho dù hai kế hoạch trước đều thất bại, kế hoạch thứ ba, nhất định có thể làm cho Sở Trần trở thành mục tiêu của tất cả mọi người trong giới võ giả, bao gồm cả hai siêu cấp đại phái khác cùng với phái Bắc Đầu. Kế hoạch rất đơn giản, trực tiếp phơi bày bí mật ẩn giấu trong Thiên Cơ huyền đồ. Sở Trần phá giải Thiên Cơ huyền đồ, có nghĩa là, anh nắm giữ bí mật của Thiên Cơ huyền đồ. Sở Trần, có thể tạo ra, động tiên. Một khi tin tức tiết lộ, Sở Trần sẽ trở thành bánh bao thơm ngon, tất cả mọi người đều muốn có được anh, mà người không chiếm được anh, thì muốn hủy diệt anh. Sở Trần cũng không biết một hồi sát khí nhằm vào anh đang nhào tới. Sau khi mặt trời mọc, Tống Nhan đi làm, Sở Trần bắt Tống Thu từ trong, động tiên, bảo Tống Thu đưa anh đến Liễu Gia Dương Thành. Tống Thu không tình nguyện đưa Sở Trần đến cửa Liễu Gia, sau khi Sở Trần xuống xe, Tống Thu trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Anh rể bố trí cái kia trận pháp, thật sự quá thơm. Trong một ngày ngắn ngủi, Tống Thu cảm giác thực lực của mình so với một tháng khổ luyện trước kia tăng lên còn nhanh hơn. Trước cửa Liễu Gia, Liễu Thiên Thiên đang chờ, Sở Trần trước khi đến đã nói với chị em Liễu Gia một tiếng. Liễu Thiên Thiên không có chủ động mở miệng, cô đang chờ Sở Trần chủ động nhận dạng. Nhiều ngày không gặp, cô đã cố gắng thay đổi, phát triển, bù đắp cho những thiếu sót với chị gái. Cô không tin, Sở Trần còn có thể liếc mắt một cái phân biệt ra. Vị trí Sở Trần xuống xe ở bên kia quốc lộ, lúc này cũng nhìn thấy Liễu Thiên Thiên, vẫy tay từ xa, Tiểu Thiên Thiên, chào buổi sáng a. Liễu Thiên Thiên trầm xuống, gặm đu đủ trong tay, xoay người đi trở về. Hừ, không đón hắn nữa. Sở Trần sửng sốt, tiểu độc nữ này, quả nhiên là hỉ nộ vô thường, phải kính trọng nhưng không gần gũi. Cũng may Sở Trần đối với Liễu Gia đã quen đường, rất nhanh liền đi tới trước một cánh cửa đá. Người, một đạo thanh âm hổn hển chỉ vào Sở Trần, lại không dám tới gần, ngón tay run rẩy, dám giận không dám nói. Đó là Phạm Đông Lâm, ngày đó bị Liễu Như Nhạn nghiêm trị trước mặt Sở Trần, hơn nữa sau khi đuổi đi, ngày hôm sau Phạm Đông Lâm liền trở về. Hắn tin một mảnh thành tâm của mình cuối cùng nhất định có thể cảm động thánh nữ. Nhưng mà, ngóng sao ngóng trăng, không có trông được dung nhan thánh nữ, ngược lại trông mong được người hắn căm hận nhất. Người đàn ông duy nhất ở trên đời này ở cùng với thánh nữ lại tới. Trong lúc nhất thời, Phạm Đông Lâm tức giận đến mức nói không nên lời. Sở Trần giơ tay lên, xin chào. Nói xong trực tiếp cất bước một cái liền vượt qua vòng đá. Trong mắt Phạm Đông Lâm mở to tròn vo, cảm giác mình sắp nứt ra. Không được, làm sao hắn có thể tự do ra vào nơi của thánh nữ. Trong mắt Phạm Đông Lâm sắp lồi ra, hổn hển muốn xông tới ngăn cản Sở Trần, nhưng mà, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, có muốn thử hóa thi phấn của tôi không? Tiểu độc nữ Liễu Thiên Thiên ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Phạm Đông Lâm. Môi Phạm Đông Lâm không ngừng run rẩy. Liễu Thiên Thiên hừ một tiếng, xoay người cũng đi vào. Cô cũng tức giận, vì sao cô vừa mới bế quan đi ra, liền gặp Sở Trần. Ngày thường cô không phải cách xa đàn ông sao, nhưng Sở Trần hết lần này tới lần khác là ngoại lệ. Tròi nghỉ mát sân sau, lúc Sở Trần đi tới, Liễu Mạn Mạn đang vung bút vẽ tranh, luyện chính là bút pháp song tiên nhập thần. Liễu Như Nhạn một thân váy trắng, cắt tỉa hoa. Sở Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua Liễu Thiên Thiên. Liễu Thiên Thiên, cô cảm giác trong ánh mắt Sở Trần mang theo phân biệt đối xử. Thật giống như đang nói, nhìn cô của cô một chút, nhìn chị cô một chút. Lại nhìn chính mình, cô chính là người chỉ biết chơi độc. Sở Trần đi tới bên cạnh Liễu Mạn Mạn, nhìn một hồi, gật đầu mở miệng, không tệ, tiến bộ rất lớn. Tay Liễu Mạn Mạn cầm bút run lên, trước tiên quay đầu nhìn qua, anh tới rồi. Liễu Mạn Mạn có loại cảm giác học sinh tiểu học bị kiểm tra bài tập về nhà đột xuất. Sau khi nghe Sở Trần khen ngợi, tâm tình Liễu Mạn Mạn sung sướng. Sở Trần chỉ điểm Liễu Mạn Mạn một hồi, đi tới phía sau Liễu Như Nhạn, Liễu tỷ tỷ. Nghe nói mấy ngày nay tỷ bế quan. Chợt có cảm ngộ, bế quan thanh tu. Liễu Như Nhạn quay đầu lại,
đôi mắt kia giống như mang theo nhu tình của cả vùng sông nước Giang Nam, nhìn Sở Trần, ngươi thì sao, mấy ngày không gặp, cũng không đến tu bổ cổ đồ, chẳng lẽ là không muốn biết tung tích của chín sư phụ của ngươi? Rõ ràng mấy ngày trước còn đang gặp mặt ở thành phố Riyadh, Sở Trần nội tâm hoài nghi, thân phận thật sự của đạo tặc Hỏa Yến chính là thánh nữ Bách Hoa Cung, Liễu Như Nhạn. Vừa mới đứng ở sau lưng Liễu Như Nhạn, Sở Trần chính là muốn xác nhận lại một chút. Cái bóng lưng này, cùng mình nhìn thấy đạo tặc Hỏa Yến ở thành phố Riyadh, giống nhau như đúc. Tôi đến thành phố Riyadh, Sở Trần nhìn Liễu Như Nhạn, ở nơi đó còn gặp một người bạn, bộ dạng rất giống Liễu Tỷ Tỷ. Liễu Như Nhạn mỉm cười, trùng hợp như vậy sao? Không có kết quả, Sở Trần cũng không truy vấn cái gì, anh nói ra những lời này, ngoại trừ thăm dò Liễu Như Nhạn ra, còn có một nguyên nhân, chính là tương đương trực tiếp nói cho Liễu Như Nhạn, thân phận đạo tặc Hỏa Yến của ngươi, ta đã biết. Liễu Như Nhạn trong lòng biết rõ, là đủ rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 41.